Hello các bác nha, hôm nay thì bên em Phạm Huấn lại lên các cái mã hàng trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, bên em thì ship code toàn quốc, nhận hàng các bác có quyền kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Đơn hàng dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng nước hoa. Có mỗi coco thôi à? Bó đây cho anh lọ luôn. Đấy, dòng nước hoa nhá, thì nó sẽ có hai mẫu hàng của Coco Chanel và của Gucci. Giá thì đều là 130k trên một lọ như này nhá, 130.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, 130.000 cho một lọ nước hoa như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em là nước hoa Chanel nhá, nước hoa Chanel. Dung tích của nó là 100ml các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là được sản xuất ở Pháp các bác này. Đấy, made in Fancy các bác nhá. Made in Fancy. Đó, sản xuất ở Pháp, made in Fancy đây. Đấy, và giá thì sẽ là 130.000 cho một lọ như này. Ngoài ra thì bên shop có cho bác cái dòng nước hoa của thương hiệu Gucci này. Đấy, nước hoa Gucci, dung tích cũng là 100ml các bác nhá, 100ml đó. Hàng này thì nó sẽ là được sản xuất ở tại Anh này. Đấy, made in UK này. Hàng thì nó sẽ là còn nguyên siêu nguyên hộp như này. Đấy, nguyên siêu nguyên hộp như này thì em cũng không tiện bóc ra cho nên là em chỉ quay ở cái bên ngoài thôi. Đấy, còn về nhà các bác tự bóc siêu thôi các bác nhá. Đấy, nguyên siêu nguyên đai nguyên kiện như này và giá đều là 130k nhá, 130k. Lên cho em đó là nước hoa nhá. Đấy, lên cho em là nước hoa Gucci hoặc nước hoa Chanel, giá sẽ là 130k nhá, 130.000 cho một họ lọ. Đấy, nó sẽ có hai mẫu, một là của Gucci, hai là của Chanel. Đấy, của Coco Chanel đây, giá đều là 130.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa của Dubai nhá. Đấy, của Dubai. Đấy, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất này. Đấy, made in Dubai nhá, made in Dubai. Đó, và một hộp này của nó thì cầm cho anh cái lọ nước hoa khô. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho bác là 5 lọ nhỏ như này. 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau, 1 2 3 4 5. 5 lọ nhỏ với 5 mùi hương khác nhau nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một lọ nước hoa như này. Đấy, dòng này của nó thì nó sẽ là nước hoa chiết không nhá, thơm phức luôn, rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Đấy, nó là dòng nước hoa chiết đấy, cho nên là nó rất là ít thôi, nó rất là ít thôi nhá, nó chỉ tầm khoảng là 20ml cho một lọ như này thôi, 20ml thôi các bác nhá, rất là thơm luôn, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá, made in Dubai này. Đấy, thì các bác lên cho em là nước hoa Dubai, nước hoa Dubai nhá, nước hoa Dubai, giá của nó sẽ là 60k nhá. Đấy, nước hoa Dubai này, nước hoa Dubai này, Dubai, giá sẽ là 60k. Đấy, 60k cho một lọ nước hoa Dubai như này. Đấy, rất thơm luôn. Tiếp theo thì bên em về cho các bác cái dòng nước hoa của Ấn Độ nhá. Đấy, đây. Median này, đấy, nước hoa của Ấn Độ. Dòng này thì các bác lên cho em là nước hoa sáp nhá, nước hoa sáp Ấn Độ. Đấy, thì nó sẽ là một hộp này của nó là 50.000 thì nó sẽ có cho các bác là 3 lọ. Đấy, 3 lọ bằng sáp. Đấy, nó sẽ là bằng sáp các bác này. Đấy, 3 hộp như này. 3 hộp bằng sáp 60. 3 hộp bằng sáp như này nhá, 3 hộp bằng sáp như này. Đấy, và giá thì hôm nay sẽ về cho bác cái giá tốt một chút là 60, trước đang bán 60 về cho bác cái giá là 55.000 nhá, 55.000 cho một lọ nước hoa sáp như này. Đấy, thì nó bằng sáp thơm như này. Các bác chỉ cần là xoa lên các cái khu vực nào mà các bác muốn sức thơm, hoặc là cái này thì nó có tinh dầu cho nên là các bác có thể xoa lên tay như này để ở miền Bắc thì nó hay bị khô hanh thì các bác có thể xoa vừa là thơm. Đấy, thứ nhất là thơm và thứ hai là giữ ẩm cho da rất là tốt luôn. Đấy, mùi thơm của nó cũng rất là dịu nhẹ và dễ chịu nhá. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là nước hoa khô nhá, nước hoa sáp, nước hoa sáp Ấn Độ, nước hoa sáp Ấn Độ, giá thì sẽ là 55.000 nhá, nước hoa sáp này. Đó, lên cho em nước hoa sáp là được rồi. Nước hoa sáp giá của nó sẽ là 55k, 55k cho một lọ nước hoa sáp như này, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy, tiếp theo thì bên shop có cho các bác cái dòng nước hoa đó là nước hoa khách sạn. Cái này thì các bác có thể dùng để mình để trong khách sạn này. Đấy, trong phòng ăn, phòng tắm rồi phòng ngủ đều ok hết nhá. Sẽ có cho các bác một cái nơ rất là đẹp như này. Các bác đeo vào cái lọ chai này cho em. Đó, cái cổ chai như này. Và có cho các bác là những cái tăm này các bác, những cái tăm này thì các bác mở cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho cái tăm này vào. Đấy, và mình để vào đây. Đấy, và thì cái hương thơm nó sẽ tỏa ra và rất là thơm luôn. Và cái con này thì giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Đấy, một cái lọ nước hoa xịn sò và chất lượng như này,
Hàng này thì nó sẽ là của Nhật nhé. Và dòng nước hoa này nó là nước hoa chuyên để người ta gọi là để trong khách sạn. Và thế nên là nó rất là thơm. Đấy đây, hotel này. Đấy, hàng của Nhật nhé. Chuyên để trong các khách sạn này rất là thơm luôn. Thì lên cho em là nước hoa khách sạn. Giá thì chỉ có cho các bác là nước hoa khách sạn này. Đó. Nước hoa khách sạn. Giá của nó sẽ là 30.000 nhé. 30k cho một lọ thôi. 30.000 cho một lọ nước hoa khách sạn như này. Giá sẽ là 30k. Rất tiện ích cho các bác có thể sử dụng. Đó, rất là đẹp các bác nhé. Đó, rồi ok. Hello, hôm nay thì bên shop Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng nhé. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Các bác mua dưới 200 thì hoan hỉ cộng thêm cho em 30.000 tiền ship nữa các bác nhá. Đó, vui vẻ hoan hỉ cộng cho em 30.000 ship nữa. Còn bác nào mua từ trên 200 trở lên thì bên em sẽ bao ship, đơn giản vậy thôi. Và đơn bác nào mua nhiều thì trên 1 triệu thì yêu cầu là phải có chuyển cọc. Còn lại là dưới 1 triệu thì các bác cứ nhận hàng thanh toán như bình thường các bác nhá. Các cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy, và đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên em lên cho bác một cái mẫu thảm rất đẹp này. Đấy, thì bên shop lên tên nó sẽ là thảm 46. Thảm 46 kích thước của nó là 40x60 nhá. Đấy, lên cho em là thảm 46 này. Kích thước của nó là 40 và nhân với 60. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một chiếc này thôi. Đó. 45.000 cho một chiếc thảm như này. Màu sắc thì cực kỳ đẹp, sạch sẽ trang nhã nhá. Đấy, đẹp sạch sẽ trang nhã. Mặt dưới của nó thì nó sẽ là bằng cao su non chống trơn trượt nhá. Mặt trên của nó thì bằng nỉ siêu thấm hút luôn nhá. Đấy, bằng nỉ và siêu thấm hút luôn. Nước nó có vào là nó sẽ luôn luôn thấm vào trong và nó tự khô nhá, và nó sẽ không thấm ngược trở lại nhá. Thì các bác có thể để nhà tắm, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng khách, nhà ăn gì đều ok hết luôn. Rất đẹp này. Đó, nó có rất là nhiều màu. Rất đẹp, và bên shop sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, rất nhiều màu, rất đẹp luôn. Và dòng này thì siêu thấm hút nước nhá. Đấy, siêu thấm hút nước luôn. Và chống trơn trượt cực kỳ là tốt nhá. Đấy, hình thì cực kỳ là ngộ nghĩnh và đẹp luôn. Đấy, con này thì một mặt của nó là bằng nỉ như này các bác này. Mặt bằng nỉ khá là dày luôn nhá. Một mặt bằng nỉ và một mặt là bằng cao su non. Đấy. Có cái độ đàn hồi tốt nhá, thấm hút nước cực kỳ là tốt luôn. Con này thì bên shop về cho các bác cái giá rất là hợp lý luôn. Đó. Màu sắc đẹp trang nhã con này. Đấy, rất là nhiều màu luôn nhá. Rất nhiều màu, rất là đẹp nhá. Các bác thấy không? Đây. Đấy, rất đẹp con này. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là thảm 46 nhá. Kích thước của nó 40x60 và giá là 45k. Đó. Thảm dệt 5D. Rất chất lượng cho bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W thôi nhá. Bóng đèn 3W thì đây. Đấy, con này nó sẽ là một cái dòng bóng 3W này. Dòng này thì cực kỳ tiện ích để cho các bác sử dụng trong các cái khu vực mà mình cần ánh sáng liên tục nhưng mà không cần quá sáng nhá. Thì các bác có để hành lang này, hoặc là đường đi lối lại, hoặc là ngoài cổng, ngoài cửa này, các khu vực mà các bác có thể để suốt đêm cũng được. Đó. Okay. Rất là sáng luôn các nhá. Công suất của nó là 3W này, rất sáng luôn. Đó. Công suất thì chỉ có 3W thôi. Chỉ có 3W thôi, cho nên là dùng siêu tiết kiệm điện. Các bác có thể dùng này mình cho vào các cái vị trí như là hành lang này, đường đi lối lại này, cổng cửa đều ok hết. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bóng đèn 3W nhá. Bóng đèn 3W. Đấy, rất sáng. Giá thì chỉ có 10k thôi. Lên cho em là bóng đèn 3W, giá sẽ là 10k cho một quả như này nhá. 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này. Con này thì rất là tiện dụng để cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Con này thì võng nó sản xuất cho răng cho anh tí. Võng nó sản xuất cho hàng để dành cho lính nhá, lính quân đội của Nhật các bác. Đấy. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, các bác quan sát nhá. Đấy. Đây em sẽ răng cho các bác xem này. Thì cái chiều ngang này của nó thì nó được vào khoảng là 80cm. Đấy, cái chiều dài của nó thì cả dây thì nó sẽ vào khoảng là hơn 2m nhá. Cả dây thì khoảng hơn 2m, còn nguyên cái phần thân võng dệt như này thì nó sẽ vào khoảng là 1m8 các bác, vào khoảng 1m8, và nó sẽ có quai như này, có quai đeo như này, và có cả dây dù như này để khi các bác sử dụng thì nó sẽ có cho các bác cái dây dù như này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có dây dù như này rất tiện ích. Đấy, và các bác dùng thì nó rất là ngon. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã giúp cho em đó là võng dù quân đội Nhật nhá. Võng dù quân đội Nhật. Bên shop đang gửi tới các bác một cái võng dù quân đội Nhật như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là võng dù quân đội Nhật này. Đấy, lên cho em là võng dù nhá. Đó, võng dù này.
quân đội Nhật nhá. Quân đội Nhật giá của nó sẽ là 90k. Đó, 90k thì cái võng dù quân đội Nhật như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái máy thái rau nhá. Con này thì các bác lên cho em là máy thái rau bằng tay. Đó, máy thái rau này. Máy thái rau bằng tay nhá. Thái bằng tay thôi. Đấy, và giá thì sẽ là 80k thì một con máy thái rau bằng tay như này. Đấy, con này thì máy bằng tay nhá. Đấy, hình nó như hình như này. Không, cái sản phẩm thì khi các bác nhận hàng sẽ bao gồm cho các bác là một con máy như này các bác nhá. Đấy, một con máy như này và các bác lắp cái phần lưỡi vào đây cho em, lắp phần lưỡi vào đây. Đấy, và lắp cho em cái phần tay công vào đây, lắp phần tay công vào đây là mình xoay như này là xong. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 6 lưỡi. Đấy, 6 lưỡi. Đây em sẽ có cái video cho các bác xem thực tế luôn. Đó, xem thực tế luôn cho nó trực quan sinh động nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý, một con máy thái rau như này. Thái rau, thái củ quả đa di năng luôn và giá thì chỉ có 80 cành thôi. Giá rất hợp lý luôn. Sản phẩm của chị em nổi trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Chế biến món ăn là công việc chiếm khá nhiều thời gian của chị em nội trợ nhất là công đoạn bào sợi, thái lát rau củ. Xin giới thiệu máy thái rau của đa năng. Chỉ cần quay bằng tay nhẹ nhàng, hiệu quả nhanh gấp 10 lần so với bào tay thông thường. Vỏ ngoài bằng nhựa ABS bền bỉ, lưỡi cắt bằng thép chống han gỉ, thiết kế nhỏ gọn, chắc chắn, dễ dàng vệ sinh. Với sản phẩm này bạn vừa tiết kiệm được thời gian mà thành quả lại rất đẹp mắt. Hãy tham khảo link bên dưới nhé. Đó, rất ok các bác nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 80k cho con máy thái rau thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái kéo bếp vàng nhá. Qua lên theo là kéo bếp vàng. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan qua đây. Đấy, hàng của Nhật nhá. Đấy, thép của nó là thép SK5 không gỉ, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Con này thì các bác dùng trong nhà bếp rất là ngon nhá. Trong nhà bếp rất là ngon luôn đây các bác. Đấy, cắt rất là ngon luôn. Các bác có thể dùng để cắt gà, cắt cá, cắt nem, cắt thực phẩm, cắt thức ăn đều ok hết. Thép SK5 không gỉ này. Đó, Japan, kéo của Nhật nhá. Đấy, toàn bộ chữ Nhật hết các bác này. Con này thì bên shop gửi tới bác cái giá đó là 35k cho một con kéo như này. 35.000 nhá. 35.000 cho một con kéo của Nhật như này. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng nhá. Kéo bếp vàng này. Kéo bếp vàng. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. Bác nào mua từ 3 chiếc thì tính cho bác giá tròn là 100.000. 3 cái là 100.000 nhá. 35.000 một chiếc và 3 cái là 100.000, kéo bếp vàng. Tiếp theo thì em lên cho bác đó là cái gang tay thức ăn nhá. Gang tay thức ăn. Thì đây một hộp này của nó thì nó sẽ bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 chiếc nhá. Đấy, hàng về theo lô. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc các bác nhá. Đấy, từ 70 đến 100 chiếc như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng túi bóng nguyên sinh nhá. Đấy, bảo vệ thực phẩm thức ăn rất là tốt. Các bác dùng là đồ ăn, đồ uống rất là ok. Ngoài dùng cho đồ ăn thì các bác có thể dùng đa di năng. Ví dụ như là mình dùng để bóp nộm, bóp niếc này rồi... các bác có thể dùng để mình làm các công việc làm vườn, dọn dẹp, vệ sinh cũng được. Đấy, đều ok hết. Đấy, nó số lượng nhiều như này thì các bác có thể dùng tất cả mọi công việc đều được. Đấy, nó có cái độ dai nhất định nhá, có độ dai nhất định các bác này. Đấy, cho nên là khi các bác dùng nó rất là đã. Đây các bác theo đây. Đấy, em kéo như này mà nó vẫn có những cái độ dai nhất định như này, dùng nó rất là đã, tay to tay nhỏ đều vừa hết nhá, rất là ôm tay dùng như thật luôn. Thì các bác có thể dùng để mình làm bếp này, dán nem này, hoặc là dùng cho các công việc đều được hết. Giá thì rất hợp lý cho bác thôi. Lên mã giúp cho em là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 thôi. 25k cho một cái hộp găng tay thức ăn như này nhá. Lên cho em là găng tay thức ăn này. Găng tay thức ăn nhá. Giá sẽ là 25k. Đó, 25k cho một bịch găng tay thức ăn như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái lọc rác inox nhá. Đấy, con này thì rất đơn giản thôi. Về nhà các bác đặt vào cái chậu rửa bát của nhà mình. Chậu rửa bát của nhà mình nhá. Đấy, các bác chỉ cần đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi các bác đặt vào cái chậu rửa bát thì rác rửa các thứ nó rơi xuống đây và nó sẽ đọng ở cái này, là các bác chỉ cần hót đi. Đấy, nhấc ra là đổ vào là xong. Đấy, cái này thì nó sẽ là bằng lưới inox như này. Rất là dày cho nên là rác giếc là cơm giếc nó không bị lọt xuống. Thì các bác dùng nó rất là tiện ích và rất là tuyệt vời và cũng khá là hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là lọc rác inox, giá thì chỉ có 15k thôi. Đó, lọc rác inox thôi nhá. Lên cho em là lọc rác inox này. Lọc rác inox giá của nó sẽ là 15k cho một cái lọc rác inox như này. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp cho em là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng thì đây nó sẽ là bao gồm là 5 cái khay inox như này. Đấy. Và mỗi khay thì nó sẽ có cho các bác là một cái nắp đậy luôn. Đấy. Và bao gồm cho các bác là 5 cái khay như này. Đấy, bộ 5 khay inox siêu mỏng như này, rất là tiện ích.
các bác có thể dùng là mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Mỗi cái khay thì nó sẽ có một cái nắp như này. Đấy, mỗi khay có cái nắp như này các bác này. Đấy, giá thì chỉ có 60k cho một cái bộ 5 khay inox này thôi. 60.000 cho một bộ nhá, bao gồm cho các bác là 5 cái như này. Cái này thì các bác dùng rất là tiện. Khay nào thì cũng có nắp hết nhá. Đấy, 1 2 3 4 5. Đấy. Thì lên theo là bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. 5 khay inox siêu mỏng. Đấy. Khay nào cũng đều có nắp hết và nắp của nó thì nó sẽ là bằng nhựa như này. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh hoặc là đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng, giá sẽ là 60k. Đó. 5 khay inox siêu mỏng này. Đó. 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy. 5 khay inox siêu mỏng, giá của nó sẽ là 60k. Đấy. Cái này nó mỏng bình thường thôi, nhưng mà thôi em cứ phải nói trước là siêu mỏng như thế để cho các bác khỏi ý kiến. Giá sẽ là 60.000 thôi nhá. 60.000 cho 5 cái. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm cũng chuyên dùng trong nhà bếp, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là khay thanh cài dao nhá. Đấy. Con này thì các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi gọi là treo tạp dề, treo song, treo nồi đều ok hết. Cái bản chiều dài của nó vào khoảng là 45cm nhá. Bản chiều dài khoảng 45cm. Và giá thì chỉ có 90 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá. Thanh cài dao, giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho một cái thanh cài dao như này, giá sẽ là 90.000. Giá thì cực kỳ là hạt rẻ và hợp lý cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình cài dao này, rồi treo song, treo nồi. Đấy, rất là ok. Đây các bác dắt dao, dắt dĩa các thứ vào đây cho em. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là thanh cài dao nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con thanh cài dao như này. Con này thì bên shop cũng bán khá là nhiều rồi. Các bác có thể dùng để mình sử dụng để mình cài dao, dắt dao rất là hợp lý thôi, và giá cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90k. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy chà gót chân nhá. Các lên cho em là máy chà gót chân. Thì đây nó sẽ là một con máy như này. Các bác có thể dùng để mình chà gót chân này, rồi mài các cái phần da thừa rất là tiện này các bác này. Đấy, đây. Ví dụ như là da tay, da chân này, các cái phần da bị lâu ngày nó dày lên và nó thừa này, các bác đưa vào mình mài đi chứ. Đấy. Máy thì chạy cực kỳ là khỏe luôn, mà có hai cấp độ nhá. Đấy. Các bác dùng để mài này, đấy. Các cái phần đầu ngón tay, ngón chân này, những cái phần da thừa này, đặc biệt là gót chân nhá, gót chân. Các bác chà đi cho em. Chà đi sau đó thì bên shop có bán kèm cả cái lọ cao ngựa luôn, thì các bác có thể bôi cao ngựa vào. Đấy, giờ để cho nó giúp cho cái gót chân của các bác nó mềm các bác, nó mềm và nó không bị khô nứt nẻ. Đây các bác chuyên để chà gót chân. Lên cho em là máy chà gót chân nhá. Máy chà gót chân này. Máy chà gót này. Đấy, máy chà gót, giá của nó sẽ là 100k cho con máy chà gót như này. Và cao ngựa thì sẽ là 30.000 cho một lọ cao ngựa nhé. Bên shop có bán kèm cao ngựa luôn, giá sẽ là 30.000. Đó. Hello chào bác nhé. Hôm nay thì bên shop tiếp tục gửi cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhé. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhé, hàng của thương hiệu Muji Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa, giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là, nó sẽ có dòng là 1,6m, 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhé. Đấy, nhân với 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhé, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhé, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhé, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên không nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại, điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này. Một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát.
Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây qua này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo. Đó là Naven Shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá. Hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy. Hàng của thương hiệu Muji Made in Japan nhá. Đấy, Muji Made in Japan như này. Hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy. Chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji Made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục với các bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhé. Các bác lên cho em là chăn ga đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhé. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhé. Đấy, màu kẻ này, đây, nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh này các bác này. Màu xanh này, đấy. Màu nào cũng rất là đẹp luôn. Đấy. Màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy. Chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 200. Đấy, 260.000. Đem mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới. Chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây. Nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy. 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga thôi nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga, đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá.
Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp, nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá, màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy, hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Chào các bác nhá, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc là không nhận hàng không nhá. Đó. Mã sản phẩm đầu tiên trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp chị em đó là đèn hai đầu nhá, đèn hai đầu. Thì đây nó sẽ là một con đèn siêu sáng cho các bác luôn. Một con đèn siêu sáng như này và giá sẽ là 260.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn nhá. 260.000 cho một con đèn hai đầu như này và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác kiểm tra và thanh toán giúp cho em 260 cành cho một con đèn hai đầu siêu sáng như này, có kèm cho các bác một cái cáp sạc nhá. Con này thì bên ngoài của nó thì có bọc cao su non, chống va đập, chống vỡ cực kỳ tốt luôn nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con đèn pha gần như này các bác này. Đây con này nó sẽ là pha gần này. Đấy, tiếp theo là đèn đỏ SOS cảnh báo này. Và phía đầu bên này thì nó sẽ có cho các bác là một con đèn cực kỳ là pha rất là sáng luôn các bác này. Đấy, cái điểm sáng của nó thì thôi rồi luôn. Con này thì hàng của Nhật và nó sẽ có một con đèn bên hông như này nữa. Và cái điểm dọi xa của nó là từ 800 đến 1.200m. Hàng Made in Japan. Đây, đấy. Made in Japan, Polish này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Quai cầm như này, rất chất lượng nhá. Đấy, Polish Made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này thì giá sẽ là 260.000. Cầm anh cho cái đèn cái đèn pin cảnh sát Nhật đây. 260.000 nhá. Đấy, con này nó sẽ là đèn hai đầu như này. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc khá là chắc chắn và dài luôn. Và cũng có cổng sạc ra cho điện thoại luôn nhá. Có chân sạc ra cho điện thoại luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn hai đầu nhá. Đèn hai đầu này. Giá của nó sẽ là 260 cành và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một mẫu đèn pin. Đó là đèn pin, các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật cũng có kèm cho các bác một cáp sạc như này. Đây, hàng Polish này, Made in Japan này. Con này thì các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Con này thì khá là nhiều chức năng cho bác luôn. Đó đây, đèn của nó thì cũng pha rất là rọi và sáng nhá. Rất rọi và sáng cho bác luôn. Đấy, rất rọi và sáng này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là đèn pha rọi này, nhấp nháy cảnh báo này. Tiếp theo là các bác nhấp lì cho em thì nó sẽ lên cái đèn trắng này. Đấy, tiếp theo là nhấp lì thì sẽ lên đèn đỏ cảnh báo này. Đó, rất là tiện ích nhá. Đằng sau thì có la bàn này và có thêm cho các bác là còi hú này. Đấy, la bàn còi hú này, có chức năng là phá kính này. Đấy, nam châm hít này, rồi cắt dây này, rồi có cả chức năng là sạc ra cho điện thoại luôn. Đầy đủ các chức năng cho con đèn như này và có cả pin năng lượng mặt trời không nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Pha của nó thì khá là rọi như này. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? Các bác lên cho em là đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Đèn pin cảnh sát Nhật giá sẽ là 180 cành. 180 cành cho một con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Con này thì khá là nhiều chức năng và cũng cái giá thì cũng đang trân trọng gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Đèn pin cảnh sát Nhật nhá. Cảnh sát Nhật này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho con đèn pin cảnh sát Nhật như này. Có hai mẫu như vậy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ ba nước hoa nhá. Các bác lên xem là bộ ba nước hoa. Đấy, con này thì nó sẽ là bộ ba lọ nước hoa như này. Thì dòng này của nó thì các bác sử dụng là nam nữ đều dùng được hết các bác nhá. Tại vì là mùi hương của nó là trung tính. Mùi hương trung tính nhẹ nhàng, cho nên là các bác dùng cho nam cũng được, dùng cho nữ cũng được, đều ok hết. Và cái giá thì rất hợp lý thôi. Đấy, combo cho các bác là một hộp bao gồm cho các bác là 3 lọ như này. Đấy, mỗi lọ này của nó thì dung tích của nó sẽ là 30ml các bác nhá. 30ml, mùi hương nhẹ nhàng nam tính cực kỳ. Đấy, trung tính. Nam nữ đều dùng được cả, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mua để cho biếu tặng làm quà các bác nhá. Đó, 3 lọ với 3 mùi hương khác nhau, rất đẹp. Và giá thì bên shop đang bán là 150.000. Đấy, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 140.000 thôi nhá. 140.000 cho một hộp 3 lọ như này nhá. Đấy, một hộp 3 lọ nước hoa như này, giá chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bộ 3 nước hoa nhá. Bộ 3 nước hoa. Đấy, bộ
3 nước hoa này. Đấy, bộ 3 nước hoa. Giá sẽ là 140 cành nhá, 140 cành cho 3 lọ nước hoa như này. Đấy, giá rất hợp lý cho bác luôn. 3 lọ nước hoa 140.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp mũi khoan đỏ nhá, hộp mũi khoan đỏ như này. Các bác lên trên là hộp mũi khoan đỏ. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 3 mũi khoan tháp và 3 mũi tazogen, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi tazogen như này. Giá thì chỉ có 110.000 thôi. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng thép gió phủ titan nhá. Thép gió phủ titan, cực kỳ dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là hợp lý. Chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. Các bác có thể mua về để mình làm thợ làm nghề. Đấy, chuyên về sửa chữa các thứ cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Mũi khoan đỏ, hàng thương hiệu Unica Japan các bác này. Đấy. Lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá. Hộp mũi khoan đỏ. Hộp mũi khoan đỏ này. Khoan đỏ giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho cái hộp mũi khoan đỏ như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. Bếp hồng ngoại, hàng của thương hiệu Matika. Hàng thương hiệu Matika. Con này thì nó sẽ là hàng liên doanh Việt Nhật nhá, hàng liên doanh Việt Nhật. Dòng này của nó thì sử dụng điện 220V. Đấy. Bên em thì sẽ bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày, lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày. Đấy. Đấy, hàng thương hiệu Matika này. Công suất của nó sẽ là 2000W, sử dụng điện 220V. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và mặt kính của nó sẽ là dạng là mặt kính hồng ngoại như này. Đấy, các bác dùng để mình đun các loại son nồi đều hợp hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu đều ok hết. Đấy, nướng niếc ngon lành. Giá thì chỉ có cho các bác là bao nhiêu nhỉ? Bếp hồng ngoại này. Lên cho em là bếp hồng ngoại nhá. Giá sẽ là 500k. Đó. Giá của nó sẽ là 500k cho một con bếp hồng ngoại như này. Lên cho em là bếp hồng ngoại, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500.000, 500.000 cho con bếp hồng ngoại này thôi. Con này các bác dùng để đun nấu cực kỳ là ok luôn. Bên ngoài của nó thì nó sẽ là phủ một cái lớp sơn tĩnh điện như này. Đấy, cán tay cầm bằng nhôm này. Đó, và khá là chắc chắn luôn. Đó, rất hợp lý. Giá thì chỉ có 500.000 thôi. Bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái con máy xay hàng của thương hiệu Sato nhá. Đấy, hàng này của nó cũng là hàng liên doanh Việt Nhật. Con này thì hàng mới tinh, chưa qua sử dụng. Hàng liên doanh Việt Nhật cho các bác. Dòng máy xay này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, nguyên đai nguyên kiện như này. Hàng thương hiệu Sato nhá, máy xay sinh tố đa năng này. Đấy, xuất xứ thì của Việt Nam, hàng liên doanh Việt Nhật. Khối lượng nặng là 2,1 kg, điện áp là 220V, công suất là 530W. Đấy, công ty điện tử Việt Nhật nhá. Con này dùng cực kỳ ngon luôn, bên shop bán rất là nhiều rồi. Đấy. Con này thì nó sẽ có cho các bác là hai cấp độ xoay như này. Đấy, chạy cực kỳ là khỏe đầm và êm ái luôn. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là ba cối luôn. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái cối xay dạng như là xay ruốc, xay riếc đấy. Đấy. Tiếp theo là một cái cối để các bác xay sinh tố này. Đấy, con này thì cái cối to này để xay sinh tố, xay cua đều được hết nhá. Và có cho các bác một cái cối nhỡ như này. Cái cối nhỡ này thì các bác dùng để xay cà phê này, xay các cái loại hạt này, xay tiêu, xay điều đều được hết nhá. Đấy, có cho các bác là một bộ ba cối luôn. Và cái chân cối này của nó này, đấy, rất là chắc chắn luôn coi nhá. Đấy, chân cối rất chắc chắn như này. Đấy, combo cho các bác một con máy xay sinh tố với ba chức năng như này nhá, ba chức năng như này. Và giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy xay sinh tố nhá. Bao nhiêu nhỉ? Đây, đây là cái lẫy xoáy của nó này. Đấy, lẫy xoáy của nó rất là chặt luôn các bác nhá. Lẫy xoáy rất là chặt luôn các bác. Lên cho em là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000. Lỗi bảo hành một đổi một trong vòng 10 ngày luôn các bác nhá. Đó. Lên cho em đó là máy xay sinh tố, giá sẽ là 650.000 nhá. Đấy. Máy xay sinh tố này. Máy xay sinh tố, giá của nó sẽ là 650k. 650.000 cho con máy xay sinh tố như này. Tiếp theo thì nay bên shop rồi cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Đấy, nó sẽ là một con đầu như này. Các bác dùng để mình chuyển từ cái khoan pin hoặc là khoan cầm tay điện sang các bác dùng chức năng cưa thì nó có kèm cho các bác là ba cái lưỡi như này nhá. Ba cái lưỡi như này. Đấy. Thì nó có lưỡi cưa gỗ và cưa sắt, cưa ống nước đều được hết nhá. Lắp đặt thì rất là đơn giản thôi. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Lên mã giúp cho em là đầu chuyển cưa nhá. Đầu chuyển cưa giá sẽ là 80k cho cái đầu chuyển cưa như này. 80.000. Đây các bạn này. Thành một máy cưa đa năng
Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc, vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt. Nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đầu chuyển đổi máy khoan thành máy cưa lọc là một giải pháp sáng tạo. Đầu chuyển đổi này cho phép bạn biến máy khoan thông thường thành một máy cưa đa năng. Việc sử dụng đầu chuyển đổi máy khoan thành máy lọc sẽ giúp tiết kiệm điện năng, không gian và tiền bạc, vì bạn không cần phải mua một máy lọc riêng biệt. Nó cũng mang lại sự tiện lợi và linh hoạt trong công việc, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiết kiệm năng lượng. Đấy, rất hợp lý luôn, giá chỉ có 80.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm, đó là cái bác lên mã giúp cho em, đó là cái đá vĩnh cửu nhá. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 6 viên đá như này. Đấy, một hộp sẽ là 6 viên như này, và nó sẽ là dòng đá vĩnh cửu các bác sử dụng được rất là lâu dài. Về nhà các bác vệ sinh sạch sẽ cho em, sau đó thì mình bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh, ngăn đá tủ lạnh. Khi nào mình cần dùng thì mình lại gắp ra như này. Đấy, gắp ra như này, các bác cho vào cốc bia, cốc nước lọc về mình sử dụng, uống trực tiếp, sau đó thì mình lại vệ sinh đi, mình lại bỏ vào. Đấy, giá thì chỉ có 70.000 cho một hộp đá vĩnh cửu như này thôi. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá sẽ là 70k nhé. Đá vĩnh cửu, hàng thương hiệu Winling của Đức này đó. Đá vĩnh cửu giá sẽ là 70k cho một hộp bao gồm là 6 viên. Mình về mình bỏ luôn vào ngăn đông tủ lạnh, mình dùng trực tiếp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là kia cọ vịt nhá. Đấy, các bác lên cho em là cọ vịt đa năng. Đấy, con này thì các bác chuyên dùng để mình kỳ cọ nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet cũng rất là ok. Đấy, thì đây nó sẽ là bao gồm các bác là một cái bộ phụ kiện như này. Về nhà các bác chỉ cần là dán cái miếng dán lên tường, sau đó thì mình treo lên và lắp cái đầu chổi này vào cho em là xong. Đấy, rất hợp lý luôn. Đây thì giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 cho cái cọ vịt như này thôi. Lên đã giúp cho em là cọ vịt nhá, giá sẽ là 55k. Đó, cọ vịt này, cọ vịt giá sẽ là 55k cho một cái bộ cọ vịt như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Giá chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm, có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Đến nhà hàng xóm mới biết đây là bàn trải vệ sinh. Nó có miếng dán chắc chắn ở đằng sau, dán nó lên tường, không chiếm không gian và không ảnh hưởng đến việc dọn dẹp. Bàn trải hình vịt chất liệu của silicon mềm, có thể trải khe hở sâu của bồn cầu. Tất cả các loại góc cạnh của nhà vệ sinh đều có thể trải được. Nó rất là ngon lành, giá chỉ có 55k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bật lửa Zippo nhá. Các bác lên cho em là bật lửa Zippo này, nó sẽ có hai màu, màu vàng và màu bạc. Dòng này thì nó sẽ là bên ngoài là có một con rồng ôm như này, rất là đẹp này. Đó, có màu vàng màu bạc như này. Con này thì ưu điểm của nó có sẵn ga rồi, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó, các bác hết ga thì các bác bơm ga vào cho em, rất là đẹp các bác này. Đấy, màu vàng màu bạc như này. Lên cho em là bật lửa Zippo nhá, có hai màu, màu vàng màu bạc như này cho em. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 90k thôi. 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Con này thì khá là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình xài hút thuốc lá, thuốc lào đều ok hết nhá. Đó. Hoặc là các bác dùng ở ngoài đường đi lại thì nó sẽ là dùng bật lửa điện như này thì nó sẽ không bị tắt thôi nhá, không bị tắt, rất là tiện luôn. Lên cho em là bật lửa Zippo có hai màu, màu vàng và màu bạc như này. Giá của nó sẽ là 90k một cái nhá. 90.000 cho một chiếc. Các bác lấy muốn lấy màu nào thì báo màu cho em. Đấy rồi, ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200 lưu ý cộng cho em 30.000 để ship nữa. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao cai nhá. Con này thì các bác dùng để mình thái này. Đấy, hoặc là băm nhẹ cũng rất là ok. Đấy, nó cũng khá là đầm dao luôn, dao của thương hiệu Kai và siêu bén luôn. Con này thì giá sẽ là 120.000 cho một con dao cai như này các bác này. 120k các bác nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Các bác có thể dùng thoải mái để mình sử dụng trong nhà bếp nhà mình. Đây em thử dọc dây bóng này, đấy coi nhá. Đấy, cũng rất là ngon lành luôn. Đấy, một cái loại dây bóng da mà nó cũng dọc rất là ngon luôn này. Đấy, còn dọc giấy thì ok rồi các bác này. Đấy, đây coi này, rất là bén luôn các nhá. Đó, rất bén luôn. Đó, một con dao cai chất lượng như này, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, thái băm chặt đều ok hết nhá. Lên cho em là dao cai, giá sẽ là 120k. Em lại lên video để trân trọng gửi tới các cái mã hàng bên em nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship, còn các bác mua dưới 200 thì lưu ý cộng thêm cho em 30.000 ship nữa. Rất là hoan hỉ các bác nhé. Đó, giá cả hợp lý và bán cho các bác cũng chương trình rất là tốt luôn. Chỉ có từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Thì mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái máy sấy khô nhá. Con này nó sẽ là một cái dòng máy cực kỳ là hiện đại luôn.
Đó, các bác có thể dùng để xay ngũ cốc này, xay các loại hạt, xay cà phê, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và con này các bác chỉ dùng khô được thôi. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V. Đó, đây, cái hàng sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, sử dụng điện 220V thì công suất của nó là 250W, dòng 50Hz. Các bác có thể dùng để xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên mã giúp cho anh em đó là máy xay khô, giá sẽ là 120.000. Máy xay khô này, giá sẽ là 120k một chiếc nhá. 120.000 cho con máy xay khô như này. Tiếp theo thì con này thì cái công tắc đóng ngắt nó sẽ ở đây này. Đấy, các bác đậy nắp vào, sau đó thì mình nhấp vào đây là máy sẽ chạy này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên cho em đó là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ các bác này, American này. Đấy, American. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái ly như này, một cái ly như này. Bên ngoài thì nó sẽ là sơn tĩnh điện này, bên trong inox 304. Dung tích của nó sẽ là 600ml. Một ngày các bác cứ uống cho em khoảng từ 3 đến 4 ly này là xong. Đây, 600ml các bác này. Một ngày thì các bác cứ uống cho em khoảng 3 đến 4 ly này là ok. Ở đây thì nó sẽ có nắp có gioăng nhá, nắp có gioăng và có nắp đậy như này. Các bác có thể mang đi học đi làm cũng đều ok hết. Hoặc nếu bình thường, nếu các bác không muốn dùng cái phần nắp này thì các bác mở ra mình làm một cái cốc uống trực tiếp như này, và nó sẽ có cho các bác là một cái ống hút bằng inox rất là vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, lên cho em là ly giữ nhiệt, giá sẽ là 70 à. Các lên cho em là ly giữ nhiệt nhá, ly giữ nhiệt. Giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70k cho một cái ly giữ nhiệt như này, 70.000 cho một cái ly giữ nhiệt như này các bác nhá. Đó. Giá thì khá là hợp lý cho các bác luôn. Một con ly giữ nhiệt đẹp, chất lượng và giá thì cũng rất là hạt rẻ để gửi tới quý cô bác anh chị và các bạn. Tiếp theo thì bên shop lên cho các bác cái bảng tự xóa nhá. Có lên theo là bảng tự xóa. Đây nó sẽ là một cái bảng như này. Đấy, và kèm cho các bác một cái bút như này luôn, một cái bút như này. Đó, về nhà thì các bác mở cho em cái phần khóa bên này ra. Đây nó sẽ có cái lấy khóa, các bác mở cái khóa này ra cho em. Sau đó thì mình sử dụng thôi. Đấy, các bác có thể tha hồ viết lách cho trẻ em, viết lách tô vẽ đầy đủ các bác nhá, rất là ngon lành luôn. Đấy, không dùng nữa thì mình lại ấn cái nút xóa này, sẽ xóa đi này. Các bác lên gõ cho em là shop Phạm Huấn nhá, shop Phạm Huấn là hàng Nhật bãi này. Đó, cái này thì các bác lên cho em là bảng tô nhá, bảng tô giá của nó sẽ là 50k cho một con bảng tô như này thôi, 50.000 cho một con bảng tô như này, rất tiện luôn. Đó, các bác có thể sử dụng để mình cho các em nó tô vẽ này, hoặc các bác làm bên kỹ sư này, bên thiết kế này. Đấy, các bác có thể là và vạch các cái ý tưởng ở đây, sau đó thì mình không dùng nữa mình lại xóa đi, nó cũng rất là tiện ích. Lên mã giúp cho em là bảng tô nhá, giá sẽ là 50k cho cái bảng tô như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia, các bác lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Đấy, nó sẽ là một con ấm rất là tiện ích như này. Lên mã cho em là ấm mặt trời, sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay gắp như này này. Đấy, một cái hũ đựng trà này, một hũ đựng trà như này nhá. Tiếp theo là một cái chuyên này, con chuyên này thì nó sẽ là trong lòng bàn tay như này nhá, không quá to không quá nhỏ các bác, pha trà thì từ 3 5 người uống cũng ok. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén này, 6 cái chén nhá. Đất thì nó sẽ là dòng đất nung của Nhật nhá. Đấy, một cái khay như này, một khay bằng nhựa này. Tiếp theo là một cái khay bằng tre này. Đấy, khay bằng tre này để các bác úp cốc úp chén lên này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Và một cái hũ pha chè như này, kèm một cái khay gắp như này. Đó, chọn bộ sản phẩm như này, bao gồm cho các bác là 6 chén này, một hũ đựng chè này. Hũ này các bác pha vào cái chuyên này thì được khoảng 4 5 chuyên nhá. Đó. Thì các bác hết các bác lại cho vào cho em. Và thêm cho các bác là một cái khăn như này nữa, một khăn lau như này. Đấy, combo cho các bác luôn. Và đựng trong cái hộp cực kỳ xịn sò như này, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá. Ấm mặt trời giá của nó sẽ là 140.000, ấm mặt trời này, đó. Lên cho em là ấm mặt trời giá sẽ là 140k nhá. Giá rất hợp lý, chỉ có hơn 100 cành cho cái bộ ấm mặt trời này thôi. Các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Rất là đơn giản vậy thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn học chống cận nhá. Đèn học chống cận. Nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Con này thì nó sẽ sử dụng pin nhá, có sẵn pin bên trong rồi. Và có kèm cho các bác một cái cáp sạc luôn. Đấy, có kèm cáp sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc vào. Và có một cái hộp bút đây, có hộp bút thì về nhà các bác đặt vào đây cho em này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em. Đấy, hộp bút này thì nó vừa đặt vào đây, nó vừa là giữ cho cái này nó vừa chắc chắn này, và nó cũng là để các bác đựng bút sách luôn. Đấy, cho bút vào đây cho em, rất là tiện này. Bật lên này các bác này. Đấy. Có cái công tắc ở đằng sau đây. Đấy, các bác chỉ cần là nhấn lên này cho em là xong. Đó. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là đèn học chống cận nhá. Con này nó hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy, sạc pin vào cho em là ok thôi. Đó, con này nó để lâu nó hết pin các bác nhá. Đấy, về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đó, thì combo sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả cáp sạc luôn. Đây, để em thử con khác xem. Cả đèn cả cáp sạc luôn nhá. Đấy.
giá thì chỉ có cho các bác là 100 cành cho một cái đèn này thôi. Đây, đấy các bác này, đấy. Cái này thì hàng vận chuyển từ nước ngoài về nó sẽ hết pin thì về nhà các bác xài pin vào cho em. Đó, đây các bác này, đấy cũng khá là sáng luôn. Có ánh sáng trắng, sáng vàng và sáng trung tính nhá. Đó, đây, đấy, sáng mạnh, sáng yếu đầy đủ cho các bác luôn. Và nó có nút cảm biến đây, các bác chỉ cần chạm tay này nó sẽ lên này. Đấy, rất là hiện đại và tiện ích nhá. Đấy, thì con này công suất của nó là 10W nhá. Công suất của nó là 10W và giá thì chỉ có 100 cành thôi. Đấy, con này công suất là 10W. Các bác có thể dùng để làm đèn học này, đèn ngủ này. Đấy, hoặc là decor trang trí cũng rất là ok, nói chung là cho vào đâu cũng được, cũng rất là hợp lý thôi. Và giá thì chỉ có cho các bác là, cho con này ra cắm sạc. Giá chỉ có cho các bác là 100k thôi. Lên mã giúp cho em là đèn học nhá, đèn học này. Giá của nó sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Đấy, 100.000 thôi. Công suất của nó là đây. Đấy. 10W này, sử dụng điện của nó là cắm sạc nhá, cắm sạc rất là ok luôn. Giá sẽ là 100.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao thái lỗ nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một con dòng dao thái như này và nó sẽ có cho các bác là một cái lỗ đây các bác này. Đấy, lỗ này để các bác treo. Con này thì hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đấy, giá của nó sẽ là 120. Con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? Đây, dao thì rất là bén luôn con này. Đấy, dao rất là bén luôn con nhá. Đấy, con này thì con thái lỗ này bao nhiêu nhỉ? 125.000 thôi nhá, 125.000. Dao thì siêu bén luôn các bạn. Đây, rất bén luôn con này. Đấy, dọc giấy rất là ngon luôn. Hàng của Nhật đây, made in Japan các bác nhá. Đó. Con này thì các bác dùng thái và băm nhẹ, băm thịt, băm thiếc, băm thịt nạc, băm nhẹ rất là ok. Đó, nó nặng khoảng 2 lạng gì đấy các bác nhá. Đó, cán liền thân như này. Dao thì phải nói là rất là bén rồi con này. Đấy, rất là bén rồi. Đó, giá sẽ là 125k cho con dao thái lỗ như này. Đấy, lên mã giúp cho em là dao thái lỗ nhá. Dao thái lỗ, giá sẽ là 125.000. Đấy, dao thái lỗ này. Dao thái lỗ, giá của nó sẽ là 125k nhá. 125k cho con dao thái lỗ như này. Con này thì khá là vừa xinh và tiện ích cho các bác sử dụng trong cái sinh hoạt hàng ngày luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái bàn là mini nhá. Bàn là mini thì đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này. Đây nó sẽ là một con bàn là hơi nước mini như này các bác nhá. Đấy, con này thì có điều chỉnh tăng giảm áp này. Đấy, và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái vòi như này. Một cái tay cầm thì nó để đựng nước vào đây luôn. Các bác cho nước vào đây cho em. Đấy, cái đầu này để các bác tháo ra này, cho nước vào đây cho em. Cho nước vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, và khi sử dụng thì các bác nhấp cái lẫy này là nước nó sẽ xịt ra đây này. Đấy, mâm của nó là mâm gang khá dày dẫn luôn và độ nóng rất là nhanh và có điều chỉnh luôn. Và có thể cho xuống như này. Cho xuống như này thì các bác có thể gấp gọn để mình mang đi du lịch, đi công tác cũng rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là bàn là hơi nước mini, giá sẽ là 135.000. Đó, bàn là mini này, bàn là hơi nước nhá, hơi nước mini, giá sẽ là 135k nhá, 135k cho con bàn là hơi nước mini các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái cặp lồng tròn nhá. Các bác lên mã giúp cho em là cặp lồng tròn, thì con này nó sẽ bao gồm cho các bác là một con cặp lồng như này và có 2 tầng nhá, có 2 tầng. Đấy, thì mỗi tầng của nó sẽ là một cái bát luôn, một cái bát như này. Đấy, khi tháo rời ra nó sẽ là một cái bát như này. Nó sẽ là bằng một con bát inox cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, và các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng rất là ok, hoặc mang đồ ăn đi học, đi chơi, đi làm. Đấy, khi các bác cho vào thì mình chỉ cần trồng cái này, sau đó thì sập lẫy vào trên là xong. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Và trên này thì nó có rong luôn nhá. Các bác có thể đựng canh, đựng rượu thoải mái. Đấy, bên dưới thì mình đựng cơm, đựng thực phẩm, thức ăn. Bên trên thì mình đựng canh. Và đây nó sẽ có cái nắp để mình xả hơi này. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá thì siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là cặp lồng tròn nhá. Cặp lồng tròn. Đấy, cặp lồng tròn giá thì chỉ có cho các bác là 45k thôi. 45k cái cặp lồng tròn như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình mang cơm đi học, đi chơi, đi làm, hoặc là các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Để bỏ tủ lạnh mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn. Đấy, hàng bằng inox 304. Giá thì chỉ có 45k cái cặp lồng tròn như này thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bình tưới cây nhá. Bình tưới cây thì các bác lên xem là hồ lô tưới cây. Hồ lô tưới cây thì nó sẽ làm con hồ lô như này. Các bác dùng để mình tưới cây. Thì bên em còn một ít cái dòng của Việt Nam, Hàn Quốc nữa. Dòng Việt Nam, Hàn Quốc này thì thanh lý nốt cho các bác cái giá đó là 80.000 thôi. 80.000 cho con Việt Nam, Hàn Quốc như này. Còn con này thì nó sẽ là hàng của Nhật này. Đấy, con hàng của Nhật này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hai hàng thì đều như nhau nhưng một hàng là liên danh. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng liên danh giữa Việt Nam và Hàn Quốc nhá. Đấy, thì con này giá sẽ là 80.000.
bán thanh lý nốt cho các bác, xả lỗ luôn. Còn con này thì sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Đấy, tất cả đều là có điều chỉnh full này, rồi có cả van xả hơi này, van xả hơi rồi có lẫy khóa này. Đấy, nói chung là rất là ngon lành luôn. Lên cho em là hồ lô tưới cây nhá. Cái con của Việt Nam này thì thanh lý nốt cho bác giá 80k một chiếc. Còn con của Hàn Quốc này thì bên shop cũng vẫn đang gửi tới các bác cái giá đó là 120.000 nhá. Hồ lô tưới cây. Đó, hồ lô tưới cây. Lên cho em là hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Đấy, con của Nhật là 120k nhá. Còn con của Hàn Quốc là thanh lý nốt cho bác với giá là 80.000. Đó. Thì em chỉ còn 3-4 con của Việt Nam này thôi, thanh lý nốt cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vít đen trợ lực nhá. Đấy, nó sẽ là một con tô vít đen như này. Đấy, và kèm cho các bác là một con tô vít này và 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. 6 cây vít 12 đầu khác nhau. Các bác chỉ cần lắp vào này cho em là xong này. Đấy. Thì các bác dùng để xoáy này. Xoáy trợ lực rất là tốt luôn. Đó, xoáy thì trợ lực rất là tốt nhá. Và giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực. Một con tô vít đen trợ lực như này. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Đấy, thì các bác sẽ có cho các bác là 12 đầu vít nhá. 6 cây nhưng mà mỗi cây nó là một đầu cho nên là các bác có hẳn là 12 đầu vít nhá. 12 đầu vít kèm thêm cho các bác là các cái đầu để các bác xoáy các cái chi tiết khó cũng rất là ok luôn. Đấy, 12 đầu vít như này. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực này. Đó. Vít đen trợ lực. Vít đen trợ lực giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này. Vít đen trợ lực giá sẽ là 60.000. Rồi ok. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó, thì hôm nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái lô cái con máy rửa xe chạy pin các bác này. Đó. Hàng thì sẽ là nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Và bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên cho em là máy rửa xe pin nhá. Ném anh cái bút đây. Đấy. Dây thì nó sẽ dài khoảng từ 3 đến 5 mét nhá. Dây dài khoảng từ 3 đến 5 mét. Lên cho em là máy rửa xe pin. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship, giá siêu tốt cho bác luôn. Máy rửa xe pin nhá, lên cho em là máy rửa xe này. Đó. Máy rửa xe và nó chạy bằng pin nhá. Lên cho em là máy rửa xe pin. 350.000 và bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán qua nhá. Đấy. Dây dài từ khoảng từ 3 đến 5 mét các bạn. Đó, dây của nó thì nó sẽ là dài khoảng từ 3 đến 5 mét các nhá. Đây, dây của nó như dây bơm của nó như này. Ở đây thì khi các bác nhận hàng thì nó sẽ có đầy đủ phụ kiện luôn. Đấy. Bao gồm là nó sẽ bao gồm cho các bác là thứ nhất là một thân máy này. Đó. Thứ nhất nó sẽ có cho các bác là một thân máy này. Kèm theo cho các bác là một cái quả pin như này. Pin của nó thì nó sẽ là pin li-ông các nhá, pin li-ông như này, đó, một quả pin như này các bác này. Đó. Máy thì đã test nước ngon lành rồi. Thứ hai là khi các bác lắp thì đây lắp cái đầu này vào đây cho em này, đó, lắp cái đầu này vào đây cho em. Đấy, các cái đầu vòi này đều bằng đồng hết nhá, đầu vòi đầu kết nối bằng đồng hết. Đó, đây, lắp đầu vòi như vậy là đã xong phần đầu vòi nhá. Đấy. Và bắt đầu các bác bắt đầu lắp cái phần ngoài cho em nhá. Phần ngoài thì ở đây nó sẽ có cho các bác là một phần dây như này. Thì khi các bác lắp thì đây nó sẽ có cái đầu này. Các bác xoáy cái đầu ngoài cam này ra này. Xoáy cái đầu cam này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ lắp ở đây cho em. Đó. Và cái này mình đẩy lên nhá. Đẩy lên như này. Mình đẩy lên như này này. Sau đó thì mình sẽ xoáy vào này. Đó. Xoáy vào này cho em. Đó. Ok. Sau đó thì các bác sập ở đây nhá. Sập ở đây cho em này. Đó. Phương. Rồi. Cái này nó sẽ có một cái lọ bọt tuyết nhá. Có một cái lọ bọt tuyết như này. Đấy. Ừ, lấy nhiều tí. Một cái lọ bọt tuyết như này các bác cho nước rửa bát hoặc xà bông vào đây tùy theo các bác nhá. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là một cái đốc sạc kèm như này để các bác cắm sạc nhá. Cắm sạc thì đây, các bác sẽ cắm để vào trong này nhá. Đấy, sẽ có cho các bác là cắm ở đây cho em này. Đấy, cắm sạc vào đây nhá. Đó, cắm sạc vào đây. Đấy bác nhá. Đó. Thì và nó sẽ có thêm cho các bác là một cái giỏ dưới này. Cái giỏ dưới này thì các bác chỉ cần lắp vào đây là xong thôi. Đấy, chỉ cần đẩy lên này thôi, cái giỏ này thì nó quá đơn giản rồi. Đấy, cái giỏ này thì nhiều lúc nó nổi thì khi các bác sử dụng thì các bác để ý cho em nhá. Đấy, như này là đã kết nối xong rồi. Và nó sẽ có cho các bác là hai đầu vòi, một đầu vòi tưới cây và một đầu vòi rửa xe. Đấy, màu trắng là tưới cây, màu đỏ là để vòi thẳng rửa xe. Các bác chỉ cần sập lẫy này cho em là xong rồi. Đó. Nó sẽ có cái lẫy này, các bác chỉ cần đẩy xuống sập như này xong. Đó, đây. Đấy, nó sẽ có cái lẫy bi này, các bác đẩy xuống như này, đẩy xuống như này. Mình đẩy này xong mình thả lẫy ra là nó sẽ sập vào các bác nhá. Đó. Sập lẫy thôi. Đó, nó sẽ như này. Đấy nhá, rất là ngon luôn. Đó. Thì đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá. Đó, nó sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn, test thử sản phẩm cho các bác xem luôn nhá, hàng cực kỳ chất lượng luôn. Đây thì các bác thả vào trong cái xô nước nhá, đấy, thả vào cái xô nước này. Đấy,
Lưu ý là nếu mà nó chưa chìm thì các bác nhấn cho nó chìm xuống để cho nước nó vào nhé. Sau đó thì các bác bóp liên tục ra này. Đó, bóp cho nó, bóp bao giờ nó lên nước thì thôi nhé. Đấy, bóp cho nó lên nước này. Đấy. Các bác phải bóp một lúc nó mới lên nước. Đấy, rồi, ok. Đó, sau đó thì sẽ có hai đầu vòi cho các bác luôn. Đây các bác nhá, nó xịt rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, các bác phải cho xịt rửa này. Đấy, rửa này. Đấy, bay hết luôn nhá. Đấy, bay hết bẩn luôn. Các bác có thể thì xịt rửa xe này. Đấy, rửa xe máy các bác nhá, đây xe máy đây. Đấy, xịt rửa xe máy các bác này. Đấy. Xịt rửa xe máy rất là ok luôn, các bác thấy không? Đấy. Đấy, đây em xịt rửa xe máy này. Đấy, xịt rửa xe máy nhá, rất là ok luôn. Hoặc là các bác có thể rửa sân này. Rửa sân thì nước cũng rất là sạch luôn này. Đấy. Xịt rửa sân các bác này. Đấy. Rửa xe máy, rửa sân này. Đấy thì các bác về các bác thải hết cái đầu ống ra cho em nhé, cho nó khỏi gấp nhé, cho nó khỏe này. Đấy. Xịt rửa xe các bác này. Xịt rửa xe khá là ok luôn, các bác thấy không? Xịt rửa xe này. Rửa xe. Đấy, rất là mạnh nhá. Áp lực nước cũng khá là tốt luôn các bác. Đấy, bác nghe tiếng nó kêu chưa? Áp lực nước rất là tốt đấy các bác. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể thay cho em cái đầu vòi này vào này. Thay cho em cái đầu vòi trắng này vào để mình tưới cây này. Đấy. Nó sẽ có cái đầu trắng này để mình tưới cây này. Đấy, tưới cây. Đấy. Con này thì đầu trắng này để các bác tưới cây này. Đấy, nó sẽ ra cái dạng xương mảnh như này các bác này. Xương mảnh như này, dùng để tưới cây rất là phê luôn các bác. Đó. Các bác có thể cầm cái máy này ném xuống ao là xong, ném cái đầu dây nó xuống ao là mình tưới cây rất là tiện, không cần phải lấy vòi, lấy viếc, lấy xô thùng gì cả, rất phức tạp nhá. Đấy, con này dùng để tưới cây khá là ok luôn nhá. Đó, xịt tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đây có thấy không, xịt tưới cây nhá, rất là rộng luôn, khá là ok thôi nhá. Đó, đây con này giá thì bên shop đang gửi tới các bác, giá rất là hợp lý nhá. Đó, ngoài ra thì nó sẽ có tính năng xịt bọt tuyết nhá. Xịt bọt tuyết thì các bác thay cái đầu này vào cho em này. Thay cái đầu cái lọ này vào này. Đấy, thay cái đầu cái lọ này vào. Để mình xịt bọt tuyết nhá. Đấy, thay đầu cái lọ này vào. Đây. Xịt bọt tuyết này. Đấy. Nó sẽ ra dạng bọt tuyết như này các bác này. Đó, bọt tuyết đây. Đấy các bác thấy không? Bọt tuyết để mình xịt mình đấy rất là ok các bác này. Đó, đây. Bọt tuyết này các bác này. Đó. Xịt bọt tuyết nó sẽ ra như này. Đấy, thì các bác có thể rửa xe máy rất là ok luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt nhá. Đấy. Rồi, các bác lên mã giúp cho em là máy rửa xe nhá. Máy rửa xe chạy pin, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá thì chỉ có 350.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá, dưới 200.000 lên dây kia. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em dưới 200.000 thì cộng thêm cho em thêm 30.000 ship nữa các bác nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái bóng 3 màu nhá. Ở đây nó sẽ là một con bóng led như này, một con bóng led như này và màu của nó sẽ là 3 màu. Giá bao nhiêu nhỉ? 30.000 à? Đấy, màu của nó sẽ là 3 màu như này nhá. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30k. Đấy, 30k cho một con bóng 3 màu như này. Đây em sẽ xoáy vào cho các bác xem này. Đó. Là nó sẽ có 3 màu thì các bác cứ bật đèn và đảo chế độ đi thì nó sẽ có màu khác nhau. Đây. Đấy, đây các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có cho các bác là một là màu trắng này, hai là màu vàng này, ba là màu trung tính này. Đấy, sáng trắng này, sáng vàng này, sáng trung tính nhá. Công suất của nó là 12W nhá. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Đó. 12W cho một con bóng 3 màu như này. Con này thì dùng thì rất là tiện ích luôn. Đấy, màu đỏ này, màu vàng này và màu trắng này. Đó, 3 màu như này. Lên cho em là bóng 3 màu nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một quả bóng 3 màu như này. Rất là tiện ích cho bác luôn. Đấy. Các bác lên cho em là bóng 3 màu nhá. Bóng 3 màu. Bóng 3 màu này, giá của nó sẽ là 30k nhá. 30k cho một quả bóng 3 màu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bóng 3W nhá. Con này nó sẽ là một cái bóng đèn 3W thế này. Đấy, một cái bóng đèn 3W đây. Đấy, con này thì công suất của nó là 3W và giá thì chỉ có 10k trong quả bóng 3W này thôi. Đấy, bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 10k trong một quả nhá. 10k trong quả bóng 3W thế này. Thì con này các bác có thể dùng để mình gọi là để ở cái khu vực nào mà thiếu ánh sáng này, cần phải sáng liên tục này và các bác đi lại này, ban đêm ăn giấc thì sử dụng con này cho em. 3W thì các bác để cả ngày nó cũng chỉ mất độ khoảng là 500 tiền điện thôi, khoảng đến 1.000 là cùng thôi. Thì các bác sử dụng con này nó rất là tiện. Lên cho em là bóng 3W, giá sẽ là 10k nhá. 10k cho một quả bóng 3W thế này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo cắt tôn nhá. Kéo cắt tôn thì con này của nó sẽ là 160.000 cho một kéo cắt tôn như này.
Đấy, con này thì nó sẽ là dòng kéo tôn trợ lực và nó có cái độ nghiêng là 45 độ như này. Thì khi mà các bác cắt thì nó rất là tốt luôn. Đấy. Ở trong thì nó sẽ có cho các bác một cái con lò xo trợ lực, nó nằm ở bên trong. Trên khi các bác cắt nó rất là nhẹ nhàng và nó nghiêng 45 độ như này, thì các bác hình dung đây là một cái miếng tôn. Nếu như các bác cắt cái kéo thẳng thì nó sẽ đâm thẳng vào tay như này, nhưng khi các bác cắt cái kéo nghiêng thì nó sẽ cái miếng tôn nó sẽ nằm ở dưới như này và cắt rất là ngon luôn. Đó. Con này các bác có thể dùng cắt tôn dày 4-5 ly thoải mái luôn các nhá. Đấy, và rất là tiện ích luôn. Lên cho em là kéo tôn trợ lực hàng nội địa của Nhật nhá. Kéo tôn trợ lực này. Kéo tôn trợ lực, giá của nó sẽ là 160 cành nhá. 160k cho con kéo tôn trợ lực như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vít xanh nhá. Đấy, nó đây nó sẽ là một con tô vít như này. Đấy, một cái bộ vít xanh như này, bao gồm cho các bác là 30 đầu vít và một cái tay công và một tay nối dài nhá. Đấy, 30 đầu vít, một tay công, một tay nối dài như này. Và bộ này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40 cành thôi. 40 cành. Đấy, 30 đầu vít to nhỏ lớn bé mẹ con, dẹt tròn khác nhau, thì về nhà các bác chỉ việc là lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó khá là tiện ích. Đây, lắp vào đầu này cho em này. Và con này các bác lắp vào đầu tay công như này thì con này các bác có thể là tăng giảm tùy theo nhá, tăng giảm tùy theo. Đấy, các bác có thể nâng lên hoặc là hạ xuống. Đấy, cho ngắn hẳn như này hoặc cho dài ra cũng rất là ok nhá. Và các bác có thể lắp vào đây này, lắp vào đây để mình xoáy này các bác này, rất là ngon lành luôn. Thì cái bộ vít như này giá thì chỉ có cho các bác là 40.000 thôi nhá. 40.000 một cái bộ vít như này. Đấy, thì đã bao gồm cho các bác combo là tay công, tay nối dài và 30 đầu vít luôn. Thì lên cho em là vít xanh nhá. Vít xanh này, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho cái bộ vít xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái đèn. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Có cả dây cà, dây sạc và dây quai đeo như này. Các bác có thể đeo vào cổ, đeo vào người hoặc là đeo vào cặp sách các thứ này. Con này thì nó sẽ là hàng đa di năng luôn. Đấy, thứ nhất là có lẫy để các bác có thể để này. Đấy, có nam châm hít này. Đấy, rồi có sẽ có cho các bác là chế độ sáng này. Chế độ sáng thì nó sẽ có sáng trắng này, sáng vàng này, rồi đèn đỏ cảnh báo các bác này. Đấy, rất nhiều các cái chế độ khác nhau nữa nhá. Và đây con này nó sẽ kèm cho các bác là một con bật lửa nhá. Các bác giữ lì như này này. Đấy, giữ lì này thì cái bật lửa nó sẽ lên này. Đấy. Còn khi các bác tắt thì các bác nhấp này, giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy, các bác thấy không? Rất là tiện nhá. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là một con bật lửa như này. Đấy, khi tắt bật các bác giữ lì cho em. Giữ lì cho cái đèn lên là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ tắt nhá. Đó. Và rất là sáng luôn các bạn, rất là sáng luôn. Con này thì nó sẽ là một cái dòng bật lửa cực kỳ là tiện ích cho các bác nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn này. Đó. Rất tiện luôn. Các bác giữ lì này cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì này nó sẽ tắt này. Đấy. Bật đèn thì các bác bật cái công tắc này cho em, hai cái công tắc, một cái đèn, một cái bật lửa này. Đó. Ánh sáng trắng, sáng vàng, sáng trung tính này. Sáng trắng của nó thì rất là sáng luôn nhá, sáng chói chang luôn. Đó. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k nhá, 100k. Lên mã giúp cho em đó là đèn hộp nhôm nhá. Đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm này. Đó. Đèn hộp nhôm giá của nó sẽ là 100k nhá. 100k cho con đèn hộp nhôm như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đựng nguyên đai nguyên kiện trong cái hộp như này. Đó. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Và con này thì giá bên Nhật nó đang bán là tính theo tiền Việt mình khoảng là 2 triệu nhá. Khoảng 2 triệu cho một cái vòng trầm như này. Đấy, lên cho em là vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp đây. Nó sẽ có 108 hạt và nó sẽ có cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp như này. Con này thì bên Nhật nó đang bán khoảng là 2 triệu Việt Nam đồng mình các bác nhá. Đó. Và đây thì nó sẽ là một cái con vòng bằng gỗ trầm tự nhiên, giúp cho các bác điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Con này thì các bác có thể đeo vào cổ hoặc đeo vào tay tùy theo nhá. Đó. Và gỗ của nó thì nó sẽ là dòng gỗ trầm rất là thơm luôn. Đấy, gỗ trầm rất là thơm. Lên cho em là vòng trầm điều hòa huyết áp nhá. Đấy, giá thì sẽ là 50k thôi. Đấy. Vòng trầm điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ điều hòa huyết áp, giá sẽ là 50k nhá. 50k trong chiếc như này, rất rẻ mạt các bạn. Đấy. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái tất để các bác sử dụng trong các cái mùa đông giá lạnh này các bác nhá. Đấy, mùa đông này các bác sử dụng tất là ok. Đó, và đây là nó sẽ là cái tất hộp, bao gồm cho các bác là trong cái hộp như này và bao gồm cho các bác là 5 đôi nhá. Tất hộp 5 đôi. Giá thì sẽ là 80.000. 80.000 cho một hộp 5 đôi như này. Một hộp này của nó bao gồm là 5 đôi nhá. Hộp này bao gồm là 5 đôi. Rất tiện ích luôn các bạn. Đấy, rất tiện ích luôn. Một hộp này sẽ là 5 đôi. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 trong hộp 5 đôi như này. Hàng thì của thương hiệu Nike này. Đấy. Nike đây. Đấy, hàng thương hiệu Nike. Đó. Giá thì rất hợp lý rồi. Hàng co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực tốt.
và giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 thôi, có màu đen và màu vi nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất hộp này. Đấy, tất hộp 5 nhá. Đấy. Tất hộp và nó sẽ là dòng 5 đôi thì lên cho em là tất hộp 5, có màu đen màu ghi, giá sẽ là 80k nhá. 80k cho một hộp như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao nhá. Các bác lên cho em là bộ dao. Bộ này là dao gì đây? Các bác lên cho em là bộ dao sói nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một bộ dao sói như này, 100k. Ở đây thì bỏ trong cái tờ giấy này. Ở đây thì bộ sẽ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 4 con dao, 4 dao, một kéo và một cái nạo. Đấy. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan này, Asaka Japan. Hàng giấy để dọc. Hàng thì của thương hiệu Asaka Japan đấy, xé quyển sách ấy ra. Asaka Japan như này. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao này, một cái nạo và một cái kéo như này. Đấy thì con kéo này các bác cũng dùng để mình đây, đấy, các bác có thể dùng để mình cắt này. Đấy, cắt này, khui bia này, mở nắp chai đều được nhá. Đấy, một con kéo rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó, đầu tiên nó sẽ là một con kéo như này các bác này. Đấy. Tiếp theo là một cái nạo này. Con này thì nó sẽ là một cái nạo đây. Các bác có thể dùng để nạo hoa quả này. Đấy, nạo khoai, nạo mướp đều ok hết nhá. Một cái nạo này. Tiếp theo là sẽ là bốn con dao này. Thì nó sẽ có cho các bác đây. Hàng của Nhật này, Japan này. Đấy. Dao thì siêu bén các bác biết không? Đây. Đấy. Dao thì của nó không quá dày đâu nhá, nó vừa phải thôi. Nhưng mà đổi lại thì nó rất là bén các bác này. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 em dao luôn. 4 em dao này tha hồ các bác sử dụng nhá. Đấy. Có con dao nhọn, có con dao thái bản to này. Đấy. Đều là dòng rất là bén luôn nhá. Đấy, dao nhọn có, dao thái bản to có. Đây. Đấy, bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đây con này. Đấy. Con nào cũng sắc như nước hết luôn. Đó. 4 con dao như này. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì lại rất là hợp lý nhá. Đấy, giá rất hợp lý luôn. Combo cho các bác là 4 em dao như này. 4 em dao như này mà cái giá thì chỉ có cho các bác là một bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 4 dao. 4 dao, một kéo và một nạo như này. Đây con dao con nữa này. Đấy, cũng rất là bén luôn các nhá. Đấy, rất là bén luôn các bác theo. Đó, rất bén luôn. Combo cho các bác luôn. Đấy. 4 con dao, một cái nạo và một cái kéo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100k tròn thôi, 100.000 cho bộ dao như này. Đấy. Lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100k. Đó. Bộ dao sói này. Bộ dao sói, giá của nó sẽ là 100k cho một bộ như này nhá. 100.000 cho một bộ dao sói như này thôi. Con này thì quá đẹp, quá tiện ích rồi. Hàng của Asaka của Nhật đấy các bác này. Đấy. Giá thì chỉ có 100 cành thôi, 100k. 100.000 mà được tới 6 món liền nhá. Tính ra mua vào chỉ mất có 10.000 món thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá. Con này thì các bác dùng là mình cho dầu vào để mình sử dụng thôi. Đó, cho dầu vào sau đó thì mình bật lên. Đấy. Con này thì nó sẽ là hàng giả cổ nhá, hàng giả cổ của Nhật cực kỳ đẹp luôn. Ở đây nó sẽ bao gồm là một con đèn như này, về nhà các bác xoáy cái lẫy này ra này. Xoáy cái lẫy này ra sau đó thì mình cho dầu vào đây, cho dầu đốt ấy, cho dầu đốt vào đây cho em. Đấy, xoáy lẫy ra cho dầu đốt vào đây nhá. Đấy, cho dầu đốt đây để mình sử dụng thôi. Hàng thì nó sẽ là bằng thép và sơn giả cổ rất là đẹp này, sơn màu đồng rất là đẹp luôn. Đấy, và đây là cái bấc để các bác điều chỉnh bấc này, lẫy xoáy điều chỉnh bấc này. Đấy, và khi các bác cho đèn thì châm đèn thì các bác chỉ cần hơi nghiêng đi như này, sau đó thì mình châm vào cho em. Đó, sau đó thì mình lại bỏ ra. Con này thì các bác có thể dùng để treo này hoặc để trực tiếp trên nền đất này. Đấy, trên bàn này đều ok hết nhá. Thì con này các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu. Giá sẽ là 135.000 cho một con đèn dầu như này. Đấy. Lên cho em là đèn dầu nhá. Đề co trang trí khá là đẹp luôn. Đó, lên cho em là đèn dầu này. Đèn dầu, giá của nó sẽ là 135k nhá. 135k cho con đèn dầu như này. Đó, tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm. Đó là cái đũa các bác lên cho em là đũa sứ nhá, đũa sứ. Một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi như này. 5 đôi đũa sứ như này. Hàng thì siêu đẹp cho các bác luôn. Đó. Chất liệu của nó thì bằng sứ thì các bác biết rồi. Các bác dùng đồ sành, đồ sứ thì nó cực kỳ là an toàn đối với người sử dụng luôn. Thứ nhất là an toàn đối với người sử dụng này. Thứ hai là sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh, chống nấm mốc, chống vi khuẩn xâm nhập nhá. Đấy thì một vỉ này bao gồm cho các bác là 5 đôi. 5 đôi dùng để ăn cơm, ăn đồ ăn này. Gắp đồ ăn rất là đẹp, sạch sẽ. Và giá thì chỉ có 60.000 cho một vỉ 5 đôi đũa sứ này thôi. Đấy. Các bác lên cho em là đũa sứ nhá. Đấy, đũa sứ. Giá sẽ là 60.000 cho 5 đôi đũa như này. Đó. Lên cho em là đũa sứ này. Đó. Đũa sứ, giá của nó sẽ là 60k trên một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa như này. 5 đôi đũa, hàng siêu đẹp này các bác nhá. Đó, rồi ok. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu
Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany các nhá. Design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany các này. Đó, in Germany hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho bác luôn, siêu tốt cho bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này. Đó. Bộ nồi Đức này. Đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700 mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Đây cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dẫn mà chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp ga halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếng rất là ok. Quay vuông viết cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng các nhá. Đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy. Có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây. Dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bạn. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá, 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt. Con này qua kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy, đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó,
hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chưa có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000, 700k cho một cái bộ nồi như này, đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo, combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các bác nhé. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này, đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng các bác nhé. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây các bác này. Con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây các bác này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món quá này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Đây rồi em, Phạm Huấn lại quay trở lại để giới thiệu các bác các cái mã hàng bên em nhé. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Thì các bác cứ mua đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Dưới 200.000 thì cộng thêm cho em 20.000 để ship nữa là hoan hỉ cho các bác nhé. Đấy, cộng thêm cho em 30.000 ship nữa nhầm các bác nhé. Đó. Dưới 200 thì lưu ý cộng cho em thêm 30.000 để ship nữa. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái thắt lưng da bò của Mỹ nhá. Thắt lưng da bò của Mỹ thì bên shop bán cho các bác với giá đó là 190.000 một chiếc. Đấy, nó sẽ có cho các bác là hai tông màu là màu đen và màu nâu nhá, màu đen màu nâu. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ cực kỳ cao cấp cho các bác rồi, và của nó là da bò tự nhiên cho nên là độ dài nó sẽ không như nhau đâu, nó sẽ khác nhau đấy các bác nhá. Đó, đây hàng made in USA này, made in USA, hàng của Mỹ. Hàng này thì em bao cho các bác về, các bác cứ dùng gọi là các bác cứ dùng máy lửa các bác đốt thoải mái cho em, test đốt thoải mái cho em nhé. Chiều dài của nó thì từ 1m1 đến 1m3 nhé. Đấy, mặt của nó thì là hàng đúc liền như này, mặt tráng gương, hàng đúc liền cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Hàng mặt tráng gương đúc liền như này rất đẹp các bạn đó. Và sử dụng của nó sẽ là sử dụng hình thức là con lăn nhá. Con lăn thì các bác dùng nó rất là đơn giản thôi, các bác chỉ cần lăn vào là nó sẽ khít này, lăn vào nó sẽ khít như này. Đấy, đây made in USA nhá, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm cho anh cái ví đây nào. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Cầm anh cái ví đây. Giá sẽ là 180.000 nhá, 190.000 một chiếc như này. Các bác lên cho em là thắt lưng da bò Mỹ nhá, thắt lưng da bò Mỹ, hàng chuẩn da bò xịn 100% luôn. Con này các bác có thể dùng đốt thoải mái luôn nhá. Bao cho các bác về, các bác test bật máy lửa đốt thoải mái cho em. Hàng cực kỳ ok cho các bác luôn. Đấy, 190.000 cho một chiếc nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò Mỹ này. Thắt lưng da bò Mỹ, giá sẽ là 190k một chiếc nhá. Ngoài ra thì có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá, màu đen màu nâu. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ví da bò nhá, ví da bò, hàng cũng rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, và nó cũng có cho các bác là hai màu, một màu đen và màu nâu như này. Đấy, cũng đều là hàng của Mỹ đây, made in USA này. Đó, hàng của Mỹ. Hàng này thì các bác biết rồi. Đấy, rất là mềm luôn nhá, rất là mềm luôn, chất da của nó khỏi bàn luôn. Đấy, về nhà các bác test thoải mái luôn, cào cấu rồi nói chung là đốt điếc thoải mái cho em. Đó. Nó sẽ bao gồm là một ngăn thường và một ngăn khóa này, hai ngăn thường một ngăn khóa và rất là nhiều các cái ngăn khác để các bác có thể để giấy tờ. Đấy, rất là ok luôn, để thẻ, để giấy tờ rất là ngon nhá. Giá thì sẽ là 120k. Đấy, các bác lên cho em là ví da bò nhá, ví da bò này. Ví da bò giá sẽ là 120k. 120k nhá. Nếu các bác nào lấy combo cả ví thì sẽ là 300k. 300k bao ship, các bác bớt được 10.000 và bao ship. Combo ví cộng với lại thắt lưng giá sẽ là 300.000 và bao ship. Còn mua lẻ thì thắt lưng sẽ là 190 và ví sẽ là 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái túi thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Một mẫu túi vuông hai màu, một màu là một màu xanh và màu nâu như này. Màu xanh và màu nâu nhá, màu nâu xám như này. Đó, đây là màu xanh này các bác này. Đấy, màu xanh. Con này thì cũng là 100% là da bò tự nhiên và hàng của nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Đấy, có quai đeo. Có quai đeo cho các bác đàng hoàng, quai đeo nhá. Tất cả các cái phần tai này đều là bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết. Nói chung là con này các bác dùng thì miễn chê rồi. Độ đẹp nhất của nó thì khỏi phải bàn rồi. Đó.
Quay kể cả những cái quai này của nó cũng đều máy bằng da hết nhá. Quai này cũng đều máy bằng da hết này. Đấy, chất liệu 100% là da bò tự nhiên các bác này. Đấy, đây. Đấy, da bò cắt tự nhiên các bác này. Đấy. Có những cái phần nó hơi bị khuyết nhẹ này, các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Hàng da tự nhiên thì các bác phải thông cảm đây. Đấy, chất liệu của nó là 100% là sợi da bò tự nhiên rất là đẹp như này. Đó, và đây thì ngăn to bên trong của nó sẽ có là một ngăn thường và một ngăn khóa này. Một ngăn thường, ngăn khóa. Bên ngoài thì mặt đằng trước này là hai ngăn này, đằng sau này một ngăn phụ nữa này. Đó, và khi các bác giá ra thì nó cũng khá là rộng luôn. Bản của nó thì phình hết ra nó vào khoảng là 10 phân, rất là rộng. Chiều rộng là 20 và chiều cao này là 25 nhá. Có quai đeo như này các bác có thể dùng để đi du lịch, đi chơi, đi phượt hoặc là đi làm. Mình đựng đồ đựng đoàn rất là ok. Con này các bác lên mã giúp cho em là túi vuông nhá. Túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000. Đấy, lên cho em là túi vuông này. Đó, túi vuông, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Túi vuông da bò. Con này em cũng bao cho các bác đốt thoải mái luôn, tét tiếc đốt thoải mái chứ em, khỏi phải bàn. Đấy, cứ bật lửa lên đốt thoải mái, tránh đốt vào các phần khóa này và các cái phần chỉ may được, còn lại các bác cứ đốt trực tiếp lên phần da này chứ em. Đấy, bao đốt thoải mái luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái ví xanh này, các bác này. Đấy, lên cho em là ví xanh thì đây nó sẽ là một con ví như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác có thể mình sử dụng trong các cái sinh hoạt hàng ngày. Đấy, lên mã giúp cho em là ví xanh nhá. Đấy, thì các bác có thể dùng để cắt móng tay móng chân, tỉa móng tay móng chân, nặn mụn tẩy da chết, rồi nói chung là nạo móng chân. Đấy, đây combo cho các bác cả một cái bộ như này, bao gồm cho các bác là 4 cái bấm móng này, một cái bấm trẻ em, một cái bấm nhỡ này, một cái bấm khóe này, bấm lạch này để bấm khóe này, rồi một cái bấm to này kéo cắt tỉa lông mũi này, nặn mụn tẩy da chết các kiểu con này điểu luôn. Giá sẽ là 100k cho cái ví xanh như này, 100.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là ví xanh, giá sẽ là 100k đó. Các bác lên cho em là ví xanh này. Ví xanh, giá của nó sẽ là 100k cho một con ví xanh như này. 100.000 một chiếc nhá. Đấy, combo đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái thước móc khóa nhá. Đấy, một cái thước rút như này và các bác dùng để mình treo vào móc khóa. Chiều dài của nó là 2m, bản của nó sẽ là 60 ly nhá. Đấy, bản của nó sẽ là 6 ly. Đấy, chiều rộng của nó là 6 ly. Nó sẽ là một cái dòng thước có thể quấn tròn vào được như này các bác này. Đấy, và bỏ ra nó sẽ rút vào luôn. Thì các bác có thể dùng để mình treo vào móc khóa, rất là đẹp và tiện ích. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, 2m nhân với 60 ly nhá, hàng của Nhật nhá. Các bác có thể dùng để mình treo móc khóa để mình trang trí này, để co này, hoặc là bác nào chuyên làm thợ làm nghề mà cần phải đo nhanh, thao tác nhanh, có thước đây rút ra luôn, kiểm tra luôn. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là thước móc khóa nhá. Thước móc khóa. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, lên cho em là thước móc khóa, giá thì chỉ có 50k thôi, 50k nhá. Lên cho em đó là thước móc khóa này. Đó. Thước móc khóa. Thước móc khóa, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá, 50.000 cho thước móc khóa như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái kéo tỉa các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là kéo tỉa 24, kéo tỉa 24 hoặc tỉa 25 cũng vậy thôi. Đấy, có lô thì nó về 24 sen, có lô thì 25 sen. Hàng made in Japan nhá, made in Japan như này. Đó, đây. Kéo tỉa 24 nhá, made in Japan như này. Giá thì chỉ có 60 cành cho một con kéo tỉa này thôi. 60k một chiếc nhá, 60k một chiếc như này. Con này các bác có thể dùng tỉa cây, cắt cành, tỉa dăm rất là ok nhá. Lên cho em là kéo tỉa 24, giá sẽ là 60 cành. Đó. Kéo tỉa 24 này, đó. Kéo tỉa 24, giá sẽ là 60k một chiếc nhá. Quá rẻ luôn các bác. Chỉ có 60.000 cho một con kéo như này. Hàng thì nó sẽ là hàng made in Japan, hàng của Nhật này. Cán của nó là bằng thép này. Đấy, lò xo chữ V kép luôn, lò xo kép này. Dùng rất là ngon, bác nào làm thợ cây cảnh, dùng để tỉa cây, tỉa cành con này thì rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 60k thôi. Tiếp theo thì em cũng về cho các bác ngoài dòng kìm chết của Mỹ này. Hàng có thương hiệu Crosman của Mỹ nhá. Hàng này thì hàng bãi chưa qua sử dụng. Đấy, bên em thanh lý được trong cái hệ thống siêu thị. Giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Đây. Đấy, giá thì chỉ có 100 cành thôi. Hàng thương hiệu Crosman của Mỹ này. Đấy, Crosman USA nhá, hàng của Mỹ. Đấy, đây. Dùng để các bác dùng để kẹp các thứ rất là ok luôn, làm thợ làm nghề con này. Chất thép của nó là thép CRV này, thép CRV cao cấp luôn các bác nhá, thép CRV cao cấp. Hàng cực chất cho các bác luôn. Lên cho em là kìm chết Mỹ nhá, kìm chết Mỹ. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Giá rất rẻ các bác, đó. Kìm chết Mỹ, giá sẽ là 100k nhá, 100k. Hàng của thương hiệu Crosman của Mỹ này. Crosman, đó, Crosman của Mỹ. Đấy, con này các bác dùng để kìm kẹp các thứ rất là ok luôn. Đấy, tay riếc của nó đây, rất là ngon lành. Giá chỉ 100k thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi nam nhá. Đấy. Thì lên mã giúp cho em đó là túi nam. Con này thì giá thì bên shop đang gửi tới bác một con túi nam như này. Con này các bác dùng để mình gọi là
đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều được. Hàng thì nó sẽ là hàng quân đội của Nhật nhá, hàng chống nước cho các bác luôn, hàng chống nước nhá. Đấy, đằng trước này cũng có hai ngăn này, một ngăn nhỏ, một ngăn nhỡ này. Đấy, đằng sau này một ngăn này, nó cũng giống như con túi vuông kia. Đấy, và con này kích thước của nó cũng là 20-25 giống y như con kia. Có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này. Đó. Con này thì giá chỉ có 110.000 thôi, 110.000 cho một con túi nam như này. Rất đẹp các bạn, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng và dòng túi chống nước nhá. Và con này thì cái độ mở của nó là cũng vào khoảng 10cm nhá. Độ mở của nó lên như này thì các bác có thể để máy tính bảng, iPad, iPiec, nói chung là cũng rất là đẹp luôn. Hàng cực kỳ đẹp, xịn sò và chất lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 cho một con túi nam như này thôi. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của quân đội của Nhật nhá. Hàng quân đội của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì thực sự là gửi tới các bác cái giá này cũng rất là tốt rồi. Các bác cũng không đi đâu mua được một con túi chất lượng như này mà giá chỉ có 110.000 thôi. Con này nếu các bác mua ở trong các cái hệ thống siêu thị hoặc là mua bên ngoài nó phải tầm khoảng 250 nhá. Lên cho em là túi nam này. Đấy, túi nam. Giá sẽ là 110k một chiếc nhá, 110.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân này. Đấy, thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này sẽ bao gồm cho các bác là 50 miếng luôn, 50 miếng nhá. Đấy, 50 miếng như này. Thì các bác về các bác dùng để mình dán thải độc chân rất là tốt luôn. Đấy, miếng dán của nó thì sẽ là bằng ngải cứu và rất là nhiều các cái vị thuốc khác nhau nữa, giúp cho các bác thải độc gan bàn chân, giúp giảm đau nhức nhá. Và một hộp này của nó là 50 miếng. Lên cho em là thải độc chân, giá thì chỉ có 40.000 thôi. Thải độc chân này. Thải độc chân giá sẽ là 40k một hộp như này nhá. 40.000 cho một hộp như này, bao gồm cho các bác là 50 miếng. Các bác về các bác dùng thì cực kỳ là tiện ích luôn. À, cực kỳ tiện ích luôn. Lên cho em là thải độc chân, giá sẽ là 40k nhá. Đấy. Sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái chảo rang nhá. Thì có hai mẫu đây. Con này thì các bác lên cho em là chảo 13, đường kính của nó là 13cm. Thì các bác lên cho em là chảo 13. Con này thì bao nhiêu nhỉ? Hả? Các bác lên cho em là chảo 13 nhá. Giá của nó sẽ là 80.000. Đó. Chảo 13 này. Chảo 13. Giá của nó, đường kính của nó là 13cm luôn, cho nên lên là chảo 13, giá sẽ là 80k. Đấy, con này bằng gang thì các bác có thể dùng để mình nướng thịt này, hoặc là các bác có thể dùng để chiên rán hoặc nướng đồ ăn đều được hết. Đấy, thì nó bằng gang, nó rất là dày luôn. Đó. Và đường kính của nó là 13cm nhá. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác một cái mẫu to đây. Cái mẫu to này thì cái đường kính của nó sẽ là bao nhiêu nhỉ? Hả? Mẫu này là 26cm nhá. Mẫu này là 26cm. Đây, hàng của nội địa của Nhật này, tem mác các thứ đàng hoàng. Đấy, có quai như này nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào này cho em này. Sau đó thì mình lắp cái này vào và mình xoáy cái quai này vào cho em là xong. Đó. Cũng rất là tiện ích luôn. Đấy, xoáy cái quai này vào đây. Cái quai này của nó thì nó sẽ là bằng gỗ và chống nóng rất là tốt nhá. Quai kiếc rất là ngon lành cho bác luôn này. Đấy, con này thì nó vào nặng khoảng 1 cân mấy đấy. Khoảng cân mấy các bác nhá. Đường kính của nó là 26cm. Thì các bác lên cho em là chảo gang 26 nhá. Chảo gang 26 giá sẽ là 170.000. Đó. Lên cho em là chảo gang 26 này. Chảo gang 26 nhá. Giá sẽ là 170k nhá. 170.000 cho một con chảo gang 26 như này. Nguyên chiều dày của nó thì vào khoảng là 4 đến 5 ly nhá. Dày nửa phân các bạn, rất là dày luôn. Cân nặng của nó thì khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6 nhá. Nặng khoảng 1 cân 4 đến 1 cân 6. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là 170.000 cho một con chảo gang như này thôi. Đường kính của nó sẽ là 26cm. Thì con này các bác có thể dùng để mình ăn bò bít tết này, ăn bò bít tết này, hoặc là các bác có thể dùng để mình rang cơm, hoặc là dùng để chiên xào nấu đều đồ ok hết nhá. Đó, để các bác dùng ăn những cái đồ chiên đồ nhức ok. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là cái sen cao su nhá. Đấy, nó sẽ là một con vò sen như này, một con vò sen như này, và có kèm thêm cho các bác là cả dây luôn. Đây. Đấy, cả dây, cả đầu vò xịt như này nhá. Cả dây, cả đầu vò xịt như này, các bác về các bác lắp vào cho em này. Đấy. Cả dây đầu vò xịt như này các bác này. Đấy. Và một cái đầu sen giúp cho các bác khi tắm thì nó massage rất là tốt này. Có tăng giảm áp lực nước này. Đấy, có đóng ngắt trên tay nhá. Có đóng ngắt trên tay, có điều chỉnh tăng giảm này. Đây, hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, made in Japan như này. Các bác lên cho em là sen cao su nhá. Giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái bộ sen như này bao gồm cho các bác là cả sen này. Đấy, có điều chỉnh các cái chế độ đây này. Đấy, và có cho các bác là tăng áp này, rồi để dùng để massage lúc mình tắm rất là tốt luôn, kỳ cọ massage luôn. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Sen cao su. Đấy, đợt này hàng về cho các bác giá siêu tốt luôn.
trước em đang bán là 140.000 đấy, đợt này về cho bác giá siêu tốt luôn. Lên mã giúp em đó là sen cao su nhá, giá chỉ có cho các bác là một bộ như này, giá thì chỉ có 90k thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su giá sẽ là 90k, giá cực tốt cho bác luôn, hàng nội địa của Nhật cực cao cấp nhá. Rồi ok, hello chào bác nhá, hôm nay thì bên shop tiếp tục về cho bác cái lô chiếu mây Nhật và chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh bị trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác lên mã cho em là chiếu mây nhá, hàng của thương hiệu Fuji made in Japan. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 180.000 và bao ship. Đấy, lên cho em là chiếu mây Nhật các bác nhá. Đấy. Chiếu mây điều hòa. Chiếu mây điều hòa. Đấy. Chiếu mây điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đó, chiếu mây Nhật điều hòa giá của nó sẽ là 180k và bao ship nhá. À không, xin lỗi các bác, 180.000 không bao ship. Từ đơn hơn 200.000 trở lên bên em mới bao ship. Hàng thì sẽ là nó sẽ có dòng là 1,6m. 1,6m nhân với 2m và 1,8m nhân với 2m nhá. Đấy, nhân 2m đó. Giá thì đều đồng giá là 180k hết nhá, 180.000. Đây thì nó sẽ là một sản phẩm như này. Dòng này thì nó sẽ không bao gồm vỏ gối đâu các bác nhá, nó chỉ có chiếu không thôi. Đó. Và chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên nhá, sợi mây tự nhiên như này. Đấy. Sợi mây tự nhiên các bác nhá. Chất liệu của nó là sợi mây tự nhiên. Đấy thì điều hòa rất là tốt luôn. Đấy thì sợi mềm mại điều hòa tốt các bác nhá. Đấy, sợi điều hòa tốt các bác nhá. Đó thì ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là hai mặt này, một cái mặt thì nó sẽ là trần thường như này, còn một mặt của nó sẽ là như này các bác này. Đấy, một mặt chiếu mây như này. Sợi của nó thì rất là mềm, nằm thì êm và mát thôi, nằm êm và mát. Đó. Cái này thì nó không có vỏ gối đâu nhá. Lô này bên em về thì nó chỉ có chiếu không thôi. Đấy, chiếu không, không có vỏ gối đâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác giá rất là tốt luôn. Đây. Đây các bác này. Đấy. Một con chiếu rất là đẹp như này nhá. Đấy, rất là đẹp luôn, màu sắc các thứ rất là đẹp, hài hòa. Bên em sẽ có dòng là 1m8 và dòng là 1m6 nhá. Đấy, dòng 1m6 và dòng 1m8. Đó, đều là kích thước là đều 2m nhá. 1m6 2m và 1m8 2m. Đó, đây, rất là đẹp cho các bác nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là chiếu mây Nhật điều hòa nhá. Đấy, kích thước của nó sẽ là 1m6 và 1m8 nhá. Và cái này là không có vỏ gối nhá, không có vỏ. Không có vỏ các bác nhá, không có vỏ gối nhá. Đấy, không có vỏ gối. Giá sẽ là 180k. 180k. Đó, không có vỏ gối. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Muji nhá, hàng thương hiệu của Muji của Nhật này. Đấy, hàng của thương hiệu Muji made in Japan nhá. Đấy, Muji made in Japan như này, hàng rất chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là chiếu mây nhá. Đấy, chiếu mây Nhật điều hòa, hàng thương hiệu Muji made in Japan. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là đẹp luôn, chỉ có 180.000 thôi. 180.000 nhá. Kích thước của nó sẽ là có 1m6 và 1m8 nhá. Đấy, rất là đẹp luôn. Hàng chiếu mây của Nhật cực kỳ chất lượng các bạn này. Đấy. Đường kim mũi chỉ rất là đẹp luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một chiếc nhá. Đó, bật cái quạt. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái lô đó là cái bộ chăn ga 5 món nhá. Đấy. Chăn ga 5 món các bác nhá. Các bác lên cho em là chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái bộ chăn như này. Và nó sẽ về cho các bác là có 3 màu nhá. Đầu tiên là các bác lên cho em là màu xanh này. Đấy, màu xanh. Màu xanh các bác nhá. Đấy, thứ nhất là màu xanh này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel này. Đấy. Thứ hai là màu Chanel như này nhá. Thứ hai là màu Chanel. Đấy, và thứ ba là các bác lên cho em là màu kẻ nhá. Đấy, màu kẻ này. Đây. Nó sẽ là màu kẻ sọc như này. Đấy, màu kẻ sọc như này. Đấy, các màu đều rất là đẹp luôn. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn nhá, một cái chăn kích thước của nó là 1m7 x 2m1 nhá. Đây. Chăn rất là to luôn. Đây các bác này. Đó. Một cái chăn rất là đẹp như này, chất liệu của nó rất là đẹp luôn. Đấy, chất vải của nó cũng rất là xịn sò. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 và của nó sẽ là thuộc cái dạng là trần bông bên trong nhá, có trần bông bên trong. Con này thì các bác nằm mùa thu cũng được và nằm mùa đông cũng được, hoặc là các bác nằm điều hòa cũng được. Đấy, bây giờ các bác chuyên nằm điều hòa rồi thì sử dụng con này rất là ok. Chất da, chất vải của nó rất là mềm mịn các bác nhá, mềm mịn đó. Đây, màu xanh đi các bác này. Màu xanh này, đấy.
màu nào cũng rất là đẹp luôn đấy, màu sắc đẹp, kích thước đẹp nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bộ chăn ga Nhật 5 món nhá. Đấy, chăn ga Nhật 5 món bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên mã giúp cho em là chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Đó, chăn ga Nhật 5 món này. Chăn ga Nhật này, đó. Chăn ga Nhật 5 món nhá. Giá của nó sẽ là 260k và bao ship nhá. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới nhá. Đó, hàng mới. Hàng mới chất lượng các bác nhá. Đó, hàng mới chất lượng cho các bác luôn. Chăn ga Nhật 5 món 260.000 bao ship. Hàng mới tinh không nhá. Khi các bác nhận được hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một con chăn như này này. Đấy, một con chăn như này. Kích thước của nó sẽ là 1m7 x 2m1 nhá. 1m7 x 2m1 này. Tiếp theo kèm cho các bác là hai cái vỏ gối này. Đây, nó sẽ có cho các bác là hai cái vỏ gối. Hai cái vỏ gối thì vỏ gối của nó kích thước của nó sẽ là 60. Đấy, 2 này, 4 này. 60 x 40 nhá. 60 x 40. Đấy, 60 x 40 khá là to luôn các nhá. Hai cái vỏ gối. Kích thước 60 x 40 này. Đấy, một cái ga nhá, một cái ga này. Ga này thì các bác sử dụng cho giường 1m6 và giường 1m8 đều vừa hết nhá. Đấy, thì cái ga này nó sử dụng chung và nó có chun như này. Cho nên là giường 1m6, giường 1m8 đều ok. Coi nhá. Đấy, thì một ga, hai vỏ gối vuông, hai vỏ gối 60 x 40 và một vỏ gối ôm như này nhá. Một cái vỏ gối ôm rất là to như này. Đấy. Vỏ gối ôm này thì chiều dài của nó là 1m, chiều rộng là 30 nhá. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là mua ruột về các bác cho vào là xong. Ruột gối các bác thứ nhá. Đấy, ruột gối ôm và ruột gối nằm nhá. Đấy, thì combo của nó như này. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là 5 món này. Thứ nhất là một gối ôm này. Đấy, một gối ôm này. Hai gối thường này, hai gối thường này. Một ga này là thành 4 này, với lại một chăn là 5. Đấy, thì các bác lên cho em là bộ chăn ga 5 món nhá. Bộ chăn ga 5 món. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là bộ chăn ga. Đấy, chăn ga Nhật 5 món giá sẽ là 260.000 nhá. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là thứ nhất là màu đây. Thứ nhất có cho các bác là màu xanh nhá. Các bác lên cho em là màu xanh này. Đó. Cái màu xanh này cũng rất là đẹp. Nhã nhặn, màu thì màu sắc thì vừa phải, trung tính, sạch sẽ nhá. Màu xanh này. Tiếp theo là màu kẻ này. Màu này sẽ là màu kẻ nhá, lên cho em là màu kẻ này. Và màu này thì các bác lên cho em là màu Chanel nhá, màu Chanel. Đó, thì các bác lấy màu nào thì lấy. Hoặc các bác có thể lấy chăn chiếu tùy theo. Rồi ok. Hello, vâng, lại là em Huấn Phạm đây các bác nhá. Chào các bác, chúc các bác một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Đó, thì hôm nay bên em lại tiếp tục về các mã hàng, thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc bom hàng nhá. Em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải chờ đợi lâu. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác trong ngày hôm nay. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái em kìm chết nhá, kìm chết. Hàng của thương hiệu Crossman của Mỹ. Đấy, con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 100k cho một con kìm chết này các bạn. Con này dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy các bạn này. Đấy. Rất là ngon luôn nhá. Hàng Crossman này, USA, hàng bãi của Mỹ nhá. Hàng bãi của Mỹ. Hàng này thì bên shop về số lượng khá là nhiều cho nên là gửi tới các bác cái giá siêu tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 trong con kìm chết như này thôi, 100k trong con kìm chết như này nhá. Lên mã tiếp theo là kìm chết Mỹ nhá. Giá của nó sẽ là 100k một chiếc này. 100.000 cho con kìm chết Mỹ này, hàng thương hiệu Crossman USA các nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái ép tỏi nhá, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đây, ép tỏi này, hàng thương hiệu Winling của Đức đây. Winling hai hình người của Đức các bác này. Đấy. Winling hai hình người của Đức, made in Germany nhá. Đây, made in Germany này, hàng nội địa của Đức này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Ở đây thì các bác cho hành, cho tỏi, cho các cái vật liệu mình cần ép ở đây. Hành, tỏi rồi gừng rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và các bác chỉ cần sập vào này cho em là xong. Đấy, cái phần đầu bi này của nó thì nó đã đẩy hết ra ngoài rồi. Đẩy hết lòi ra ngoài này luôn thì khi mà các bác ép là nó sẽ rơi ra hết luôn, nó rất là tiện. Và vệ sinh cũng rất là sạch sẽ, đưa vào xả nước đi là xong. Chất liệu của nó thì bằng inox nhá, inox 304 sáng bóng đẹp nhá. Lên mã giúp cho em đó là ép tỏi nhá. Giá sẽ là 100k cho một con ép tỏi như này nhá. 100.000 cho một con ép tỏi như này. Hàng siêu đẹp và giá thì cực tốt cho bác luôn. Hàng made in Germany. Đó, ép tỏi 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Qua lên cho em là bộ dao sói. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 4 con dao nhá. 4 con dao. Đấy. Bao gồm cho các bác là 4 con dao luôn. Bộ dao sói nhá. Giá thì chỉ có 100k trong cái bộ dao sói như này thôi.
sẽ bao gồm cho các bác là 4 con dao. Đấy, đây sẽ có cho các bác là 4 dao như này, 4 dao, 1 kéo và 1 nạo. 4 dao, 1 kéo, 1 nạo. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. 100.000 cho một cái bộ dao sói như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Bộ này thì độ bén của nó thì khỏi phải bàn thôi. Đấy, nói chung là cũng là hàng chất lượng rồi, độ bén thì khỏi phải bàn. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi luôn. Chỉ có 100.000 cho một cái bộ dao sói như này thôi. Đây em sẽ test thử cho các bác xem nhé. Đây em sẽ dọc giấy cho bác xem này. Đấy, đây nhá, con nào cũng bén hết các bác nhá. Đấy, con nào cũng bén hết các bác này. Đấy, dọc giấy cực kỳ là ngon luôn các bác thấy không. Đây. Đấy, rất là bén luôn các bác này. Đó, rất bén luôn. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết nhá. Đấy, con nào cũng bén như nhau hết này các bác này. Đó, con nào cũng bén như nhau hết. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 3-4 con dao như này, 4 dao nhá, 1 này, 2 này, 3, 4 này. Đấy, sẽ có 3 con nhọn này, 3 con nhọn và 1 con đầu bằng như này. Và có dập vân chống dính nhá, dập vân như này. Đấy, nó sẽ có vân như này, chống dính rất là tốt luôn. Đây, Japan này. Đó, Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Phân khúc giá bình dân như các bác luôn. Một kéo này, một kéo một nạo này. Đấy, một kéo một nạo này coi nhá. Kéo này thì đa di năng luôn, mở nắp chai này, khui bia này, kẹp cua ghẹ này. Đấy, cắt gà, cắt cá đều ok hết nhá. Đó thì combo cho các bác này, một cái nạo nữa này. Đấy, một nạo nữa. Đấy. Bộ dao này thì sẽ bao gồm là 4 con. Và cái giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác cái giá tri ân cực kỳ là yêu thương luôn. Chỉ có cho các bác là một bộ dao như này. Giá chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Đấy, 100.000 cho một cái bộ dao sói 4 con như này. 4 con như này nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp em đó là bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Bộ dao sói này, đó. Bộ dao sói nhá, bộ dao sói. Giá sẽ là 100.000 trong bộ dao sói như này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái kim chỉ các bác này. Đấy, các bác lên mã giúp em đó là kim chỉ nhá. Giá sẽ là 25.000 cho một hộp kim chỉ như này. 25.000 cho một hộp nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ cho các bác luôn này. Đấy, có thứ nhất là có hộp đựng rất là xịn sò này. Đấy, có một vỉ kim này, rồi kim băng này, thước đo này. Đấy, rồi là D này và một cái bộ combo chỉ như này, combo chỉ như này các bác này. Đấy, đầy đủ các cái màu chỉ như này nữa cho các bác lựa chọn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương nhá. Đấy, chỉ có 25.000 thôi. Sẽ có cho các bác là 10 cuộn chỉ này, một cái hộp kim như này. Đấy, và một cái hộp này thì các bác đựng rất là tiện dụng luôn, khi mình dùng thì dùng xong thì mình lại bỏ vào hộp này, tránh bị thất thoát rồi mất rồi khó tìm nhá. Đấy, giá thì rất hợp lý luôn. Lên mã giúp cho em đó là kim chỉ nhá. Đấy, kim chỉ này, giá chỉ có cho bác là 25.000 cho một cái hộp kim chỉ này thôi, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ quần áo mưa nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là bộ quần áo mưa. Để cho em tí em nút cái này vào. Bộ quần áo mưa thì nó sẽ là một cái bộ bao gồm cho các bác là rất là nhiều chi tiết đi kèm. Đấy, đây, nó sẽ là một cái bộ quần áo mưa đúng như trên hình như này các bác nhá, đúng như trên hình như này. Đấy, một bộ nhá, một bộ chứ không phải là hai bộ đâu. Đấy, ở đây nó sẽ là có một bộ thôi. Còn đây là cái hình mô phỏng của nó thì nó sẽ là hai người. Đấy, đây, rất đẹp các bác này. Đấy, cỡ L là cỡ phổ thông nhá. Đấy, các bác 70-80 cân đều dùng được hết nhá. Cỡ L phổ thông như này các bác này. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đấy, mặc vào thì rất là vừa vặn và ôm nhá. Đấy, đây, bên trong của nó thì nó sẽ là dòng hai lớp như này. Hai lớp cực kỳ tiện dụng cho các bác luôn. Đấy, hàng hai lớp nhá, rất là ngon lành. Ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng hai lớp như này. Đấy, bên ngoài của nó thì nó sẽ là tráng chống nước cực kỳ là tốt nhá. Tráng chống nước cực kỳ là tốt luôn. Bên trong thì nó sẽ là lớp vải như này. Nói chung là hàng hai lớp các bác mặc thì cực kỳ dày dặn chắc chắn, đặc biệt là mùa đông này. Đấy, và có đằng sau này thì nó sẽ có mũ cho các bác nhá. Có mũ cho các bác đầy đủ luôn. Bao gồm cho các bác là một quần một áo như này nhá. Đây, một quần một áo như này. Combo cho các bác. Đấy, giá thì sẽ là 195.000. Lên cho em là bộ quần áo mưa 195.000 nhá. Bộ quần áo mưa này. Bộ quần áo mưa giá sẽ là 195.000. Nếu các bác mua ngoài thị trường nó sẽ bán cho các bác là khoảng 250 đến 300.000 nhá. 300.000. Đấy, có chỗ nó bán 350.000, nhưng bên shop bán cho các bác combo một bộ quần áo mưa đẹp như này. Giá chỉ có cho các bác là 195.000 thôi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện. Thì đây nó sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, và nó sẽ có cho các bác là hai tầng nhá, hai tầng. Đây. Đấy. Bình thường nếu các bác đi mua một cái âu như này thôi, một cái âu inox xịn như này, dung tích là 500ml các bác này. Cái này thì nếu các bác đi mua cũng phải mất đâu đó vào khoảng là 40.000 cho một cái âu như này thôi. Đấy, thế mà bên shop bán chỉ có 180.000 cho một cái cặp lồng điện như này. Đấy. Đầy đủ nhá, dây nguồn thì nhiếc ở trong này luôn nhá, dây nguồn ở trong này luôn nhá. Đó. Và đây thì sẽ là một cái cặp lồng. Đấy, nó giống như cái nồi cơm điện luôn. Ở đây nó sẽ là một cái mâm nhôm nhá. Đấy, các bác cắm điện trực tiếp điện 220 cho em. Đó, rất tiện ích các bác này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất là yêu thương luôn. Đấy, dung tích của nó sẽ là 2 lít nhá. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn. Đó, tha hồ thoải mái các bác sử dụng luôn.
Và cái lô này thì hàng về nó sẽ kèm cho các bác là một đôi đũa và một chiếc xìa nữa này. Đấy, một đôi đũa một thìa nữa. Hàng về theo lô nhá, có lô không nhá. Lô này thì là một đũa thìa inox luôn, một đôi đũa một cái thìa inox cho các bác này rất tiện ích các bác nhá. Đấy, có chỗ để cho các bác luôn. Thì mình dùng để mình sử dụng nó rất là tiện trực tiếp luôn. Thì các bác có thể mang cơm, mang đồ ăn, đồ uống đi làm rất là tiện này. Đấy, dung tích 2 lít này, cắm lên thì có đèn báo nhá, đầy đủ công tắc công nghiệp đầy đủ cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác. Dòng này thì miễn chê rồi, dung tích của nó là 2 lít nhá. Hàng nội địa của Nhật này, sử dụng điện 110 đến 220V này. Đó các bác thấy không? Đây, 50Hz này, 200W này, dung tích là 2 lít này. Đó, lên mã giúp cho em đó là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện này, đó. Cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện, giá của nó sẽ là 180k cho cái cặp lồng điện như này, 180.000 các bác nhá, 180.000 thôi. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con mũ lưới các bác nhá. Đấy, các bác lên xem là mũ lưới này. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi và cái giá thì cũng rất là tốt cho các bác thôi. Một con mũ lưới như này, hàng nếu các bác muốn đeo lưới thì đeo, còn không muốn đeo thì mình bỏ ra. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái dòng lưới như này và có sẵn cho các bác là một cái phần như này để khi mà các bác đội nó sẽ không chạm vào cái mũ thì nó sẽ chống nóng cho các bác rất là tốt luôn. Qua kiếp của nó rất là ngon và xịn sò nhá. Hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Đấy, dòng này thì khỏi địa bàn thôi. Các bác có thể đập phá thoải mái các bác này. Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đây, đấy. Em để xuống đất em đập cho các bác xem này. Đấy các bác thấy không? Đấy, đập phá thoải mái các bác nhá. Đấy, không hề hấn gì luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một con mũ lưới như này. Các bác lên mã giúp cho em là mũ lưới, giá sẽ là 150k. Đó, mũ lưới này. Mũ lưới giá sẽ là 150k cho cái mũ lưới như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn dầu mỡ nhá, chắn dầu mỡ. Đây nó sẽ chắn như này các bác này. Các bác có thể để trên bếp ga để mình chắn dầu mỡ khi mà mình chiên rán xào nấu, mình chắn vào. Giá thì chỉ có 25k thôi. Chiều cao của nó là 32cm và chiều rộng của nó là 84cm, mình có thể gấp tùy theo bếp này. Đấy, đúng như này luôn. Các bác có thể gấp gọn được nó bằng nhôm nhá. Đấy, bằng nhôm rất là tiện dụng luôn. Đấy, lên cho em là chắn dầu mỡ nhá. Chắn dầu mỡ này. Đấy, chắn dầu mỡ giá của nó sẽ là 25k cho một cái chắn dầu mỡ này. Các bác có thể tùy mình gấp vào như này được này. Đấy, gấp vào như này rất là ok luôn nhá. Chắn dầu mỡ 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính các bác này. Đấy, cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy này thì giá của nó sẽ là 15k khi mà mua lẻ, còn mua combo 3 cái thì giá sẽ là 10.000 một chiếc. Đấy, bao gồm là một dao và một lưỡi, một dao một lưỡi. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, một dao một lưỡi. Bên ngoài thì nó sẽ là phủ cao su non và bên trong bằng nhựa cứng nhá. Đấy, rất dày dặn chắc chắn các bác luôn, dùng để dọc giấy cái thứ rất là ngon. Đó, giá thì sẽ là 15k mua lẻ và mua combo thì giá sẽ là giá của nó sẽ là 10.000. Đấy, 10.000 một chiếc, mua combo từ 3 chiếc lên sẽ là 10.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái máy sấy tóc hàng của thương hiệu Philips này. Hàng thương hiệu Philips đây. Công suất của nó sẽ là 3.000W này, máy sấy tóc hàng của Philips. Đấy, con này dùng rất là ngon luôn, con này bên shop bán cả vạn con rồi. Đó, dùng rất là tiện ích nhá. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Đây em sẽ cắm thử cho bác xem này. Và nóng rất là nhanh luôn nhá, chỉ cần mấy giây là đã nóng được các bác này. Đấy. Đây, nó sẽ có hai nước này các bác này. Đấy. Đây. Đấy, nóng rất là nhanh luôn. Các bác nên dùng tại vì cái mùa này bắt đầu là nó vào cái mùa lạnh nhá. Đấy, mùa lạnh mình gội đầu xong thì mình phải nên sấy luôn cho nó an toàn. Đấy, tránh cái việc là mình bị lạnh đầu, nước lạnh nó ngấm vào người nhá. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Các bác lên cho em là sấy tóc Philips nhá. Đấy. Lên cho em là sấy tóc này, đó. Sấy tóc nhá, giá sẽ là 130k cho một con máy sấy tóc nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tẩu thuốc nhá, tẩu thuốc đây. Con này thì giá bán của nó sẽ là 80.000 trong cái tẩu thuốc như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một tẩu này và một cái bộ gioăng như này. Con này thì của nó thì sẽ là bằng nhựa thôi, còn cái phần này của nó thì phần chịu nhiệt nó sẽ là bằng hợp kim nhá. Đó, con này thì giá sẽ là 80k trong cái tẩu thuốc như này. Hàng vừa đẹp vừa xịn sò vừa chất lượng để gửi tới các bác luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 cho cái tẩu thuốc như này. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng thì em lại lên video trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Bên em thì ship code toàn quốc, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã ship rồi. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái dây điện hàng của Nhật các bác nhá. Hàng của Nhật thì bên em có hai mẫu, một là dây vàng, hai là dây xanh. Đó thì có hai mẫu vậy để các bác lựa chọn. Cái dây này thì nó sẽ dài khoảng từ trên dưới 20m nhá, trên dưới 20m. Giá thì khoảng từ bên shop gửi cho các bác cái giá đó là 170.000 một quận như này. Dây thì nó sẽ là dây 1.5 và đây thì nó sẽ có đèn báo cho bác luôn nhá. Có đèn báo cho các bác như này. Đấy và phần kết nối các bác này. Đấy cắm mà cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phần kết nối rất là ngon lành để cho các bác sử dụng nhá. Thì ở đây một quận này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000.
các bác lên mã giúp cho em đó là dây điện vàng nhá, dài khoảng từ 20 đến 30 mét. Đấy, lên cho em là dây điện vàng này, đó, dây điện vàng, đấy, lên cho em là dây điện vàng, chiều dài của nó thì từ 20 đến 30 mét nhá, giá thì sẽ là 170k nhá, 170.000 cho cái dây điện vàng như này các bác này. Tiếp theo thì nó là cái dòng dây điện xanh này, dây điện xanh thì dòng này của nó sẽ là dây 2.5 nhá, dây 2.5, đó, dây 2.5 và con này của nó sẽ là có các mẫu là 5m, 10m và 30m. Đây, dòng dây ổ đúc, dây của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, Japan này, đấy, Japan này các bác này, đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là theo combo nhá, theo combo. Đấy, tức là bên shop bán nó sẽ có các cái mẫu 2m, 20m này, đấy, 30m, 10m và đây, nó sẽ có các cái kích thước như sau. Đấy, mẫu 10m này, 5m thì sẽ là 5m là đi 220.000, 5m 220k, đó. 10m thì sẽ là 320.000, 320k, đó. Và 30m thì sẽ là 650.000 nhá, 650.000. Đó. 10m là 330.000 và 30m sẽ là 650.000. Đấy, thì các bác muốn mua mẫu nào thì mua. Đó, nó sẽ có dòng là 5m, 10m và 30m. Đấy, còn lại là cái này thì cái này của nó thì từ 20 đến 30m nhá, hàng về tùy theo lô và giá thì sẽ là 170.000 cho cái dây như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thắt lưng da bò. Thắt lưng da bò Mỹ nhá. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ. Hàng về thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, chất liệu của nó là bằng da bò. Đấy, và hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Thắt lưng da bò Mỹ siêu chất lượng cho các bác luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác một cái thắt lưng như này. Giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180.000 cho một con thắt lưng này. Đấy, mặt của nó là mặt đúc liền. Mặt đúc liền cực kỳ đẹp luôn. Đấy, thắt lưng da bò hàng của Mỹ đây. Có hai màu nhá, có hai màu, màu đen và màu nâu như này, màu đen màu nâu như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu như này nhá. Chất liệu 100% là da bò tự nhiên, hàng made in USA này. Đấy, made in USA như này, chất liệu da bò tự nhiên. Dòng này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Các bác khỏi phải lăn tăn về chất lượng cũng như là về giá nhá. Giá thì rất hợp lý cho bác rồi. 100% là da bò tự nhiên. Đấy, sợi da bò nguyên miếng tự nhiên nhá. Hàng tự nhiên cắt trực tiếp như này luôn, không có qua phải trần khâu máy gì cả. Rất chất lượng cho bác luôn. Đây, da bò tự nhiên này, made in USA nhá, made in USA. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng da bò nhá, thắt lưng da bò này. Giá sẽ là 180k. Hàng về sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu, các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là đây, con này nó sẽ là một cái dòng massage nhé. Đấy, đây, nó sẽ là một cái dòng massage như này. Đấy, thì các bác lên cho em là massage tay nhé, massage tay. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cả sung điện luôn. Giá thì sẽ là, bút massage nhé. Các bác lên cho em là bút massage. Giá thì sẽ là 90.000. Về nhà các bác chỉ cần xoáy cái nắp này ra này. Xoáy cái nắp này ra, sau đó thì các bác cho pin vào cho em. Cho pin vào đây. Sau đó thì mình đậy nắp vào. Đấy, đậy nắp vào. Và con này thì nó sử dụng bằng sung điện nhé. Bằng sung điện, đây. Đấy, các bác bật này nó sẽ lên này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Đấy. Các bác thấy không? Cái này thì nó sẽ có dùng sung điện này. Đấy, các bác dùng để massage thì rất là tốt luôn. Đây các bác này. Đấy. Em cho vào là nó tanh tách cái đầu ngón tay này các bác này. Đấy, các bác thấy không? Cái đầu ngón tay nó giật giật đấy. Đấy. Nói chung là cái này thì nó vừa rung và vừa sung điện luôn. Thì các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, massage sung điện nhẹ nhàng. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là kèm sẵn pin và hai cái đầu massage như này nhá. Hai đầu massage các bác có thể tháo ra mình thay. Đấy, tháo ra mình thay rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là bút massage nhé, bút massage. Giá sẽ là 90k. Đó, bút massage này. Bút massage này, giá sẽ là 90k cho một con em bút massage như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bộ điều khiển từ xa nhá. Con này thì nó rất là đơn giản thôi. Về nhà các bác cắm cái cục này vào nguồn điện 220 nhà mình này, sau đó thì các bác cắm máy bơm này, máy bơm nước, bóng đèn rồi bình nóng lạnh các thứ qua đây. Khi nào các bác cần sử dụng thì các bác chỉ cần bật này, tắt bật này là xong. Đấy, khoảng cách của nó là 1.000m nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 270.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là điều khiển từ xa nhá. Giá sẽ là 270.000.
Đấy, điều khiển từ xa này, điều khiển từ xa. Giá sẽ là 270k và bao ship từ nhà cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia các bác lên đã giúp cho em đó là cái con hút bụi thảm nhá. Giá sẽ là 290.000. Đấy, con này thì hút cực kỳ là khỏe luôn các bác này. Đấy. Các bác cứ nhấp này cho em là nó sẽ hút này và về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Dòng này thì để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy qua đẩy lại như này ở cái thảm thì nó sẽ hút cho các bác cái bụi ở trên cái thảm rất là tốt luôn. Và giá thì sẽ là 290.000 nhá. Lên cho em là hút bụi thảm này, giá sẽ là 290.000. Con này thì dùng nó rất là tiện ít, các bác sử dụng trong các cái sinh hoạt hút thảm giường rồi đồ gia dụng nhà mình, nó rất là tiện luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đèn treo này, đó, đây. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn treo. Con đèn treo này thì giá đèn treo này nó có cho các bác là một cái cáp sạc như này, đây, và một con đèn như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Đây, bật lên rất sáng luôn nhá. Có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu. Đó. Đây, đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất tiện ích nhá. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 cho con đèn treo này thôi. Đây, em dọn cho các bác xem này. Đấy, pha của nó này, rất tuyệt vời luôn nhá, rất sáng nhá. Đấy, có 3 chế độ sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Và nó sẽ có cho các bác là cả cái bộ đèn bên hông này nữa nhá. Đó, đèn bên hông này nữa này. Để các bác dùng ăn cơm ăn nước này, các bác có thể treo lên. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác thêm một cái quai đeo nữa này, một cái quai đeo ở đây để các bác quặc vào đây mình đeo vào trong người luôn. Đấy, cần thiết thì mình đeo vào người luôn các bác. Đấy, đeo vào người để khi mà mình đi lại hoặc là tay mình đang cần chế độ rảnh tay thì các bác đeo lên người cho em, nó rất là tiện luôn. Đấy, hoặc các bác đeo lên trực tiếp hoặc là qua đeo này lên. Đấy, giá thì rất hợp lý rồi, công tắc cực kỳ ngon lành luôn. Chân sạc của nó thì có kèm chân sạc ra cho điện thoại luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 125.000 thôi. 125.000 cho con đèn treo như này. Con này thì rất tiện ích, sử dụng thì cũng là đa di năng luôn. Đấy, sử dụng đa di năng thì nói chung là dòng mà sử dụng được đa di năng thì nó rất là thích luôn. Đó, lên cho em là đèn treo nhá. Đèn treo, giá sẽ là 125k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái con đèn VIP nhá. Đấy, đèn VIP. Con này thì nó sẽ là bao con này thì sẽ là 140.000 cho con đèn VIP như này. Đây, hàng Polis này, made in Japan. Thân của nó thì bằng hợp kim nhá. Thân của nó bằng hợp kim. Đấy, cho nên các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, thân bằng hợp kim. Về nhà các bác chỉ cần lắp pin vào cho em thôi. Nó sử dụng 2 quả pin 18650 và dung tích của nó sẽ là đây, 2 quả pin 16850, pin 3,7V 4200mAh. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cho em là xong. Lắp vào, đấy, bật lên. Lắp vào bật lên là xong. Đấy. Nếu các bác lắp vào mà bật không lên thì các bác đảo chiều đi cho em. Đấy, đảo chiều đi là ok thôi. Đó là bật nó sẽ lên. Đấy, các bác theo. Đây. Bật lên sau đó thì mình xoáy vào mình sử dụng thôi. Đó, thân của nó thì bằng nhôm. Quay. Ê, cái chỗ đen này là chân sạc này. Các bác chỉ cần là bóp này sạc này. À, bật này. Đó. Con này thì pha của nó cũng rất là giỏi luôn các bác này. Đấy. Pha của nó rất là giỏi và đèn rất là sáng. Hai viên pin 18650, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đó. Đây, điểm sáng của nó cũng khá là lớn luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn VIP nhá. Có kèm cho các bác cả củ sạc luôn. Đèn VIP 140.000 cho một con đèn VIP như này. Giá rất là tốt cho bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em là đèn VIP này. Đèn VIP giá sẽ là 140k nhá. 140k cho con đèn VIP như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi da các bác nhá. Đấy. Ba lô da này, ba lô da. Con này thì giá của nó sẽ là một con ba lô da đẹp như này. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng, rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 50cm, chiều rộng là 20 và chiều cao thì nó cũng vào khoảng là trên 20 một chút, khoảng 25. Đó. Và đây nó sẽ có cho các bác một cái ngăn để các bác để dép guốc vào đây. Đấy, để dép vào đây rất là tiện. Con túi nó bằng da mịn như này thì khi các bác dùng thì không sợ mưa ướt nhá. Đấy, đây, nó sẽ là da mịn này các bác này. Đấy, dùng không lo bị chảy xước rồi mưa ướt rồi, nói chung là đa di năng luôn. Ở đây thì nó sẽ có một cái khuy để các bác đeo vào cái ba lô này. Đấy, và đây thì nó sẽ là một cái ngăn khá là to luôn. Một ngăn khá là to và bên trong thì nó sẽ có các cái ngăn phụ nữa. Đây, các bác có thể để một cái ngăn thường này để đồ linh tinh này và một ngăn có khóa chống nước nhá. Ngăn này có khóa chống nước luôn. Đấy, túi bóng chống nước luôn, để giấy tờ điện thoại các thứ rất tiện nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 cho cái ba lô da như này thôi. Đấy. Lên mã giúp cho em là ba lô da nhá. Giá sẽ là 130k. Đấy. 130.000 cho cái ba lô da như này thì con này cũng khá là tiện để cho các bác dùng trong việc là đi du lịch này. Đấy.
du lịch, đi chơi, đi làm, đi học, hoặc là nói chung là công việc đều ok hết. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Nên mã giúp em đó là Baloza nhé. Giá sẽ là 130.000. 130.000 thì các em Baloza như này. Đó, rồi ok. Đơn hàng từ 200.000 thì lấy bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship cho em và cũng cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay. Từ 200.000 thì lấy bên em sẽ bao ship, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Đấy, thì bên shop tiếp tục về cho các bác cái mũ lưới hàng của lính Mỹ nhá, hàng của lính Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. US các bác này, đây, American này. Đấy. Con này thì giá của nó sẽ là 150.000 trong con mũ này nhá. Test thoải mái cho bác xem luôn này. Đấy. Test này. Đấy. Để trên tay thì đập nó không thật này. Để dưới đất đập nhá. Để dưới đất đập này. Đấy. Các bác thấy ok chưa? Ok chưa? Đấy, rất chất lượng cho bác luôn nhá. Đấy, em đập cực kỳ mạnh tay luôn này. Đấy, bác thấy chưa? Đấy, đập ầm ầm này luôn các bác. Đấy, không hề có một vết xước luôn nhá. Không hề có vết xước luôn. Đây, hai em này các bác này, hai em này. Đó. Hàng cực kỳ bền bỉ và chắc chắn luôn. 150.000 cho một con mũ lưới như này nhá. Giá sẽ là 150k. Đấy, nó sẽ kèm cho các bác một cái lưới như này. Thì các bác có thể đội cái lưới này vào cho em. Đấy, đội cái lưới này vào, hoặc không thích dùng lưới thì các bác có thể đội không. Cái lưới này gọi là cái lưới ngụy trang, thì các bác có thể đội vào hoặc là mình dùng để mình trang trí, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Và khi các bác đội vào thì mình để cái mũ. Đấy, để cái mũ có thể là nó va chạm nó không bị xước. Đấy, nó sẽ có cái lớp bảo vệ này rồi. Đó, thì tùy theo các bác. Nếu mà các bác thích đội thì đội, còn không đội thì cái đấy là tùy theo nhu cầu mục đích thôi. Đấy, khi đội vào thì nó rất là ngon luôn. Đấy, qua kiếc của nó rất là ngon các nhá. Và đây thì cái phần này của nó sẽ là các cái phần lót, để khi các bác đội vào thì nó sẽ gọi là không chạm vào ấy nhá, không chạm vào nó sẽ không chạm vào đầu thì nó sẽ không bị nóng. Đây em sẽ đội trực tiếp cho các bác xem luôn này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là vừa vặn nhá. Đây. Rất là ngon lành luôn, con mũ cực kỳ là xịn sò con bò cho các bác luôn. Đây các bác này, đó. Đội vào rất là đẹp, mũ ôm đầu đẹp, các bác có thể dùng đội để mình đi xe máy cũng rất là ok luôn, xe máy xe đạp đều ok, đội nắng mưa đều được nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá một cái con mũ lưới như này, giá sẽ là 150.000 nhá. 150.000 cho em mũ lưới như này, đập phá thoải mái cho bác luôn, không phải lăn tăn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là mũ lưới nhá. Đấy, mũ lưới giá của nó sẽ là 150k. 150.000 cái mũ lưới như này, hàng của quân đội Mỹ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, nó là cái tẩu tẩu thuốc nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái tẩu cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, cực kỳ là tiện ích. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái tẩu thuốc như này, giá của nó sẽ là 80.000 nhá. 80.000. Đấy, đây xem cái tẩu thuốc này doang giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đó, con này thì chất liệu của nó sẽ là bằng nhựa mạ đồng nhá. Còn cái này của nó thì bằng hợp kim này. Các bác có thể cho thuốc vào đây để mình hút này. Thuốc lào, thuốc lá đều được hết nhá. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Lên mã em là tẩu thuốc, giá sẽ là 80.000 cái tẩu thuốc như này nhá. 80.000 cái tẩu thuốc như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tay nắm cửa nhá. Tay này. Các bác lên xem là hít cửa này. Đấy, hít cửa 15.000 cho một cái hít cửa như này. Cái này thì các bác dùng khi mà cái cửa nhà mình, đây cái cửa nhà mình nó có cái quai cầm thì các bác dùng cái này nó sẽ chống sốc rất là tốt luôn. Đấy, nó có cái độ hít nhất định nhá. Đấy, và giá sẽ là 15k. Lên cho em là hít cửa, giá sẽ là 15k cho một cái hít cửa như này bằng silicone mềm. Các bác dùng nó rất là tiện ích nhá. Đó, đây các bác nhá, combo của nó thì nó sẽ là bao gồm một cái ngắn, nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái tay nắm như này. Đó, thì các bác về các bác việc sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Về mình lồng một cái tay nắm cửa cho em, nhà tắm, nhà vệ sinh hoặc là các cái cửa thông phòng. Đấy, rất là tiện. Thì nó sẽ hít vào cho các bác như này, và khi mình trẻ em nhà có trẻ em nó đầy đổ các thứ thì nó sẽ không bị va quệt. Đấy, và nó không tạo tiếng kêu và rất là an toàn luôn nhá. Giá thì chỉ có 15k cho cái hít cửa như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Có loại 20 sen và loại 30 sen. Thì giá của nó sẽ là 25.000 trên một bịch như này. 25.000 trên một bịch như này. Và đây em sẽ thử một chiếc cho bác xem. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Thì các bác có thể dùng để mình thít đồ, thít đạc này, dây bao bao giang, bao giếc này, hoặc là làm cây làm cối rất là ok. Đấy, các bác cứ thắt vào này cho em là xong. Ok. Đấy, dòng này của nó thì dây của Nhật cực kỳ chất lượng rồi. Dây của Nhật cực kỳ chất lượng. Đấy, cái bịch 30 sen này thì bịch 30 sen này, bịch này dài là 30 sen này. Đấy, 30 cm. Giá thì sẽ là 25k nhá. Đấy, 30 và 20 sen đều bằng nhau. Cái này thì sẽ là 250g và 143 chiếc nhá. 143 chiếc. Còn con này thì của nó sẽ là 250g 315 cái, nó ngắn hơn cho nên được nhiều hơn, đều là 2,5 lạng nhá. 2,5 lạng. Đấy, tức là 2 lạng rưỡi cho một bịch như này. Và giá thì chỉ có 25k thôi nhá. 25k. Đấy, có loại là 20 sen, cái ngắn này là 20 sen này, cái dài là 30 sen, thì các bác muốn lấy loại nào thì lấy. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy.
thì các bác có thể dùng để mình thít đồ đoàn vào như này. Đấy, bao giang bao giếc, có loại con này dài 30 cm đây. Đấy thì rất tiện luôn. Các bác chỉ cần thít vào như này cho em là xong, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái nắp cống nhựa ngăn mùi nhá, nắp cống nhựa ngăn mùi. Đây nó sẽ là một cái nắp cống nhựa tuyệt vời như này. Giá cũng chỉ có 15k thôi. Lên cho em nắp cống nhựa ngăn mùi 15k trong cái nắp cống nhựa ngăn mùi như này nhá. Con này thì rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này, đấy khi các bác đặt vào này, đấy thì nó rất là tiện ích luôn. Đó, nước chảy ngon lành nhá. Đấy, rất tiện ích luôn. Có cái phần lưới lọc này, rất là tiện này. Đấy, lọc rác, lọc giếc các thứ cũng rất là ok. Các bác chỉ cần là cầm lên đổ đi là xong. Đó, rất tiện ích cho các bác luôn. Và nó giữ nước ngăn mùi rất là tốt cho các bác luôn. Đây, test thử với khói các bác này. Đấy, đây cái bên này có nắp cống, sử dụng nắp cống nhá. Đấy, nước đọng lại này và khói không thể ra được các bác nhá. Thì rất tiện ích luôn. Một con nắp cống nhựa ngăn mùi như này giá sẽ có 15k thôi. Các bác về các bác sử dụng nó rất là tiện ích. Sử dụng được hầu hết với các cái loại vòi ống nước cát sàn nhà mình các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con này thì các bác lên cho em là bộ lấy dây tai đèn nhá, bộ lấy dây tai đèn. Đấy thì ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác là một thân có hai đầu lấy dây tai này, một đôi pin này và một cái bộ kẹp như này. Đấy thì rất là đa năng luôn. Tất cả đều là những cái đầu này đều là có sẵn pin hết nhá. Các bác sẵn pin rồi, về nhà các bác chỉ lắp đặt cho pin vào cho em là xong. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này, rất là tiện ích luôn. Về nhà thì chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi, nó phù hợp và các bác dùng nó đa di năng, lấy cho người già trẻ con hoặc là lấy cho người khác thì rất là ok nhá. Đấy, lên cho em là lấy dây tai đèn nhá. Đấy, dây tai đèn này. Lấy dây tai đèn giá sẽ là 60k nhá, 60k trong cái bộ lấy dây tai đèn như này. Đó. Thì các bác này, đấy, nó có đèn sáng như này. Đấy. Có đèn sáng như này, các bác lắp pin vào cho em là ok nhá. Đấy, lắp pin vào này. Đấy, lắp cho em hai viên pin vào. Đó, bật lên này. Đấy, có cái đầu đây. Có cái đầu này các bác chỉ cần lắp cái đầu này vào là xong nhá. Đấy, mình dùng để lấy dây tai này. Đấy, rất tiện nhá. Đó, rất tiện luôn. Và cái đầu này nữa này. Đầu này thì nó sẽ có sẵn pin cho bác luôn. Bật lên này. Đấy, dọi vào lỗ tai này, rất sáng luôn. Giá thì rất hợp lý nhá. Combo cho các bác như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi đồng tưới cây tăng áp nhá. Vòi đồng tưới cây tăng áp. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là combo này. Đấy, ba đầu nhá. Đấy, sẽ có ba đầu nối như này. Ba đầu nối cộng một đầu vòi bằng đồng như này nhá. Một đầu vòi bằng đồng như này. Đấy, giúp tăng áp lực nước rất là tốt. Giá thì chỉ có 50 cành thôi, 50 cành. Đấy, về nhà các bác kết nối vào cái đầu nguồn nước nhà mình cho em là mình sử dụng thôi, rất là tiện nhá. Đấy thì con này nó sẽ kết nối được hầu hết với các cái loại đầu vòi nhá. Đầu ra đầu vào nó kết nối được hết. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác các cái đầu vòi kết nối này. Đấy, như các ứng dụng đây, các bác lắp đặt theo thực tế cho em. Và nó sẽ ra là tia nhọn này. Đấy, tia hoa sen các thứ này để các bác dùng để mình xịt rửa, tưới cây, làm vườn, rồi nói chung là rửa xe, rửa cộ đều ok hết. Combo cho các bác một cái bộ vòi đồng tăng áp như này, giá chỉ có cho các bác là 50k thôi. Đấy, 50.000 cho bộ vòi đồng tăng áp này nhá. Lên cho em là vòi đồng tăng áp này. Vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50k cho một bộ vòi đồng tăng áp này, tưới cây rất là tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Đấy, đang ở cái mùa nồm ẩm như này thì các bác nên dùng con này cho em. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái nguồn của cái cục sạc điện thoại nhá. Đó, và các bác mở cái này lên cho em này. Đấy, và các bác có cái miếng dán đây. Về nhà các bác dán lên tường cho em. Đó. Và nó sẽ có cho các bác là thêm các cái móc để các bác treo móc ở dưới mình treo đồ, có ba cái móc nữa để các bác mắc ở dưới đít. Đấy, dưới đít này có lỗ để các bác mắc vào treo đồ cho em. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. 100 cành cho một con máy sấy đũa như này. Con này thì rất là tiện luôn. Đó, khá tiện dụng để cho các bác sử dụng trong cái công việc hàng ngày của mình, đặc biệt là đũa bát nhá, có nhá. Đấy, lên cho là máy sấy đũa này. Máy sấy đũa. Máy sấy đũa thìa nhá, máy sấy đũa giá của nó sẽ là 100k cho một cái con máy sấy đũa như này, 100k nhá, 100.000. Đó, rất tiện ích. Đây sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái con máy sấy đũa này luôn. Đây các bác này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác đặt vào cho em, cắm điện lên, bật máy lên, nó có tia hồng ngoại giúp khử mùi rồi diệt khuẩn rất là tốt. Hộp sấy đũa thông minh, rất tiện lợi và đặc biệt bảo vệ sức khỏe cho gia đình. Em cũng nên mua về xài đi, dễ làm em mà lại quá nhiều lợi ích. Trước đây chị toàn phải nấu nước sôi để khử trùng đũa muỗng, phải phơi nắng để sấy khô khử mùi. Giờ thì có hộp sấy đũa thông minh, chị khỏe re, có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ ơi, có thứ hay vậy sao chị không giới thiệu cho em? Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ ví xanh nhá. Đấy, cái bộ ví xanh. À đúng rồi, bộ ví xanh giá sẽ là 100.000. Đấy, nó sẽ là một cái ví màu xanh như này và trong này thì rất là nhiều chi tiết luôn. Đó, nó sẽ có cho các bác là
bấm móng tay chân có tới 4 cái bấm móng tay chân luôn, kìm bấm da chết này, rồi bộ nặn mụn này, rồi tỉa lông mũi này. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn, kéo tỉa lông mũi rất đủ, đủ bộ combo cho các bác như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái bộ ví xanh như này nhá. Các bác lên cho là ví xanh 100.000. Ném cho anh cái chai xịt chuột này. 100.000 nhá. Đấy. Xịt mũi. Ném. Giá sẽ là 100.000 đúng không nhá? 100.000 cho cái 100.000 cho một cái ví xanh như này. Đấy thì các bác dùng nó rất là tiện. Lên mã giúp cho em là ví xanh. Ví xanh nhá. Giá sẽ là 100k một cái. 100k cho cái ví xanh như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái tỉa lông mũi nhá. Đấy, tỉa lông mũi. Con này thì sẽ là dùng bằng tay thôi. Các bác dùng bằng tay nhưng rất là tiện ích này. Đấy, các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ ra này. Đấy, ở đây thì em sẽ bóp thử cho các bác xem bằng cái chổi lông này luôn đây. Các bác chỉ lắp vào này thôi này. Đấy, đút vào này. Đấy là mình tỉa là nó sẽ ra đứt này. Đấy các bác này. Đấy, nó đứt ra này các bác này. Đó, nó rất là tiện luôn nhá. Đấy, dùng xong thì các bác lại dùng cái chổi này vệ sinh đi cho em. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cái tỉa lông mũi này bằng inox này thôi, rất chặt chẽ sắc sắn. Đựng trong một hộp rất xịn sò này. Lên cho em là tỉa lông mũi nhá. Tỉa lông mũi này. Tỉa lông mũi giá sẽ là 50k nhá, 50k cho cái tỉa lông mũi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai sản phẩm đó là cái chai xịt mũi nhá. Đấy, xịt mũi. Đấy, thì nhà các bác nhà nào cũng có mũi côn trùng kiến gián, hàng này hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy thì các bác xịt cho em. Đó, mũi côn trùng kiến gián này. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác cứ xịt trực tiếp này cho em. Đó, xịt trực tiếp này. Đấy thì rất là tiện luôn. Đấy, mũi côn trùng kiến gián các bác xịt trực tiếp này cho em. Đấy, của nó là hương tự nhiên nhá, sinh học nhá, rất là an toàn luôn. Giá của nó sẽ là 30k nhá. Lên cho em là xịt mũi nhá. Xịt mũi, giá của nó sẽ là 30k cho một lọ xịt mũi như này. 30.000 cho một lọ xịt mũi như này thôi các bác này. Cái này thì rất tiện ích luôn, rất tiện ích, các bác có thể sử dụng lâu dài được các bác nhá. Đó, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi đôi nhá. Đấy, cái vòi đôi. Đây nó sẽ là một cái vòi đôi đa di năng như này. Đấy. Bao gồm cho các bác là hai cái vòi như này thì rất tiện ích luôn. Đấy. Lên cho em là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi. Vòi đôi thì ở đây sẽ có hai đầu ra như này bằng inox 304. Giá thì chỉ có 70.000 thôi. 70.000 trong cái vòi đôi như này. Đấy, inox 304 có hai đầu ra và có gioăng giếc kết nối đầy đủ cho các bác luôn. Gioăng gen kết nối đầy đủ để các bác sử dụng nó rất là linh hoạt nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòi đôi nhá. Đấy, vòi đôi giá sẽ là 70.000 cho cái vòi đôi như này. Ở bên shop có cả vòi đơn luôn. Vòi đơn thì chỉ có 50.000 thôi. Đó, lên cho em là vòi đôi này. Vòi đôi giá sẽ là 70k cho cái vòi đôi như này nhá. 70.000 trong cái vòi đôi này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo một bịch này của nó thì sẽ là 20 cái và bên em bán sẽ là 30.000. 30k cho một cái bộ kẹp quần áo như này. 30k bao gồm 20 chiếc thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy, cái này kẹp của nó rất là ngon, lò xo rất là chắc chắn nhá. Đó thì một bộ này của nó sẽ bao gồm là 30k và có tổng là 20 chiếc. Lên trên là bộ kẹp quần áo. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn này. Đấy, cái móc đơn như này thì các bác có thể dùng để mình móc quần áo, treo đồ, treo đàn đều được hết nhá. Đấy, chứ không nguyên là móc quần áo, các bác có thể dùng để treo đồ. Cho nên là bên em lên nó sẽ là móc đơn. Con này thì bên shop sẽ bán theo combo nhá. Đấy, các bác mua lẻ thì nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, trên 3 cái. Còn lại là mua combo 10 cái thì sẽ là 60k nhá. 10 cái sẽ là 60.000 cho cái móc đơn như này các bác này. Cái này các bác lên cho là móc đơn nhá. Đấy. Móc đơn đó. Móc đơn. Đây, đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên đã giúp cho em đó là cái túi đệm nhá. Túi đệm, cái này thì các bác chuyên dùng để mình bọc cái đệm nằm đấy, đệm nằm mùa đông đấy các bạn. Đó, rất là dai luôn, chất liệu của nó rất là dai luôn, túi bóng dai nhá, túi bóng dai mềm. Thì các bác dùng không lo bị giòn, bị hỏng, rất là tiện ích nhá. Thì nó sẽ có dòng cho các bác là dòng 1m6 và dòng 1m8, 1m6 2m và 1m8 2m vừa với khổ giường của mình. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm nhá. Đấy, túi đệm. Giá sẽ là túi đệm này, giá sẽ là 60k trên một chiếc, có dòng 1,6m nhá, 1,6m và 1,8m thì tùy theo các bác muốn lấy loại nào thì lấy nhá. Đều là giá 60.000 hết. Đấy, 1,6m, 1,8m. Giá thì rất vừa vặn cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên shop về khá nhiều các mã hàng mới luôn. Thì em lại lên video để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là nay bên shop về cho các bác cái con thùng đồ nghề nhé. Người em thì nó sẽ là 70 cân, 70 cân và em sẽ lên em test cho các bác xem. Hàng thì nó sẽ là hàng của Đức nhá, made in Germany các bác này. Đấy.
thương hiệu Matador Made in Germany, hàng của Đức nhá, là hàng nội địa của Đức, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng thì của nó sẽ là hàng thép không gỉ nhá, hàng thép không gỉ cực kỳ chắc chắn đây. Người em 60 cân các bạn, đấy. Em lên em dẫm đạp nhảy thoải mái trên xe nhá. Đấy. Này là ok đúng không? Đấy, rất chắc chắn luôn. Bỏ như ghế nào. Đó. Cân nặng của con này thì nó sẽ là vào khoảng là từ 3 đến 5 cân. Đấy. Em không cần tính đâu. Rất chắc chắn cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 5 ngăn nhá, một ngăn to và mỗi bên hai ngăn nhỏ nữa, tổng là 5 ngăn. Đấy. Các bác lên nó giúp em đó là thùng đồ nghề nhá. Đấy, thùng đồ nghề này. Lên cho em là thùng đồ nghề nhá, thùng đồ nghề. Thùng đồ nghề giá sẽ là 420k và bao ship đến tận nhà cho bác luôn nhá. Kích thước của nó thì chiều ngang của nó sẽ là 42 này. Đấy, chiều ngang là 42 nhân với lại 20 nhân với 20. Đó. Tức là 42 20 nhân 20. Hàng thì có thương hiệu Matador nhá, Matador Made in Germany. Đó. Rất chất lượng bác luôn. Đó. Đấy, rất chất lượng luôn nhá. Giày rắn chắc chắn nhá, đai giữa các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đấy, có lẫy khóa như này các bác có thể dùng cái lẫy khóa này nhá. Đấy, dùng cái lẫy khóa này cho bác. Đó, còn không dùng lẫy khóa thì các bác có thể sử dụng bình thường, rất tiện ích. Đó, giá thì rất hợp lý nhá. Đây một con thùng đồ nghề đẹp như này. Mà cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 420.000, bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán bao gồm cho các bác là 5 ngăn, chiều dài của nó sẽ là 42 cm, chiều cao này thì sẽ là 20 và chiều rộng là 20, cao 20, rộng 20. Đó, rất vừa vặn, hàng của Đức, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Matador nhá, Matador Made in Germany. Thì bên shop bán rất là nhiều rồi các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái túi đựng cái túi đựng đệm này. Đây, đây nó sẽ là một cái túi để các bác lên xem là túi đựng đệm nhá. Đấy, nó sẽ có dòng đệm 1m6 và đệm 1m8. Chất liệu của nó thì nó sẽ là dòng túi bóng cực kỳ là dai luôn. Đấy, ở miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm rồi. Miền Nam thì có thể là sử dụng ít hơn, nhưng miền Bắc thì nhà bác nào cũng có đệm. Cái chất của nó thì cực kỳ là dai luôn nhá. Đấy, hàng của Hàn Quốc này, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, chất túi cực kỳ là dai luôn chứ không phải là túi giòn đâu. Túi này rất là dai. Thì ví dụ như là chuẩn bị hết mùa đông rồi mà những cái túi đệm của nhà bác nào bị hỏng thì các bác lấy cái này về cho em. Đó, mua cái này về cho em để mình sử dụng nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đệm nhá. Túi đệm sẽ có cho các bác là dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá. Giá thì chỉ có 60k thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi đệm này. Đó. Túi đệm giá sẽ là 60k một chiếc nhá. 60k trên một chiếc. Nó có sẽ dòng là 1,6m nhá. Đấy, và 1,8m. Đó, tùy các bác muốn sử dụng cái nào thì sử dụng. Đấy. Thì muốn sử dụng cái nào thì sử dụng coi nhá. Đấy, lên cho em là túi đệm. Giá của nó sẽ là 60.000 một chiếc, có dòng 1m2 và dòng 1m6 và dòng 1m8 nhá, để các bác đựng cái chăn ga gối đệm nhà mình vào cho nó tiện. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác một cái combo kẹp quần áo như này nhá. Một cái set như này bao gồm là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đấy, tức là 20 cái như này. Đấy, các bác lên cho em đó là kẹp quần áo nhá. Đấy, lên cho em là bộ kẹp quần áo này. Đấy, bộ kẹp này. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30k. 30k cho một cái set kẹp quần áo như này nhá. Đấy, lên cho em là set kẹp quần áo hoặc bộ kẹp quần áo cũng được. Nó sẽ là 30.000 nhá. Đấy, 30.000 cho một cái bộ như này. Bao gồm cho các bác là 20 chiếc nhá. Đấy, 30.000 cho 20 chiếc. Đó. Lên cho em là bộ kẹp quần áo, giá sẽ là 30.000 cho 20 cái nhá. Đấy, 30k. 30k tổng của nó sẽ là 20 cái nhá. Tổng là 20 cái. Bộ kẹp quần áo đây. Cái này thì về nhà các bác kẹp như này các bác này. Đấy, đây để mình kẹp quần áo rồi kẹp đồ đoàn dinh tinh đều được hết nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái móc đơn nhá. Móc đơn này. Đấy. Các bác lên cho em là móc đơn. Thì cái này các bác dùng để kẹp quần áo, kẹp đồ phơi các thứ. Con này kẹp rất là chắc luôn đấy, kẹp rất là dính. Thì các bác có thể kẹp đồ để mình treo này hoặc là nói chung là đa di năng được hết nhá. Nó lò xo rất là to và kẹp cực kỳ là tốt luôn. Con này thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là móc đơn nhá. Đấy, bên shop sẽ bán cho các bác là sẽ là móc đơn này. Giá của nó sẽ là 20k trên 3 cái nhá, 20.000 trên 3 cái. Còn các bác mua cả chục thì giá của nó sẽ là 60k một chục nhá. Đấy, 60k trên 10 cái nhá, trên 10 cái. Đó, 60.000 trên 10 cái. Còn các bác mua lẻ thì sẽ là 20.000 3 cái, 20.000 cho 3 cái móc đơn như này. Đó, 20.000 3 chiếc các bác nhá. Đây. Sẽ là bên em bán theo combo 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này nhá. Đấy, 20.000 cho 3 chiếc móc đơn như này. Còn lại các bác mua lẻ mua cả chục thì sẽ là 60.000 một chục nhá. 60.000 một chục. Còn cái này thì các bác lên cho em là bộ kẹp quần áo nhá. Bộ kẹp quần áo, giá của nó sẽ là 30.000 cho 20 chiếc. 30.000 cho 20 chiếc như này luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây dây thắt nhá. Đấy, dây thắt.
Đây, dây thắt hoặc là dây thít thì các bác lên cho em là dây thít đi. Con này thì bên shop sẽ bán theo sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái nhang trầm các bác nhá. Đấy, nhang trầm. Đấy, nhang trầm thì một hộp này của nó sẽ là 45.000 một hộp này, và số lượng của nó thì nó sẽ là vào khoảng là từ 70 đến 100 vòng nhá, từ 70 đến 100 vòng. Đấy. Đây, từ 70 đến 100 vòng, một dây như này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Một dây này của nó sẽ là 2 vòng này. Đấy, một dây này của nó sẽ là 2 vòng. Và số lượng của nó thì sẽ là từ 70 đến 100 vòng cho một dây như này. Và con này của nó thì nó sẽ là gọi là một cái dòng nham hương trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn, hương trầm tự nhiên siêu thơm luôn nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này thôi. Các bác lên mã giúp cho em đó là nhang trầm nhá. Đó. Nhang trầm đấy, hàng thì cực kỳ là thơm luôn, nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 45.000 trên một hộp này, bao gồm cho các bác là từ 70 đến 100 vòng, và thời lượng đốt của nó thì từ 3 đến 5 tiếng nhá, tùy theo khu vực gió, từ 3 đến 5 tiếng cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái ủng đi mưa nhá, ủng đi mưa. Đây nó sẽ là một con ủng cực kỳ là tiện ích luôn, để các bác có thể dùng để mình đi khi mà trời mưa nồm bẩn thỉu như này. Đấy, trời mưa nồm bẩn thỉu, hoặc là bác nào nhà mà có ruộng có vườn cần phải đi ra vườn ra biết, thì các bác cứ đi giày đi tất bình thường hoặc đi dép bình thường, sau đó thì mình xỏ vào cái ủng này cho em. Đấy, đây nó sẽ là một cái ủng chống nước cực kỳ là tốt luôn, và nó là dòng ủng rộng để các bác có thể đi giày vào đây đều được nhá, đi giày đi dép. Đấy, hoặc là đi qua các cái đôi dép của mình đều vào vừa hết nhá. Lên cho em là ủng đi mưa, giá sẽ là 100.000 một đôi. Cái này thì bên shop bán rất là nhiều rồi, chất liệu của nó thì phải bàn về độ chất lượng của nó rồi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là ủng đi mưa nhé, ủng đi mưa. Giá của nó sẽ là ủng đi mưa này, ủng đi mưa, giá của nó sẽ là 100.000 cho một đôi ủng đi mưa như này, 100.000. Đây em sẽ có video thực tế luôn khi đó. Đi giày trong mùa mưa nữa, bởi vì đó, chiếc ủng này sẽ bảo vệ đôi chân của bạn. Đây là một vật dụng cần thiết trong những ngày mưa. Khi trời mưa, đôi chân của bạn rất dễ bị ướt và lạnh. Điều này có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như nấm chân, viêm khớp, tê cống. Ủng đi mưa giúp ngăn nước mưa xâm nhập vào đôi chân của bạn, giúp bạn giữ ấm và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, khi trời mưa, đường phố thường rất trơn và dễ trượt. Với thiết kế đế cao su chống trơn, ủng đi mưa giúp bạn có độ bám tốt hơn trên mặt đường, giúp bạn di chuyển dễ dàng hơn mà không bị trượt ngã. Khi trời mưa, đất cát và bùn có thể bám vào đôi chân của bạn. Ủng giúp bạn giữ vệ sinh cho đôi chân của bạn, giúp bạn tránh bị bẩn. Ủng đi mưa được làm từ chất liệu vải PVC chống nước hoàn toàn. Nếu bạn đang tìm kiếm một vật dụng để giúp bảo vệ đôi chân của bạn thì ủng đi mưa là một lựa chọn tuyệt vời. Đó, rất là ok các bác nhé. Giá thì chỉ có theo bác là 100.000 cho cái đôi ủng đi mưa này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây thít nhá. Dây thít thì nó sẽ có dòng 20 sen và dòng 30 sen. Đây. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Cái dây này thì các bác ứng dụng rất là nhiều, mình làm điện này, làm buộc các cái đồ đoàn này, rồi là dùng đa di năng được luôn. Bên shop thì bán theo bịch như này nhá. Một bịch này của nó sẽ là 250g nhá. 250g và giá thì sẽ là 25.000. Đấy, 25.000 cho một bịch như này. Thì nó sẽ có dòng là 30 sen và dòng 20 sen. Đấy, dòng ngắn này nó sẽ là 20cm nhá. Ngắn này là 20cm này. Đấy, đây. Đây nó có thông số đây các bác này. Đấy. Dòng ngắn này của nó sẽ là 250g và 20cm, và số lượng cái của nó sẽ là 315 cái. Còn con to này của nó thì nó sẽ là cũng là 250g và chiều dài của nó là 30cm và số lượng là 143 chiếc. Đấy, hàng của Nhật nhá, có thông số kỹ thuật, có đầy đủ các cái mực thước cho các bác xem, và nguyên đai nguyên kiện đóng gói như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi, nó rất là tiện. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là dây thít nhá. Đấy, dây thít này. Đó. Dây thít giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 trên một bịch nhá, 25.000 trên một bịch. Nó sẽ có dòng là 20 sen và dòng 30 sen. Đó, tùy theo các bác muốn lấy dòng nào thì lấy nhá. Dây thít 25.000 trên một bịch như này thôi, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo. Đấy, cái này thì nói chung là bác nào cũng biết rồi. Cái này thì chắc là không phải hướng dẫn nữa rồi đúng không? Đấy, thì nó các bác chỉ cần là đút vào là nó sẽ tự thắt vào thôi. Đây. Thì em sẽ lấy ra một cái để em mô phỏng cho các bác xem, không nhiều bác lại không biết nhá. Đây. Đây các bác chỉ cần là đút vào này thôi là nó sẽ tự thắt các bác này. Đấy, đút này tự thắt. Còn nếu mà các bác muốn tận dụng lại thì các bác có thể dùng cái lẫy để mình gạt cái này ra. Còn lại là khi mà đã cho vào rồi thì nó sẽ không gạt ra được đâu. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình thắt đồ, thắt đoàn này, bao bì này. Đấy, các bác đi cấy lúa này, đấy làm ruộng này, đấy chỉ cần túm cái đầu bao và thắt vào cái là xong, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn.
Đấy, lên cho em là dây thít nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn cầm tay nhá. Con này thì giá chỉ có 100 cành cho con đèn cầm tay thôi. Ở đây nó sẽ có cho các bác là một cái đầu sạc vào và một đầu sạc ra nhá. Đấy, chất lượng pin của nó này, đấy, rất là sáng luôn. Có một đèn cầu lồi này, đấy, hai mặt hai đèn led này và một đèn pha rất là giỏi này, một đèn pha rất là giỏi luôn. Đó, có báo pin nhá, có báo săn pin cho bác và có tấm pin năng lượng mặt trời luôn. Giá thì chỉ có 100k cho một con đèn như này thôi, cực kỳ tiện dụng luôn nhá. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác ba hệ thống đèn và có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, các bác về các bác chỉ cần để ra ánh sáng là nó cũng tự sạc luôn, mình không cần phải sạc mất công. Đó, giá thì chỉ có 100 cành cho một con đèn như này thôi các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn cầm tay, đèn cầm tay giá sẽ là 100k nhá. Đấy, 100.000 cho cái mã đèn cầm tay như này. Con này thì siêu tiện dụng luôn và tính ứng dụng của nó rất là cao, các bác có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi, ăn cơm ăn nước thoải mái. Lên cho em là đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay này, đèn cầm tay giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn cầm tay như này. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái điện thoại của thương hiệu Nokia nhá, điện thoại thương hiệu Nokia. Đấy, điện thoại một sim, giá sẽ là 160.000. Ở đây sẽ bao gồm cho các bác là một củ sạc này, một củ sạc này, một viên pin và một chiếc điện thoại này. Đấy, một củ sạc, một viên pin, một điện thoại. Hàng thì nó sẽ về theo lô, có lô màu xanh, màu đen, màu xám tùy theo, thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Giá thì chỉ có 160.000 trong con điện thoại này thôi, rất chắc chắn và ngon lành cho bác luôn. 160k một chiếc nhá. Đấy, các bác lắp vào cho em là xong này. Đó, bật nguồn lên cho em. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em. Đấy, điện thoại của thương hiệu Nokia. Đó, 160.000, có đầy đủ dây cáp sạc các thứ đầy đủ. Các bác có thể mua về để cho người già, cho các cụ nhà mình nhá. Đấy, rất là tiện luôn các bạn. Đấy, rất là tiện luôn. Đấy, thì mua về cho người già hoặc trẻ con. Các bác cần một cái điện thoại ở nhà để mình liên lạc với những cái người ở nhà thì nó cũng rất là tiện. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới các bác cái giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đấy, lên cho em là điện thoại một sim nhá. Đấy, điện thoại một sim này, giá sẽ là 160k cho một em điện thoại một sim như này. 160.000 các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một con đuôi rất là tiện dụng và giá thì nói chung là hàng rất hạt rẻ rồi. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 cho một cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, nó có lò xo có thể ngoắt nghéo để các bác đưa ngoảnh đi ngoảnh lại này, có công tắc đóng ngắt này. Đấy, có công tắc đóng ngắt. Về các bác xoáy cái bóng đuôi xoáy E27 vừa hết cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, chỉ có 35k trong cái đuôi lò xo này thôi. Đấy, có đây là đầu cắm này, các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện này, xoáy bóng vào bật lên cho em là xong. 35.000 cho một cái đuôi lò xo như này. Đấy, giá này thì là bao rẻ trên thị trường này các bác nhá, không có ở đâu rẻ hơn đâu. Nó cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Đấy, rất tiện ích và dễ sử dụng, ngon lành cành đào cho các bác luôn. Lên cho em là đuôi lò xo, giá sẽ là 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con vòi nước có màu cam, có màu xanh, cho nên là bên shop lên nó là vòi cam xanh luôn. Con này thì siêu tiện dụng nhá. Và cái giá thì bên shop cũng đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn, chỉ có 50k thôi. 50k cho một con vòi cam xanh như này. Ở đây thì nó sẽ chia ra làm hai đường nước cho các bác luôn. Hai đường nước này, một hai đường nước này. Có gen xoáy nhá. Có gen xoáy như này các bác này. Đấy, có gen xoáy này rất là tiện này. Gen xoáy rong giếc các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, thì để các bác có thể sử dụng để mình làm vòi rửa này, vòi tưới cây đa di năng cho các bác luôn nhá. Rất là tiện ích. Giá thì chỉ có 50k cho một cái vòi cam xanh như này thôi. Đấy, nó sẽ về hai màu, màu cam và màu xanh như này. Cho nên bên shop lên nó là vòi cam xanh nhá. Giá của nó sẽ là 50k. 50 cành cho một em vòi cam xanh như này thì con này cũng rất là tiện ích để cho các bác sử dụng nhá. Lên mã giúp em đó là vòi cam xanh, giá sẽ là 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay lao động nhá. Một bịch thì của nó thì sẽ là 12 chiếc. Đấy, dòng này thì các bác chuyên dùng để lao động làm vườn rồi quét dọn vệ sinh, nói chung là rất là đa di năng luôn, rất đa di năng luôn. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất ưu đãi nhá. Có cao su non này để chống trơn trượt này. Đấy, giá thì rất là ưu đãi cho bác luôn. Hàng của nó sẽ là hàng vải dệt 4D. Đấy, dệt 5D khi các bác đeo thì tay nhỏ, tay to, tay lớn, tay bé đều vừa hết, có cái độ co giãn nhất định. Đấy, thì bên shop sẽ bán theo combo. Nếu các bác mua lẻ thì nó sẽ là 5 đôi này. 5 đôi là sẽ là 40k nhá. 40k, còn một bịch là 12 đôi thì sẽ là 70k. Các bác mua cả bịch thì nó sẽ rẻ hơn nhá, mua cả bịch nó sẽ rẻ hơn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm pha cái bình trà 4 lạng nhá. Đấy, các bác lên cho em là bình trà đồng 4 lạng này, chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng, bên trong có lót nhựa để tránh mất mùi hương trà nhé. Chất liệu của nó là bằng hợp kim mạ đồng. Đấy, hợp kim mạ đồng cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó, đây, rất ngon lành cành đào các nhá. Đấy, một cái lọ như này. Đấy, hoa văn của nó rất là đẹp luôn và giá sẽ là 290.000 nhá. 290k. Đấy, lên cho em đó là bình trà đồng nhá. Đấy, bình trà đồng.
bình trà 4 lạng này. Đấy, bình trà đồng 4 lạng nhá. Trà đồng 4 lạng giá sẽ là 290.000 cho cái bình trà đồng 4 lạng như này. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn cúc áo nhá. Đấy, có một đèn một cáp sạc như này. Và đây là chân sạc vào của nó này. Dòng này của nó thì siêu sáng luôn các bác. Đấy, siêu sáng luôn. Các bác dùng thì nó rất là tiện ích cho các bác luôn nhá. Siêu sáng luôn. Đây, có nam châm hít này, có nam châm hít rồi công tắc này, có móc khóa cho các bác này. Đấy, con này thì giá chỉ có 40.000 thôi và rất là sáng luôn. Đấy, con này nó hết pin rồi, về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. 40.000 cho một con đèn như này. Đấy, 40.000 cho một con đèn cúc áo như này thì các bác có thể mua để mình sử dụng đeo vào cúc áo này rồi mình làm vườn này, đi học đi làm này. Đấy, rất tiện ích các bác này, siêu sáng luôn. Chế độ sáng mạnh sáng vừa sáng yếu nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình làm thợ sửa chữa chui rúc vào khe kẽ này, hoặc là các bác dùng khi mà mình đi ban đêm này. Đấy, cần thì các bác sử dụng cho em. Đấy, rất là nhỏ gọn nhá, đeo vào móc khóa được luôn. Đeo móc khóa luôn, nó chỉ rất là nhỏ gọn luôn. Lên cho em là đèn cúc áo nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một em đèn cúc áo như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đồng hồ LED nhá. Đấy, thì nó sẽ hiển thị như này, hiển thị như này. Đấy, thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện cho em. Đấy, cắm trực tiếp điện và cắm vào cái củ sạc điện thoại nhà mình nhá. Đấy, nó sẽ làm con đồng hồ LED như này. Và pin của nó sẽ hiển thị như này, vì nó sẽ hiển thị cho các bác là cả nhiệt độ, cả thời gian luôn nhá. Nhiệt độ, thời gian đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 140.000 nhá. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đấy, đồng hồ LED 140.000. Quay lên trên là đồng hồ LED nhá, 140.000 trong con đồng hồ LED như này. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, đấy, khi các bác mở lên thì nó sẽ như này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, và nó hiển thị này các bác này, rất là tiện ích nhá. Giá thì rất là tốt cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là một con đồng hồ LED như này, chỉ có cho các bác là 140.000 rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc bom hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi các bác nhé. Các bác lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá thì sẽ là 45.000 cho một chiếc như này. Con này thì về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em. Và nó sẽ có cái công tắc ở đây này. Nó sẽ có hai chế độ, là một chế độ là các bác cắm vào thì cái chức năng đuổi muỗi của nó đã hoạt động bình thường rồi. Còn các bác muốn bật cái đèn ngủ thì các bác nhấp cái này. Hoặc là cái đèn ngủ thì nó sẽ là thuộc dạng cảm biến nhá. Cho nên là khi các bác bật thì ban đêm nó mới lên. Đó, lên mã giúp cho em đó là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45.000. Đó, đèn ngủ đuổi muỗi này. Đó, đèn ngủ kèm chức năng là đuổi muỗi luôn nhá. Đấy, kèm chức năng là đuổi muỗi luôn. Đuổi muỗi, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 trong con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Bác hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Chuẩn bị cho mùa hè đầy muỗi với đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh. Đây là giải pháp hoàn hảo cho giấc ngủ ngon và thoải mái suốt cả đêm. Chỉ cần kết nối và nhấn nút, bạn sẽ được bảo vệ khỏi muỗi suốt 24 giờ đồng hồ. Sản phẩm này có hai chế độ để lựa chọn và tiêu diệt muỗi ở mọi góc độ, giúp bạn tận hưởng giấc ngủ tuyệt vời mà không phải lo lắng. Đừng để muỗi làm phiền giấc ngủ của bạn, hãy đặt mua đèn đuổi muỗi tích hợp đèn ngủ thông minh ngay hôm nay. Cái con này thì của nó là cảm biến các bác nhá. Đấy thì ban đêm nó mới lên cái đèn các bác nhá. Ban đêm nó mới lên cái đèn. Đó. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác một số cái đồ kim khí các bác nhá. Đồ kim khí thì em lên mã đầu tiên đó là cái bộ 5 mũi khoan tháp nhá. À, bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, bộ 5 mũi khoan đa năng. Thì đây nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng các bác này. Đó. 5 mũi khoan đa năng. Thì ở đây nó sẽ là một cái dòng mũi hàng của thương hiệu Kabushi của Nhật nhá. Các bác, đây là hộp 5 mũi khoan đa năng nhá, đây các bác này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi như này. Nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12. Đó, dòng mũi khoan đa năng. Thép của nó sẽ là thép gió phủ titan nhá, hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Và trong một cái hộp như này, các bác có thể mua để mình sử dụng, mình làm các công việc như là khoan rồi làm các cái công việc của mình đều ok hết nhá. Và giá thì chỉ có 120.000 thôi. Lên cho em là 5 mũi khoan đa năng nhá, hộp 5 mũi khoan đa năng, giá sẽ là 120.000, bao gồm cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12 nhá. Đấy. Lên mã cho em đó là hộp 5 mũi khoan đa năng đó. Hộp này 5 mũi khoan đa năng nhá. 5 mũi khoan đa năng, hộp 5 mũi khoan đa năng. 5 mũi khoan đa năng, giá của nó sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái búa các bác nhá, các bác nhá. Đấy thì
Còn các bác lên mã giúp cho em, đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái búa đinh như này các bác nhá. Đó thì bên shop sẽ về cho các bác là hai mẫu nhá, hai mẫu. Đó là búa A1 và búa A2. Đấy. A1 sẽ là búa bé nhá. Đây, con này sẽ là A1 này. A1 thì con bé, con này thì nó sẽ là chiều dài khoảng là 25 cm và nặng khoảng từ 3 đến 4 lạng. Và con này các bác lên cho em là búa A1 nhá. A1 bé, giá sẽ là 80.000 nhá. A1 bé này. Giá của nó sẽ là 80k cho một con búa A1 bé như này. Hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, chữ khắc này các bác này. Đấy, và Asahi này. Con này thì sẽ là 80.000 cho một con búa A1 bé như này. Cán của nó thì bằng thép nhá và bọc nhựa, cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn. A1 bé giá sẽ là 80k nhá. Tiếp theo thì lên cho bác con A2 to này. Con này thì nặng khoảng 6-7 lạng, hàng thương hiệu Asahi đây. Đấy, 6-7 lạng luôn. Con này các bác lên cho em là A2 to nhá. A2 to giá sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con búa A2 to như này. Giá sẽ là 130k. Đây, hàng thương hiệu Asahi các bác này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, con này thì vừa đóng vừa nhổ đinh luôn. Đấy, con A1 bé này thì sẽ là 80.000 và con A2 to thì dài khoảng 30 cm và con A2 này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. Các bác có thể mua cả đôi hoặc là mua một con tùy theo nhá. Hàng thương hiệu Asahi của Nhật, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị và cái giá rất là tốt cho các bác luôn. 130.000 cho một con búa đinh như này. Các bác có thể dùng để đóng nhổ đinh rồi sửa chữa. Đấy, tay nắm bằng nhựa, cầm cực kỳ chắc chắn cho các bác luôn và thân của nó bằng thép, dùng vĩnh cửu luôn các nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dây câu bình nhá. Các bác lên mã giúp cho em là dây câu bình. Thì một con dây câu bình như này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một con dây câu bình như này nhá. 180k cho một cái dây câu bình như này. Đó, 180.000 thôi. Đấy, chất liệu của dây thì 100% là bằng đồng hết này. Đấy, bằng đồng đỏ au các bác này. Đấy, 100% là bằng đồng hết. Và đây thì nó sẽ là cái phần kẹp kết nối thì cũng bằng đồng luôn. Đấy, thì các bác có thể về dùng để mình câu từ cái bình nọ sang cái bình kia. Đấy, các bác đi xe con là phải dùng cái dây câu này cho em. Đấy, khi đề phòng khi mà xe của mình nó bị chết bình hoặc là thế này thế nọ thì các bác dùng. Đấy, để mình câu từ cái xe nọ sang xe kia nó rất là ok nhá. Lên cho em là dây câu bình, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Dây câu bình này. Đấy, lên cho em là dây câu bình nhá. Dây câu bình, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k cho cái dây câu bình này thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Đấy, con này công suất của nó sẽ là 2000 mAh nhá. Và chiều dài của nó thì từ 2 đến 3 mét nhá. Các bác kéo từ xe nọ sang kia, xe kia là thoải mái luôn. Lên mã cho em là dây câu bình, giá sẽ là 180.000. 180.000 cho cái dây câu bình như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp em, đó là cái tai nghe iPhone nhá. Đấy, nó gọi là tai nghe iPhone thôi, còn các bác có thể sử dụng cho điện thoại Samsung, Oppo, rồi nói chung là các dòng điện thoại đều được hết. Đấy, thì nó là hàng của hãng iPhone nhưng mà có thể sử dụng đa di năng cho các cái dòng điện thoại được luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một con tai nghe iPhone như này, giá của nó chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. Con này bên em đang bán là 200, đợt này về cho bác giá tốt chỉ còn có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là tai nghe iPhone nhá. Tai nghe iPhone, con này thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây con này, nó sẽ là một con tai nghe như này con này. Đấy, một con tai nghe như này các bác này. Đấy, và ở đây thì hàng này của nó sẽ là hàng của EarPods Pro của iPhone nhá, của iPhone đây. Đấy, và con này thì hàng sẽ là hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho Mỹ nhá. Đấy, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ đây. Đấy, made in Japan con này. Đó, made in Japan. Hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đấy, California này, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan các bác nhá. Đó, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một đôi tai nghe như này, hai chiếc này. Con này thì các bác dùng cực kỳ là ngon luôn, để các bác có thể nghe nhạc, đàm thoại, rồi nói chung là sử dụng rất là đa di năng. Và kèm cho các bác là một cáp sạc này, hàng của hãng nhưng cực kỳ chất lượng luôn, nguyên khâu đóng gói của nó đã đàng hoàng rồi. Đó, và bốn cái miếng lót như này để các bác sử dụng mình lót vào tai, để cho nó vừa với các cữ tai của mình, có miếng to, miếng nhỏ, đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, nguyên khâu đóng gói của nó đã đảm bảo chất lượng này. Đấy, California nhá, hàng sản xuất tại Nhật và xuất cho thị trường Mỹ nhá, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone. Giá của nó sẽ là tai nghe iPhone này, đó. Tai nghe iPhone nhá, tai nghe iPhone. Giá của nó sẽ là, hoặc là tai nghe không dây cũng được, tai nghe không dây, tai nghe không dây iPhone. Giá sẽ là 150k thôi, 150k cho con tai nghe iPhone không dây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm, đó là Kia. Các bác lên mã giúp cho em, đó là Kia khoan mini nhá. Lên theo là khoan mini. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một con khoan như này nhá. Một con khoan như này,
Đấy, nó chạy bằng pin cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Đấy, chạy bằng pin cực kỳ là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít này. Đấy, sẽ kèm cho các bác là các cái đầu vít như này, các đầu vít này, một tay nối dài này, một cáp sạc này, và kèm cho các bác là 30 đầu vít đây, 30 cái đầu vít như này. Đấy, to nhỏ lớn bé lục giác tròn ba khe đầy đủ cho bác, và cả đầu khẩu luôn, đầy đủ cho các bác nhé. Đấy, và con này thì các bác có thể dùng hình khẩu súng như này cũng được, mà các bác có thể xoay, các bác có thể nhấn cái này để xoay cho nó thành hình thẳng như này. Khi mà các bác dùng, có thể là mình cần theo chế độ thẳng thì các bác dùng thẳng như này, và có đảo chiều luôn nhá, có đảo chiều luôn. Đấy, có đảo chiều rất là tiện con này, chạy cực kỳ là khỏe luôn con nhá, có đảo chiều chạy rất là khỏe luôn, lắp vào thì rất là ngon con này. Đấy, chạy rất là khỏe luôn. Và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con khoan mini như này, có lên cho là khoan mini nhá, đầy đủ combo cho các bác này, có cho các bác là một tay nối này, hai mũi khoan này, rồi các cái đầu vít này, rồi tay công xoáy đảo chiều này. Đấy, cái tay này là gọi là tay ngoắt nghéo nhá, các bác có thể ngoắt nghéo này đưa vào các vị trí khó này. Đấy, nói chung là rất là nhiều chi tiết cho các bác luôn, đựng trong một cái hộp như này rất xịn sò cho các bác luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 180.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên cho em đó là cái lên cho em đó là cái khoan mini nhá, khoan mini đó, khoan mini giá sẽ là 180k nhá, 180k cho cái khoan mini như này. Rồi ok, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đó thì em sẽ lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi 6 món hàng của thương hiệu Đức các nhá, hàng đến từ thị trường Đức các bác này. Đấy, hàng đến từ Đức đây. Đấy, design in Germany thôi nhá. Đấy, design in Germany, hàng của Đức rất chất lượng cho bác luôn, Germany nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một bộ này của nó bao gồm là 6 cái nhá. Đây. Đấy các bác xem này. Đó, design in Germany thôi này. Đó, in Germany, hàng của Đức. Bộ này bao gồm là 6 món này, 1 2 3 4 5 6 món. Bao gồm có cho các bác là 5 cái nồi và một cái chảo. 5 cái nồi, một chảo nhá. Giá thì đặt này hàng về cho bác cái giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn, siêu tốt cho các bác luôn thôi nhá. Đóng ngay cái cửa Phương ơi. Giá siêu tốt cho bác luôn. Đấy, lên cho em là bộ nồi Đức 6 món nhá. Đấy, bộ nồi này, đó. Bộ nồi Đức này, đó, bộ nồi Đức 6 món nhá, 6 món. Đấy. Thì bên em có hai hình thức bán hàng nhá. Một là chuyển khoản hết, hai là nhận hàng thanh toán. Thì cái này nó là hàng dễ vỡ cho nên bên em vẫn là yêu cầu là phải cọc nhá. Đấy. Yêu cầu các bác là cọc trước 200 này. Đấy. Cọc trước 200. Đấy, cọc trước 200k thì giá bên em sẽ gửi tới các bác đang bán là 900k. Đợt này xả cho bác giá còn là 750k nhá, 750k. Đó. 750k cho một bộ nồi như này. Đó, bao gồm là 6 món. Đấy, 6 món mà 750.000 bao ship. Tính ra là mất 50.000 để ship rồi, còn gọi lại còn là 700. Còn là 700, mà 700 thì các bác chia cho 6 món thì mất có hơn 100.000 một tí một món. Phương nghe gì chưa? Đóng anh cửa tí. Đấy, còn nếu mà các bác chuyển khoản hết nhá. Đấy, các bác cọc trước cho em 200, còn chuyển khoản hết thì giá sẽ là chuyển khoản hết. Đấy, chuyển khoản hết thì giá của nó sẽ là 700k nhá. Tính cho các bác tròn 700k và bao ship luôn. Đấy, tức là các bác chỉ cần là chuyển cho em 700.000 là xong. Còn lại là các bác nhận hàng thôi. Đó, ok. Rồi em sẽ đi vào giới thiệu sản phẩm. Đấy là cái giá nhá. Lên cho em là bộ nồi Đức 6 món này, cọc trước 200k này. Đấy, giá từ 900 còn 750.000 này, chuyển khoản hết thì chuyển cho em 700 là xong. Đó. Nó sẽ có cho các bác là tất cả đều là bằng đấy, vung nắp thì bằng kính cường lực hết nhá. Vung nắp bằng kính cường lực hết, hàng cực kỳ dày dặn và chắc chắn cho các bác luôn. Đấy. Nồi nào vung đấy các bác nhá. Nồi nào vung đấy. Như vậy là nó sẽ có cho các bác là 5 cái nồi, 5 cái vung và một cái chảo cũng có vung luôn. Đấy. Đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái nồi đầu tiên là cái 2 lít này. Đấy, con này sẽ là 2 lít nhá. Con này dung tích của nó là 2 lít này. Hàng đế 5 lớp cực kỳ dày dặn chắc chắn luôn. Đấy. Đế 5 lớp rất dày dặn chắc chắn luôn. Các bác nghe cái tiếng kêu của nó là các bác biết rồi. Đấy. Chữ in chìm trực tiếp con này. Đấy, chữ in chìm trực tiếp trên đế như này con này. Đó. Con này thì nó sẽ có 5 lớp nhá. Các bác đun được bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại, bếp halogen. Hàng sáng bóng luôn, các bác nhìn thấy cả em trên nồi luôn các bác này. Đó. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít thì nó sẽ có hai con, một con là quay vuông và một con là quay lệch nhá. Đấy. Một con quay vuông, một con quay lệch như này các bác này. Đấy. 2 lít sẽ có hai con, một con quay vuông và một con quay lệch như này. Con này thì các bác có thể chế đồ ăn sáng các thứ, ví dụ như là nước dùng, nước giếc rất là ok. Quay vuông viếc cực kỳ chắc chắn luôn, đế 5 lớp đẹp sáng bóng nhá, đẹp sáng bóng cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì là sẽ có cho các bác là một cái đây. Một cái nồi này của nó sẽ là dung tích của nó sẽ là đi con này dung tích của nó sẽ là 3 lít các bác nhá. Dung tích của nó là 3 lít. Đây, có định mức hết các bác này. Đấy.
có đánh dấu định mức hết cho bác luôn. Con này dung tích của nó sẽ là 3 lít nhá. Đấy, 3 lít. Đây, dung tích của nó là 3 lít các bác này. Đó. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Đế con cong luôn các bác nhá. 3 lít này. Đó, tiếp theo thì đến cho các bác một con nữa. Con này thì dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác nhá. 4 lít. Đấy, con này dung tích của nó sẽ là 4 lít các bác này. Đấy, 4 lít đây. Hàng cực kỳ đẹp luôn các bác. Hàng này rất đẹp, rất tuyệt vời ông mặt trời luôn. Đó. Tiếp theo đến cho các bác là một con chảo này. Đấy, một con chảo đây. Tất cả đều có vung nhá. Nồi nào đi với vung đấy nhá các bác nhá. Đấy, nó gọi là nồi nào vung đấy, nồi nào vung đấy. Kể cả chảo cũng có vung luôn. Đó, chảo cũng có vung cho các bác luôn. Cho nên là các bác yên tâm sử dụng nhá. Đây. Và con cuối cùng là con to nhất thì nó sẽ là con 5 lít nhá. Đây. Con 5 lít. Đây, hàng của Đức cơ này. Đấy. Tem mác các thứ đàng hoàng nhá. Đấy, kích thước của nó đây. Đấy. Kích thước đầy đủ các bác luôn. Con này thì sẽ là con 5 lít nhá. 5 lít. Con này thì khá là to luôn. Đấy, các bác có thể dùng để xào, nấu rồi luộc gà, luộc vịt, con này quay kiếp các thứ cực kỳ là ngon nhá. Đó. Và đến con chảo này. Đấy. Con chảo này thì chảo này thì nó sẽ là đường kính là 28 cm. Hàng siêu chống dính cho bác luôn. Hàng tráng đá dập vân bi nhá, tráng đá dập vân bi siêu chống dính cho bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là hàng cao cấp nhất trên thị trường hiện nay rồi. Đấy. Đế 5 lớp siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt nhá. Đế 5 lớp siêu dày giữ nhiệt tốt. Đây, logo của hãng này. Đó, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Giá thì chỉ có 700.000 thôi. Nếu như bác nào chuyển khoản hết thì giá sẽ là 700.000. 700k cho một cái bộ nồi như này. Đấy, cho một cái combo như này. Thì đây nó sẽ có cho bao gồm cho các bác là em sẽ đi lại hết lượt cho các bác luôn. Đấy, combo. Combo thì sẽ có cho các bác. Đầu tiên là bây giờ thì sẽ đi từ to đến nhỏ các nhá. Từ to đến nhỏ thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là hai con song to này. Đấy, một con to này. Đấy, con này thì cũng vung trước đàng hoàng coi nhá. Đấy, vung trước đàng hoàng đây. Vung của nó đây con này. Đấy, con này là 5 lít nhá. Đấy, con này 5 lít này. Đấy. Tiếp theo đến một cái chảo này. Đấy, chảo đây con này. Đấy, chảo đây. Chảo này thì dung tích này của nó sẽ là đường kính là 28 cm nhá. Đấy, một con chảo này. Tiếp theo đến một con này là con này dung tích của nó sẽ là 4 lít. Tất cả đều có vung hết nhá. 4 lít này. Sau đó tiếp theo đến con này là con 3 lít này. Hàng đẹp tuyệt vời, sáng bóng ngon lành cả nhà cho bác luôn, 3 lít này. Đó. Thi thoảng có những con nó vận chuyển từ nước ngoài về thì nó có những cái dấu hiệu là chảy sức nhẹ thì các bác cũng thông cảm thôi. Tiếp theo là con này 2 lít này. 2 lít thì nó sẽ có là một con quay vuông và một con quay lệch này. Đó, 2 lít này. Đó, đây. Là combo cho các bác là 6 món như này nhá. Đấy, đây combo cho các bác này. 6 món con này. Đó, đầy đủ combo cho các bác 6 món như này luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá cực kỳ hạt rẻ luôn. Đó. Vâng, chào các bác nhá. Đấy, chỗ anh em đôi bạn cùng tiến và trên biến giới thiệu này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cũng làm sao mà cân nhắc trước khi mua hàng. Để tránh cái việc là hàng bên em gửi đến thì các bác cứ bom đi bom lại bất công các bác nhá. Đấy. Thì đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em bán hàng thì rất đơn giản thôi, đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship rồi. Đấy, từ 200.000 trở lên đã bao ship rồi nên các bác cứ mua cho em đủ 200.000 là bao ship thôi. Nó rất là đơn giản thôi. Đấy thì mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các bác lên cho em là keo 10 nhá, keo 10. Đó, keo 10. Giá thì sẽ là 40k cho một cuộn keo như này. Đấy, bản của nó là 10 sen. Bản là 10 sen và chiều dài của nó thì vào khoảng là 5 m nhá, vào khoảng 5 m bản 10 sen. Thì về nhà các bác có thể dán trực tiếp hoặc là các bác cắt ra làm đôi cho em cũng được. Đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái dòng mà chịu nhiệt cực kỳ là tốt luôn. Nó chịu được nhiệt độ lên tới là 110 độ C này và âm 40 độ C nhá. Đấy, âm 40 độ C luôn. Thì ở đây nó sẽ là một cái lớp giấy bạc phản quang, dùng cực kỳ là tốt luôn. Đấy, các bác có thể dùng để dán lên các cái bề mặt tôn rồi tường để chống thấm rất là tốt. Ngôi nhà của bạn đang bị thấm, rột, gây khó khăn bất tiện cho sinh hoạt gia đình. Vết đất đường, khe hở mái tôn đã có giải pháp. Bằng tiêu ích 2000 với lớp keo dày chống thấm hiệu quả, đặc biệt siêu dính bề mặt, dán ống nước, dán trần nhà, tường thấm nước, bề cả bị vỡ hay dán phao bơi cho trẻ em. Mặt ngoài băng keo là lớp bạc nano phản qua cách nhiệt, cách nóng, bảo vệ lớp keo bên trong không bị phân hủy, giúp cho độ bền lên đến 10 đến 12 năm. Cách dùng dễ dàng, ngay cả chị em phụ nữ cũng có thể làm được. Bước 1, làm sạch bề mặt cần thi công để băng keo tiếp xúc dễ dàng hơn. Bước 2, đo kích thước bề mặt cần thi công. Bước 3, bóc lớp bảo vệ băng keo và dán trực tiếp vào bề mặt. Bước 4, niêm chặt băng keo để lớp giấy bám vào bề mặt. Lưu ý, khách hàng cần dán đúng chỗ cần sửa chữa vì một khi dán rất khó bị đóng ra. Đó, rất là ok nhé. Lên cho em là keo 10, giá thì chỉ có 40k cho một quận như này thôi. 40.000 cho một quận nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng keo chống thấm nữa, đó là xịt chống thấm nhá. Con này thì nó sẽ là dòng nano nha, và xịt trực tiếp lên các cái bề mặt luôn. Đây, ví dụ đây là một cái bề mặt các bạn này. Đây là một cái bề mặt đây, em sẽ xịt lên cho các bác xem nhá. Đây, con này. Đấy, xịt lên như này. Và nó sẽ là một cái dạng kem như này nhá. Trước khi xịt thì các bác lắc đều lên cho em nhá, lắc thật đều lên cho em để tránh cái việc nó bị tắc nhá. Đấy, lắc thật đều lên cho em thì nó mới có áp suất thì nó mới xịt được các bác nhá. Đấy, còn các bác xịt mà không lắc đều là nó sẽ bị tắc này. Đấy, thì các bác cứ lắc đều lên cho em. Đấy, các bác lắc thật đều lên cho em là mình xịt là nó sẽ ra thôi. Và giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là xịt chống thấm, giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, các bác lưu ý là xịt lắc đều lên cho em, và khi mình xịt ấy thì mình nhấp thật mạnh cái này cho em. Đấy, để cho nó ra này. Đấy, các bác theo. Đây, đây. Tại vì là thường ấy là cái đầu nó bao giờ nó cũng hơi bị cấn một chút thôi nhá. Đấy, tại vì cái đầu này nó sẽ là một cái lớp phủ cho nên nó sẽ hơi bị cấn một chút. Đó, và giá thì rất hợp lý cho bác luôn, chỉ có 50k cho một bình xịt chống thấm như này thôi. Lên cho em là xịt chống thấm giá sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái bình xịt chống thấm như này. Đây em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn các bạn này. Nano công nghệ Nhật Bản mới, hiệu quả gấp 2 lần. Đây các bạn này. Mới, hiệu quả gấp 2 lần, độ bền lên đến 10 năm. Trần nhà bị rột, tường nhà bị nứt, ống nước bị vỡ hay mái tôn bị thủng, tất cả sẽ được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả tức thì. Thành phần cấu tạo gồm các phân tử cao su non, bổ sung thêm ion bạc và chất phụ gia cực kỳ an toàn với sức khỏe con người, khả năng siêu kết dính, đặc biệt là hoàn toàn kháng nước, chống nấm mốc nên được ứng dụng rộng rãi cho mọi nhu cầu hiện nay. Tồn tại bền vững trên tất cả các chất liệu, nhựa, kim loại, thép, bê tông, nhôm, gỗ, thủy tinh, các bề mặt khác. Khả năng chịu nhiệt lên đến 80 độ C, chống tia cực tím bất chấp nắng mưa, giải quyết nỗi lo thấm rột cho bà con. Bình xịt nano chống thấm rột quanh năm, khuyến mãi cực sốc duy nhất hôm nay, đặt hàng ngay để nhận ưu đãi. Rồi lên trang là xịt chống thấm nhá, giá của nó sẽ là 50.000 đây các bạn này. Đấy, đây em vừa xịt xong nhá, mới được có một lúc thôi nhá, mà cái bề mặt của nó đã phủ hết các cái phần vết của cái bìa này được các bác nhá. Đấy, nó sẽ phủ hết cái bìa này và nó sẽ khô đi, nó sẽ cứng đi nhá, và nó sẽ chống thấm nước cho bác rất là tốt luôn. Đấy, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thuốc dán nhá. Lên cho em hộp thuốc dán, nó sẽ là 50.000 cho một hộp này. Một hộp bao gồm là 12 viên thì nó sẽ là một cái dòng thuốc chuyên trị dán nhá. Cái này thì chuyên trị dán cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là 12 viên như này. Thì về nhà các bác bẻ cái viên này ra, sau đó thì các bác để vào cái khu vực như là tủ quần áo này, rồi tủ bếp này, và các cái khu vực ẩm ướt mà kiến dán hay dán hay trụ ẩn là các bác cho vào cho em. Con này thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật nhá, made in Japan cho bác luôn. Hàng này thì của nó thì chuyên diệt dán rất là tốt luôn nhá. Đấy, thì con này, cái dòng này của nó thì nó diệt được cả dán mẹ, dán con, dán tổ, rồi nói chung là diệt được hết này. Các bác về các bác bẻ ra 12 viên để vào các cái khu vực như là tủ bếp, rồi tủ quần áo thứ, nó sẽ là cái dạng viên như này, và nó sẽ là thuốc sinh học cực kỳ là an toàn và tốt luôn. Thị phần bán của nó thì nó sẽ là số 1 của Nhật Bản luôn nhá. Đấy, và dán con này, trứng dán này, dán tổ này, rồi là dán mẹ này, diệt được hết nhá. Đó, bán số 1 của Nhật Bản luôn, hàng made in Japan nhá. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là hộp thuốc dán nhá. Một hộp thuốc dán như này giá chỉ có cho các bác là 50.000 thôi. Hộp thuốc dán này, hộp thuốc dán nhá. Hộp thuốc dán giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một hộp thuốc dán này, lên cho em là hộp thuốc dán 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái lọ kiến dán nhá. Đây các bác này, lọ diệt kiến dán tận gốc này. Con này thì các bác lắc đều lên cho em và nhỏ cho em từ 5-7 giọt vào những cái đường đi và những cái nơi là kiến dán nó trú ẩn nhá. Đấy, thì nó sẽ ăn mồi và nó sẽ công về là nó sẽ chết cả đàn, và cả đàn nó sẽ dẫn đi luôn các bác nhá. Giá thì chỉ có 10k thôi, và bên em bán từ 2 lọ trở lên. Lên mã giúp cho em là lọ kiến dán giá sẽ là lọ kiến dán này. Lọ kiến dán giá sẽ là 10k một lọ nhá. 10k một lọ, và bên em bán là từ 2 lọ trở lên, không bán một lọ nhá, bán từ 2 lọ trở lên. Lên cho em là lọ kiến dán 10.000 một lọ, diệt kiến diệt dán tận gốc luôn. Đấy, khi mà các bác cứ giỏ cho em từ 5-7 giọt vào và nó sẽ lan truyền đến cái đường đi của nó, sẽ ăn và là nó sẽ chết luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Giá thì chỉ có 60.000 cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này thôi. Giá rất là tốt cho bác luôn, 60k cho một con đuôi đèn cảm ứng như này. Đây, vào đây này sẽ có chế độ là điều chỉnh sáng ban ngày, sáng ban đêm, hoặc cả ngày cả đêm, và điều chỉnh thời gian sáng nhá. 16 giây, 32 giây và 262 giây. Về nhà các bác chỉ cần là kết nối các cái nguồn điện vào cho em, sau đó thì xoáy bóng vào đây, có người đi qua thì nó sẽ tắt và có người đi qua thì đi đến thì nó sẽ sáng nha, rất là tiện luôn. Đấy, đuôi đèn cảm ứng siêu tiện luôn. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, các bác kết nối ở các cái khu vực đều được hết nhá. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là đuôi đèn cảm ứng này. Đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng giá của nó sẽ là 60k nhá. 60k cho một cái đuôi đèn cảm ứng như này, rất tiện dụng cho các bác sử dụng luôn, lắp đặt vào đâu cũng được. Rất tiện dụng, rất hợp lý cho các bác luôn.
Đây là cái đu đèn cảm biến chuyển động tự động bật tắt khi có người. Mình đang thay cái đu đèn cũ bật tắt bằng công tắc, chuyển qua xài đu đèn cảm biến những cái nơi như là nhà tắm hay là nhà vệ sinh, mỗi lần ra vô có chút xíu. Bây giờ không phải tắt mở công tắc nữa, người bước vào đèn sáng, bước ra sau một khoảng thời gian đèn tự tắt. Ở trên này các bạn có thể điều chỉnh chỉ sáng ban đêm hoặc cả ban ngày, rồi chỉnh được thời gian đèn tắt. Cái cảm biến của nó bắt xa nhất được 8 mét, nên các bạn thoải mái lắp trên cao, mang về chỉ tính lắp ở trong nhà thôi. Thế là mẹ mình bảo, hay là mày lắp để chống trộm cho chuồng gà nhà tao đi. Cũng hợp lý phết nhỉ. Nhưng mà cái đuôi này lắp ngoài trời phải che lại nha. Nói chung là rẻ, tiết, giá một cái chỉ bằng công nhân. Đấy, rất là ok nhá. Giá thì chỉ có 60.000 thôi, lên mã giúp cho em là lọ hôi chân hôi nách nhá. Đấy, hôi chân hôi nách. Bác nào mà bị hôi chân hôi nách thì các bác sử dụng cái lọ này cho em. Giá thì cũng rất là hợp lý cho các bác luôn. Đấy, nó sẽ là một cái lọ thuốc chuyên trị hôi chân hôi nách cho các bác luôn. Và giá rất hợp lý nha, các bác có thể dùng để mình. Đây, nó sẽ là thuộc dạng nước như này các bạn này, thuộc dạng nước như này. Đấy, bác nào chuyên bị hôi chân hôi nách thì sử dụng cái này cho em. Đấy, mình xoáy ra và mình sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, thì giá thì bao nhiêu nhỉ? Hôi chân hôi nách này, các bác lên cho em là hôi chân hôi nách nhá. Giá của nó sẽ là 50k cho một lọ như này, 50k cho một lọ hôi chân hôi nách như này nhá. Giá sẽ là 50k. Lên cho em là hôi chân hôi nách nhá, giá sẽ là 50.000 cho một típ như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bóng đèn nhá. Thì đầu tiên sẽ là cái đèn 5 cánh này. Đèn 5 cánh con này thì siêu sáng luôn. Đấy, 5 cánh như này. Giá thì chỉ có 120.000 cho con đèn 5 cánh này thôi. Công suất của nó sẽ là 100W nhá. Đây, công suất 100W này. Đấy, và led của nó sẽ là led 65.000K này, 65.000K. Rất là ngon lành cho bác luôn. Đấy, lên theo là đèn 5 cánh nhá. Con này sẽ là 5 cánh. 5 cánh, giá sẽ là 120.000, 120K. Công suất là 100W nhá. Con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên theo là đèn 5 cánh, giá sẽ là 120.000 đây các bác này. Đấy, đây, em đang dùng cái này. Đấy, nó rất là sáng luôn nhá. Đấy, em bật có một quả mà em quay khu vực này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn 8 cánh nhá. Đấy. Có cho các bác là một con loại 8 cánh luôn. Con 8 cánh này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 200.000. Đấy, 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này các bác này. Đấy. 200.000 các bác nhá. Đó. Đây, con này sẽ là con 8 cánh, giá của nó sẽ là 200.000 các bác này. 200.000 cho một con đèn 8 cánh như này. Rất sáng cho bác luôn. À, con này 190.000 nhá, 190.000, công suất của nó là 200W, nhầm các bác nhá. Đấy. Công suất của nó là 200W, con này thì siêu sáng luôn. Đó, lên cho em là đèn 8 cánh nhá. 8 cánh, giá của nó sẽ là 190k. 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Công suất của nó là 200W. Các bác có thể gấp gọn như này nhá. Gấp gọn như này rất là tiện này. Mang đi công trình, công chiếc hoặc các bác dùng để mình sử dụng đa di năng được luôn, rất là tiện ích và siêu sáng luôn. Đấy, và nó rất là gọn và sáng của nó là ánh sáng LED nhá, sáng LED cho nên rất là sáng. 200W của nó thì nó phải sáng bằng 500W của con đèn đỏ, cho nên nó rất là sáng và tiết kiệm điện nhá, tiết kiệm điện. Giá thì chỉ có cho các bác là 190k thôi, 190k. Đấy, đèn 8 cánh nhá, 190.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nắp cống đồng nhá. Các bác lên theo là nắp cống đồng. Đây, nó sẽ là một con nắp cống làm bằng đồng nhá, làm bằng đồng nguyên khối như này. Đấy, để con này dùng để ngăn mùi rất là tốt này, dùng để ngăn mùi rất là tốt luôn. Đấy. Cơ chế của nó là khi có nước xả thì nó sẽ mở này. Có nước xả nó sẽ mở và không có nước thì nó sẽ là cơ chế cân bằng, nó tự đóng như này. Rất là tiện con này. Đấy, bằng đồng đúc nguyên khối như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp, hoặc khi nhà nào mà cái miệng của cái thoát sàn nó hơi to thì các bác lắp thêm cái này vào cho em. Tháo cái gioăng ra lắp cái long đen này vào cho em. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một cái nắp cống đồng thôi. Lên mã giúp cho em là nắp cống đồng, giá sẽ là 50k nhá. Nắp cống đồng này. Nắp cống đồng. Nắp cống đồng giá sẽ là 50k. 50k cho một em nắp cống đồng nhá. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem cái nắp cống đồng này luôn. Này hạ có mùi hôi bốc lên từ ống cống thì các bác có chịu, thì có khách vào nhà cũng có xử vì mùi hôi này mà không có cách nào để giải quyết. Này em sẽ mách cho các bác một giải pháp cực kỳ dễ dàng mà em đã sử dụng để giải quyết vấn đề về mùi hôi này, đó chính là nắp cống ngăn mùi thông minh. Trước đây ống cống nhà em bốc lên một mùi hôi cực kỳ khó chịu mà em đã tìm đủ mọi cách mới không thể nào giải quyết được. Nhưng khi sử dụng sản phẩm ngăn mùi này với thiết kế khóa một chiều cùng một lớp răng cao su giúp ngăn mùi hôi bốc lên thì cực kỳ tốt. Khi có nước thì nắp mới mở ra, còn hết nước nắp sẽ tự động đóng lại. Chất liệu của sản phẩm thì là bằng đồng phương nguyên khối nên cực kỳ bền bỉ, sử dụng đến khi ống cống nhà mình hỏng rồi mình thay ống mới lại nắp lại là có thể tiếp tục sử dụng. Cả ba cùng nhấn nút đặt hàng ngày hôm nay để có thể sớm giải quyết vấn đề của mình các bác nhé. Đó, rất ok nên đi anh, nắp cống đồng ngăn mùi giá sẽ là 50k. Cảm nó đi. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Chào các bác, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200 cành trở lên bên em sẽ bao ship. Mã đầu tiên hôm nay bên shop về cho bác đó là cái nồi cơm nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, nồi của Cúc Cu và nồi của Sáp. Thì nồi của Sáp thì nó sẽ là hàng sản xuất ở Thái Lan, và nồi Cúc Cu thì
nó sẽ là hàng sản xuất của Hàn Quốc nhá, nồi cúc cu của Hàn Quốc. Thì đầu tiên em lên cho bác cái nồi của Sáp trước qua này. Đấy. Đơn hàng từ 200 cành thì lên bên em sẽ bao ship, các bác cứ mua đủ 200.000 là được bao ship thôi, nó đơn giản với tôi các bác nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là một cái nồi của Sáp này. Đấy, nồi của Sáp các bác nhá. Đó, nồi của Sáp đây. Và rất chất lượng cho các bác luôn. Con nồi của Sáp này thì đây là cái vỏ của nó này. Đấy. Của nó sẽ là 900W này, 900W sử dụng là điện 220V, công suất của nó là 1,8 lít nhá. 1,8 lít. Hàng thì nó sẽ là hàng của Sáp nhá, hàng của Sáp. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Ở đây thì giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là nồi Sáp nhá. Giá của nó sẽ là 500.000 và bao ship này. Đấy, lên cho em là nồi cơm Sáp nhá. Nồi cơm Sáp này, giá của nó sẽ là 500k nhá. 500k và bao ship tận nhà cho bác luôn. 500.000 trong con nồi cơm như này. Bao ship đến tận nhà, các bác có thể là nhận hàng, kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Thì sản phẩm nó sẽ là một cái mẫu nồi, nồi như này. Và màu của nó sẽ là màu đen nhá. Màu của nó là màu đen. Đây. Đấy, đây các bạn này. À, 900W 1.8 sử dụng điện 220V. Màu là màu đen nhá. Rất là đẹp các bác này. Các bác nhấn lấy ra cho em này, mở ra này. Ở trong thì đầu tiên nó sẽ có cho các bác là một cái khay như này. Một cái khay hấp này. Một khay hấp này. Tiếp theo là đến cho các bác là một cái môi này, một cái môi rất là đẹp luôn. Con này thì rất là đẹp, môi rất là đẹp nhá, cứng cáp và chống dính nhá. Tiếp theo là một cái ô đong gạo này, một ô đong gạo này. Tiếp theo nữa là cái dây cắm này, dây cắm nguồn này. Đấy, rồi nó sẽ là một con mâm rất là dày luôn nhá. Dày cong cong này các bác này. Đấy. Khá là dày luôn, dày cong cong này các bác này. Đấy. Con này các bác nấu cơm thì cực kỳ là ngon luôn nhá. Đấy, nồi của nó là sẽ thuộc dạng là nồi kiểu nồi niêu như này. Nồi niêu ôm vòm như này thì giữ nhiệt tốt này, giữ nhiệt tốt. Mâm thì rất là dày luôn. Đấy. Nồi bằng nhôm nhá. Nồi bằng nhôm rất là dày luôn. Và mâm của nó cũng khá là chắc chắn và dày dẫn nhá. Đấy, mâm khá chắc chắn dày dẫn này. Mâm của nó là khá chắc chắn và dày dẫn cho các bác luôn. Đấy. Và của nó là dòng quai sách như này thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Quai sách này. Hàng thương hiệu Sáp này. Đấy, hàng thương hiệu Sáp nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Các bác chỉ cần kéo lẫy này cho em là xong này. Kéo lẫy này là xong. Đó, nồi của Sáp rất là ngon lành như này, hàng có thương hiệu. Đây, mở nắp ra các bác này. Đấy. Giòn riếc cực kỳ là ngon luôn. Khi dùng thì chỉ cần nhấn lẫy này cho em là xong. Đó, chín thì nó sẽ dơ le, nó sẽ tự nảy nhá. Đó. Dung tích của nó thì sẽ là 1.8 lít nhá, 1.8 lít. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý thôi. Lên mã giúp cho em đó là nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là 500.000. 500.000 cho một em nồi cơm Sáp như này. Rất là ngon lành, cành đào cho các bác sử dụng để mình nấu nướng trong sinh hoạt hàng ngày nhá. Đấy, lên trên là nồi cơm Sáp. Vỏ của nó thì bằng nhựa ABS nhá, bằng nhựa ABS giữ nhiệt tốt và rất là bền chắc chắn cho bác luôn. Màu đen. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mẫu nồi cúc cu nhá. Hàng thương hiệu cúc cu. Và hàng này thì nó sẽ là sản xuất tại Hàn Quốc nhá. Made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng sản xuất tại Hàn Quốc. Đấy, và con này thì nó sẽ là 1.8 lít nhá, 1,8 lít này. Đấy, nó cũng giống như con nồi ấy thôi, giống như con nồi cúc, con nồi Sáp thôi. Đấy, nhưng mà dòng này thì nó sẽ là nồi của cúc cu nhá, nồi của cúc cu. Đó, và cũng là dòng lẫy đóng ngắt này các bạn này, lẫy đóng ngắt thế này. Rất đẹp cho các bác luôn, hàng của thương hiệu cúc cu của Hàn Quốc nhá. Sản xuất tại Hàn Quốc, cũng sử dụng điện 220V. Đấy, ở đây mâm miếc của nó cũng khá là dày luôn. Con này mâm rất là dày và con này thì nó sẽ không có cái đây, rất là dày các bạn này. Đấy. Rất là dày luôn. Rất dày nhá. Đấy, tiếng kêu của nó rất là đã luôn, cũng có môi nhá. Con này thì nó sẽ không có khay hấp đâu. Đấy, con nồi của thằng cúc cu này thì không có khay hấp nhá và khá là dày dẫn luôn. Mâm cũng rất là ôm như này các bạn này. Đấy, mâm rất là ôm. Đấy, nói chung là cũng là khá là dày dẫn và đẹp. Và cũng như cái mẫu bên kia, đấy, mẫu của Sáp nhưng mà nó hàng này thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc nhé. Còn con Sáp thì nó sẽ là nồi của Nhật. Đấy, nồi của Nhật, còn con này thì của Hàn Quốc. Cũng quai sách, quai đeo như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đây, Korea các bác này. Đấy, Korea nhá, rất chất lượng cho các bác luôn. Và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên mã cho em là nồi cơm cúc cu nhá. Đấy, nồi cơm cúc cu. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp là 500, còn nồi cúc cu. Lên cho em là nồi cúc cu nhá. Nồi cúc cu này. Nồi cúc cu giá của nó sẽ là 495k nhá. 495k cho con nồi cúc cu. Đấy, còn con nồi Sáp thì giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, 500.000. Hai con này thì chỉ lệch nhau có 5.000 thôi. Thì các bác lấy con nào thì lấy các bác nhá. Đó, con nồi của Sáp đây. Phát lên cho em là nồi của Sáp nhá. Nồi Sáp thì sẽ là, nồi Sáp thì sẽ là 500. Và nồi cúc cu này thì sẽ là 495.000 các bác nhá. 495.000. Đó, thì các bác muốn lấy mã nào thì lấy. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng.
Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái con đèn vàng nhá. Đấy, con này có cảm biến này. Đấy, có cảm biến như này các bác nhá. Đấy, ban đêm thì nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người đi qua thì nó sẽ tắt nhá. Con này thì các bác có thể treo lên như này để ở bên trên, ví dụ như là khu vực cổng này, cửa này, hoặc là ở cái khu vực nào mà có ánh sáng nhá, có ánh sáng, tại vì con này nó sử dụng pin năng lượng mặt trời. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là ốc về nhà các bác bắt vào cánh cửa này hoặc là bắt vào chân cổng qua đây. Đấy, nó sẽ là cảm biến như này các bác này. Đấy, tức là cái này em che đi, tức là ban đêm nhá, ban đêm là nó sẽ sáng nhá. Ban đêm là nó sẽ sáng và có mắt cảm biến, có người đi đến thì nó sẽ sáng, thì các bác có thể để cổng cửa hoặc là các khu vực hành lang. Đấy, và nó sẽ có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh này, đó, sáng vừa này và chế độ sáng yếu nhá. Đấy, chế độ sáng mạnh của nó thì cũng rất là sáng luôn. Đó, thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn vàng nhá, lên cho em là đèn vàng. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 100.000 cho một con đèn vàng như này nhá, 100.000 cho một con đèn vàng như này. Con này thì rất hợp lý luôn, có ốc cho các bác đầy đủ luôn. Và nó là dòng cảm biến nhá. Về nhà các bác chỉ việc là cảm biến và nó sử dụng pin năng lượng mặt trời cho nên rất là tiện này. Che đi này là sáng này, siêu sáng luôn các bác nhá. Và ánh sáng của nó là ánh sáng vàng. Các bác có thể dùng để decor trang trí rất là ok luôn. Ở ngoài cổng, ngoài cửa, nói chung là khu vực nào có ánh sáng để nó hấp thụ năng lượng mặt trời. Lên mã giúp cho em đó là đèn vàng, giá sẽ là 100.000 nhá. Đó. Các bác lên cho em là đèn vàng này, đó, đèn vàng. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho một con đèn vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ ba tô nhá, bộ ba tô bao nhiêu nhỉ? Bộ ba tô nhá, đây nó sẽ là một cái bộ ba cái tô như này các bác này. Đấy thì nó sẽ có con to nhất là 1.8L luôn, gần 2L cho cái tô to này nhá. Đấy, còn tô nhỡ này sẽ là 1.2L và con nhỏ này thì sẽ là 9.700 nhá, 700. Đấy là một bộ ba tô như này sẽ là 100.000. Vừa nó xoáy rồi. Lên mã giúp cho em là bộ ba tô nhá, bộ ba tô. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100.000 cho bộ ba cái tô như này các bác này. Bộ ba tô như này rất là đẹp, các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn này. Đấy, canh riêu các thứ, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Lên xem là bộ ba tô, giá sẽ là 100.000 cho một bộ ba tô như này. 100.000 cho một bộ ba tô như này rất là tiện luôn. Hàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao siêu tầm nhá. Dao siêu tầm và nó sẽ đựng trong một cái bao da rất là đẹp như này. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, hai màu, một là màu xanh, hai là màu đỏ nhá. Đấy, cán nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Con này thì nó nhỏ gọn thôi, các bác có thể dùng để gọt hoa quả, thực phẩm, thức ăn đều ok hết. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn và có bao da như này, các bác có thể bỏ vào trong túi sách này hoặc là mang đi công tác, nói chung là đi đâu cũng được để các bác dùng để mình gọt hoa quả hoặc là các bác chiết ghép cành, nói chung là rất đa chức năng luôn và hàng rất là bén nhá, hàng của nó rất là bén luôn các bạn, dao thì rất là bén. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 95.000 thôi, 95k cho một con dao như này, 95.000 cho một con dao như này các bác này. Đấy, 95.000 cho một con dao như này. Lên mã giúp cho em đó là dao siêu tầm nhá, các bác lên cho em là dao siêu tầm. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ đi. Dao xanh đỏ thì nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đây, nó sẽ còn một con cán màu xanh và một con cán màu đỏ như này. Đấy, thì lên cho em là dao xanh đỏ nhá. Dao xanh đỏ, giá của nó sẽ là 95.000 cho một con dao xanh đỏ như này. Đấy, có màu xanh, màu đỏ. Lên cho em là dao xanh đỏ nhá. Đó, dao xanh đỏ, giá của nó sẽ là 95k nhá. 95k, có màu xanh, màu đỏ. Các bác lấy màu nào thì lấy nhá. Đấy, lên cho em là dao xanh đỏ, có hai màu như này, các bác muốn lấy màu nào thì lấy, hàng thì đựng trong một cái bao da như này nhá, bao da rất là đẹp luôn và có hai màu. Đấy, các bác lên mã giúp cho em là dao xanh đỏ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái massage cánh bướm nhá. Massage cánh bướm thì nó sẽ là đây một con massage như này, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái miếng dán như này nhá, một miếng dán này kèm thêm cho các bác là một cái máy này, về nhà các bác có thể dán trực tiếp. Đấy, dán trực tiếp và lên các cái phần nào mình muốn massage. Đấy, và đây là cái sạc nhá. Đó, thì em sẽ có video thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là massage cánh bướm nhá, massage cánh bướm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 40.000 cho một con massage cánh bướm như này thôi. Con này massage siêu phê cho bác luôn nhá, rất là sướng luôn. Đấy, massage cánh bướm này. Massage cánh bướm. Massage cánh bướm, ghi bỏ ra ngoài kia. Đó, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k cho một con massage cánh bướm như này, 40.000 các bác nhá. Đấy, giá chỉ có 40k thôi. Đây các bạn này, đó. Khởi động, dòng điện nhỏ chỉ vài chục mA, kích thích những nhóm cơ tạo ra cảm giác giật nhẹ và dễ chịu. Hiện nay trên thị trường có hai loại. Đây các bạn này, đó. Cái này thì nó sẽ hơi bị giật nhẹ các bác nhá. Đấy.
rung rất là mạnh luôn nhé. Rất ngon các bác nhá. Giá thì chỉ có 40.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED nhá. Các bác lên cho em đồng hồ LED. Con này thì giá của nó sẽ là 140.000 trong con đồng hồ LED như này. Mặt của nó thì sẽ là mặt kính, mặt trắng gương rất là đẹp luôn. Đấy, mặt kính trắng gương về nhà các bác bóc cái lớp dây bóng này ra cho em nhá. Đấy, mặt kính trắng gương này. Số thì nó sẽ là nảy như trên hình như này. Giá thì sẽ là 140.000. Ở đây thì sẽ có cập nhật cho các bác là ngày tháng nhiệt độ, các bác có thể sử dụng pin hoặc là cắm trực tiếp dây sạc này cho em, nó cũng rất là tiện. Giá thì rất hợp lý, 140k cho một cái con đồng hồ các bác lên đã giúp cho em, đó là đồng hồ LED nhé. Giá sẽ là 140.000. Có dây sạc cắm kèm này, có dây đầu dây cắm kèm, các về nhà các bác cắm ở củ sạc điện thoại nhà mình thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ LED nhé. Đồng hồ LED giá sẽ là 140k cho một chiếc nhé. 140.000 cho một con đồng hồ LED như này. Đây em có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Hơi bị hay luôn nha. Cái đồng hồ LED phiên bản mới này nhìn nó nhỏ nhỏ với lại nhiều màu sắc vậy thôi, chứ nó cũng nhiều tính năng lắm mà. Mà may là có cái hướng dẫn sử dụng tiếng Việt này mình đỡ phải nhức đầu. Đồng hồ có chạy bằng pin AAA nên mình cần phải chuẩn bị trước, cần 3 viên pin nhỏ. Nhưng mà đồng hồ này nó cũng có chế độ tiết kiệm pin. Mà tí nói sau đi, bây giờ phải cài cho cái đồng hồ này sẽ hiện chế độ 12 giờ hay 24 giờ, rồi cài giờ giúp với lại ngày tháng năm hôm nay nữa. Tại cái đồng hồ này là coi ngày luôn mà. Cách cài hay là bấm để xem ngày tháng năm hay nhiệt độ thì có trong cái tờ hướng dẫn hết rồi. Mà nhớ nộp cái miếng dán phản ứng màu sắc của cái đồng hồ này nha. Chứ cái màu nó đẹp vậy mà che chi. Đấy, rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, có hiện giờ cho bác luôn. Nhưng mà mình có thể tăng giảm. Giá sẽ là 140.000. Nhiều khi mình tận dụng là... thì soạn đi để đóng đi rồi bảo nó về nó lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái vòi cam xanh nhá. Đấy, nó sẽ có hai màu, màu cam màu xanh. Đấy, đợt này nó về thêm màu trắng nữa. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 cho một con vòi như này thôi. Rất tiện ích các bác nhá. Ở đây thì khi mà các bác sử dụng thì các bác xoáy trực tiếp vào nguồn nước cho em, và có hai đầu cấp như này nhá. Có hai đầu cấp như này rất là tiện này. Đó. Có hai đầu cấp như này rất tiện cho các bác sử dụng luôn. Và cái giá thì chỉ có cho các bác là 50k thôi. Nên cho em là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh giá sẽ là 50.000 đó. Vòi cam xanh này, vòi cam xanh giá của nó sẽ là 50k trên một em nhá. 50.000 trên một em vòi cam xanh như này. 50k đó, 50k cho một em vòi cam xanh. Ở đây thì nó sẽ có gen nhá, có gen hết, các bác có thể về xoáy kết nối với các cái nguồn nước khác cũng ok hết nhá. Có gen, có giòn, gen đầy đủ cho các bác luôn đó. Thì các bác có thể kết nối với các cái nguồn nước khác rất là ok. Giá chỉ có 50.000 thôi mà có nguyên cái vòi hai nguồn nước cái này, rất tiện ích các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá. Bao tiền nhỉ? 50.000 cho một chai tẩy cặn canxi như này nhá. Hàng sẽ là hàng của thương hiệu Dencamid, hàng của Đức nhá. Hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây các bác này, Dencamid. Hàng này thì nó sẽ là hàng của Đức cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. Con này thì chuyên tẩy cặn canxi luôn. Nhà các bác bị canxi cặn bám ở các khu vực như là chậu rửa bát này, rồi chậu rửa mặt này, rồi nói chung là tất cả các khu vực liên quan đến đồ inox. Đấy, hoặc là đồ sành sứ các bác dùng cho em. Đấy, tẩy cực kỳ sạch luôn. Lên cho em là tẩy cặn canxi, giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho một cái chai tẩy cặn canxi như này. Siêu tiện ích luôn các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ như này các bác này. Sẽ là 140.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này. Đấy. Cái này là đầu cắt tôn nhá. Các bác lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Về nhà các bác chỉ cần lắp vào cái máy khoan pin. Đấy là để các bác sử dụng thôi, nó rất là tiện. Đấy, và giá rất hợp lý cho bác luôn. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này nhá. Con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Lắp đặt vào nó sẽ như này này. Các bác dùng được cắt tôn rất là ngon luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem. Đây các bác này. Đấy. Của thương hiệu Maytan mới về. Đó anh em mình xem nhá. Đây lắp vào này. Đây. Cắt rất là ngon luôn nhá. Đấy. Số 6. Anh em mình mua cắt tôn là phải cắt được tôn mà phải thẳng nhá. Đó đi nhẹ nhàng lắm, đi chậm nhẹ nhàng đến từng vòng luôn nhá. Anh em mình xem video này á, vào giỏ hàng đặt mua này. Đó chậm như này á mà đi đến đâu là được chuyển đấy. Đấy, tôn cực kỳ dày luôn nhá mà cắt rất là ngon luôn. Bắt theo. Như này được các anh em nhá. Đó anh em mình cắt đi nhanh á thì nó sẽ không thẳng đâu nhá. Đi nhanh là không. Rất là ngon nhá. Để mình căn cho nó chính xác đường mình cắt nha. Căn chỉnh này kia. Đó anh em nào mà mua đầu cắt tôn. Lên cho em là đầu cắt tôn nhá, giá sẽ là 140.000. Đó, đầu cắt tôn này. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140.000 các bác nhá. Đó, đầu cắt tôn. Đầu cắt tôn giá sẽ là 140k. 140k cho một cái đầu cắt tôn như này các bác nhá. Đó. Tiếp theo, để đây anh bỏ cho. Tiếp theo thì bên shop tí anh bỏ cho. Bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái
các bác lên mã giúp cho em, đó là cái con bơm tẩu ô tô nhé. Con này chuyên dùng cho ô tô thôi, hàng của thương hiệu Toyota, nó tặng cho khách hàng. Đấy, chuyên tặng cho khách hàng mua ô tô của nó nhé. Đấy, bơm tẩu hàng của thương hiệu Toyota, công tắc bật ở đây nhé, công tắc bật ở đây. Và con này là nó chuyên để cắm tẩu ô tô nhé, cắm tẩu ô tô thì đây là cái dây bơm của nó này. Đấy, đây là cái đầu dây bơm của nó, về nhà các bác tháo ra cho em. Đấy, đây cái đầu dây bơm của nó này, đầu dây bơm của nó đây. Và cái này là cái đầu tẩu nhá, về nhà các bác cắm cái tẩu ô tô nhá, cắm cái tẩu ô tô nhà mình là mình bơm thôi. Đó, con này nó cũng rất là đơn giản, nó không có gì phức tạp cả, rất là dễ sử dụng thôi. Đấy các bác bật nổ máy ô tô lên này, cắm cái tẩu này vào để cấp điện cho nó này, sau đó thì mình dùng cái bơm này mình bơm trực tiếp vào ô tô thôi. Thì bác nào có ô tô thì cũng nên có một cái tẩu ô tô như này để khi mình đề phòng khi mà ô tô mất điện, ô tô bị hết ô tô bị hết gọi là hết hơi thì các bác dùng cái này cho em, nó rất là tiện. Cắm tẩu ô tô lên để mình bơm thì đề phòng khi mà dọc đường có nhá, nó rất là tiện ích luôn. Và cái giá thì rất hợp lý cho bác luôn. Lên cho em là bơm tẩu ô tô giá chỉ có 180.000 thôi. Bác nào có ô tô thì nên có cái này. Đó, bơm tẩu ô tô này. Bơm tẩu ô tô nhá, tẩu ô tô giá sẽ là 180k nhá. 180 cành cho con bơm tẩu ô tô như này, rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì con này nó tên nó là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là túi da nhá, túi da. Đó. Túi da là ba lô da. Lên cho em là ba lô da nhá. Đấy sẽ là một con ba lô du lịch như này. Giá bao nhiêu nhỉ? Giá sẽ là hỏi lại xem nào. Đấy một con ba lô như này. Giá sẽ là 130.000. Đấy và lấy lau đi xuống lấy túi bóng bỏ vào đi để ngoài nó bụi hết. Lau hết đi. Đấy giá sẽ là 130.000 nhá, lau sạch đi. Đấy thì đây nó sẽ là một con ba lô như này các bác này. Đấy lên cho em là túi da nhá. Túi da. Đấy con này thì rất là ngon cho các bác luôn, thì các bác có thể dùng để đi du lịch này. Đấy máy trần cực kỳ là kỹ như này các bác nhá. Máy trần rất là kỹ như này. Đó và hàng rất đẹp, rất sắc nét cho các bác luôn. Con này thì cái chiều ngang của nó sẽ được là khoảng là 45-50 và chiều rộng là 20, chiều cao là 20 nhá. Chiều rộng 20, cao 20 và chiều ngang là 45-50 gì đấy. Đó và nó sẽ là khóa như này các bác này. Thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi chơi, đi phượt đều ok hết. Có quai đeo cho các bác luôn nhá. Có quai đeo cho các bác luôn, rất là tiện. Giá thì chỉ có 130.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là túi da nhá, túi da. Giá sẽ là 130.000, lên cho em là túi da này, đó. Túi da, giá sẽ là 130k nhá. 130.000 được cái mẫu túi da như này. Hàng rất đẹp, rất chất lượng cho các bác luôn và rất tiện ích cho các bác sử dụng để mình đi du lịch. Đấy, rất đẹp các bạn, rất đẹp luôn. Đó, rất đẹp, rất ok các nhá. Giá thì cũng khá là hợp lý cho các bác luôn, 130.000 thôi nhá. Tiếp theo thì nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc nhá. Các bác lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Đấy nó sẽ là một con vòi như này. Và về nhà các bác lắp vào cái nước nhà mình, nó sẽ có cho các bác là xoay 360 độ luôn. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ này. Đấy. Bằng con bằng inox thì sẽ là 80.000 và con bằng nhựa sẽ là 60.000. Thì con này là sẽ là bằng inox nhá. Đấy. Xoay 360 độ cực kỳ tiện ích luôn. Đấy về nhà các bác có thể kết nối với các cái vòi của chậu rửa mặt nhà mình để mình rửa mặt rồi rửa giấy các thứ rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em là vòi bạc xoay 360 độ nhá. Vòi bạc này. Đấy. Vòi bạc 360 độ giá sẽ là 80k nhá. 80k cho con vòi bạc như này. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Đây các bác này. Đấy. Và giúp các bác rửa mặt, đánh răng, gội đầu. Xoay vào thêm này. Đấy. Chế độ xịt này. Đấy, rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Xoay đi. Đầu vòi được tích hợp cả gen trong và gen ngoài, giúp dễ dàng lắp cho hầu hết mọi loại vòi chậu rửa trên thị trường. Rất ngon lành cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để rửa mặt này, đánh răng này. Đấy. Đấy các bác nhá, rất ngon lành cho các bác luôn. Đấy. Rồi ok.